nhà cũ gia tộc Văn Nhân, hoa viên hậu viện. Văn Nhân Mục Nguyệt dìu Văn Nhân Đình đi thong thả, Tần Lạc cùng Văn Nhân Chiếu theo sát phía sau. Trải qua chữa trị trong khoảng thời gian này, bệnh tình lão gia Văn Nhân Đình đã được cải thiện rõ ràng. Đã sớm từ trạng thái hôn mê tỉnh táo lại, có thể ăn chút thức ăn dạng lỏng, có thể ở dưới tình huống có vật thể chống đỡ đi từ từ mấy bước. Biến chứng Miller-Fisher, đây là tạp chứng khó chữa trị trên thế giới. Nhưng mà, vẫn được hai người là bác sĩ Vương Đào từ Mỹ du học về cùng bản thổ Trung y Tần Lạc liên thủ khắc phục. Vương Đào là kiêm tu Trung Tây y, mặc dù danh tiếng chỉ đạt đến kẻ giàu có vương hầu, nhưng y thuật quả thật không thể khinh thường. Tần Lạc lại là người năm gần đây được xưng là vua Trung y có thiên phú có danh tiếng anh tuấn trắng trẻo ở Yến Kinh, có hắn ở bên cạnh giúp đỡ, hai loại phương pháp dược vật cùng châm cứu đồng hành, quả thật làm ra hiệu quả kinh người. Văn Nhân Mục Nguyệt thực hiện lời hứa của mình, đưa cho bác sĩ Vương Đào phần thưởng vật chất cực hậu. Đương nhiên, bạn Tần Lạc cũng nhận được phần thưởng tinh thần hậu hĩnh. Tại một khắc lão gia Văn Nhân Đình đứng lên kia, Văn Nhân Mục Nguyệt kích động đi lên ôm lấy Tần Lạc. Cái ôm của nữ vương Văn Nhân Mục Nguyệt, điều này với rất nhiều người mà nói chính là bảo bối vạn kim khó mua. Ít nhất, với Tần Lạc mà nói, cho hắn một vạn đồng hay một cái ôm của Văn Nhân Mục Nguyệt. Hắn vẫn nguyện ý lựa cái sau. Hắn là người chủ nghĩa duy tâm lãng mạn, một nam nhân cao nhã, một nam nhân không thích hơi tiền, một nam nhân thú vị thoát khỏi những điều tầm thường. Nếu như là 100 vạn, vậy thì khỏi bàn. Tần Lạc, giọng lão gia Văn Nhân Đình yếu ớt hô. Tần Lạc đang suy nghĩ vẩn vơ, bị Văn Nhân Chiếu cắt ngang biết lão gia Văn Nhân Đình đang gọi hắn. Hắn vội chạy tới, vừa cười vừa nói, lão gia, có mệt không? Thân thể vừa bình phục không nên vội đi quá lâu, như vậy ngược lại còn không đạt tới mục đích rèn luyện thân thể. Không mệt, Văn Nhân Đình vừa cười vừa nói. Thế sự vô thường, ngày hôm qua còn khỏe mạnh, có thể ăn có thể ngủ, cho là mình ít nhất có thể sống hơn 100 tuổi, không ngờ trong nháy mắt đã bị bệnh, bất tỉnh nhân sự. Mấy ngày qua tôi bị bệnh vất vả cho cậu. Không vất vả, Tần Lạc khiêm tốn nói. Cháu không làm gì cả. Chủ yếu vẫn là giúp bác sĩ Vương Đào chữa trị. Cháu chính là làm trợ thủ của hắn. Văn Nhân Đình đứng lại, đưa tay vuốt nhẹ chậu hoa lan chính tay lão chồng. Giọng hiền hòa nói, tôi không phải nói chuyện chữa bệnh cho tôi. Chuyện này rất nhiều người cũng có thể làm. Hả, Tần Lạc nhìn về phía Văn Nhân Đình nghi hoặc. Khi hắn thấy Văn Nhân Mục Nguyệt hơi nhếch khóe miệng lên xong. Lập tức hiểu ý lời này của lão gia Văn Nhân Đình, nói, thật ra cháu cũng không giúp Mục Nguyệt làm gì. Nàng kỳ tài ngút trời, một người là có thể xử gọn hai nhà Tần Bạch. Nào có dùng cháu làm chuyện gì đâu. Văn Nhân Mục Nguyệt liếc hắn một cái không vui, nhưng không có lên tiếng. Cậu ấy à, cứ khiêm tốn ở trước mặt tôi. Văn Nhân Đình chỉ ghế nằm phía dưới mái đình, Văn Nhân Mục Nguyệt liền vịn lão đi sang bên kia. Có người giúp việc đưa đệm tới. Sau khi dìu lão gia Văn Nhân Đình ngồi xuống, Văn Nhân Đình chỉ mấy cái ghế tựa bên cạnh, nói, các cháu cũng ngồi xuống đi. Bây giờ, cũng chỉ có các cháu. Lời nói, ẩn hiện ý cô đơn tiêu điều. Quả thật, người già đều thích một nhà đoàn viên hòa thuận. Gia tộc Văn Nhân trước kia mặc dù không tính là nhân khẩu thịnh vượng, nhưng Văn Nhân Đình cũng có mấy người cháu. Không ngờ vừa tỉnh lại, tình hình chung quanh đại biến. Con trai chết một, những chí thân khác đều bị cháu gái lão cưng nhốt lại. Cảnh còn người mất, lão có thể không cảm thán sao? Tần Lạc cùng Văn Nhân Mục Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, vừa cười vừa nói, lão gia, bây giờ chuyện quan trọng của người là bảo trọng thân thể. Biến chứng Miller-Fisher kia ở chỗ khác là tạp chứng khó xử lý, nhưng ở trước mặt tôi cũng không đáng nhắc tới. Chỉ cần tiếp tục dùng thuốc, tiếp tục châm cứu, thân thể của người bình phục tới trạng thái như cũ là hoàn toàn không có vấn đề. Sau này người muốn trồng hoa cứ trồng hoa, muốn chơi cờ cứ chơi cờ. Sống đến 100 tuổi cũng không tính là gì, sống đến 200 tuổi coi như là đạt tới mục tiêu sơ bộ. Quả nhiên, Tần Lạc cố ý nói mấy lời khoa trương lấy lòng liền giải quyết phiền muộn trong lòng lão gia Văn Nhân Đình. Văn Nhân Đình cười ha hả mà nhìn Tần Lạc, nói, Tần Lạc à Tần Lạc, cậu còn mạnh hơn ông cậu nhiều. Cậu không chỉ có y thuật giỏi, còn giỏi mồm mép. Ở phương diện này, ông cậu còn lâu mới bằng cậu. Lão gia, sao cháu lại không thấy người là đang khen cháu? Tần Lạc cười khổ nói, tôi đang khen cậu, nụ cười trên mặt Văn Nhân Đình dần dần thu lại, nói, tôi đang suy nghĩ, cậu nếu là cháu ruột của tôi thì tốt biết bao nhiêu. Lần này đến phiên Tần Lạc á khẩu không trả lời được. Hắn biết lời của lão không phải ở trong chữ cháu ruột này, mà ở trên mặt cháu rể. Vốn hắn đúng là cháu rể của lão gia Văn Nhân Đình, chỉ có điều bị mình chạy tới Yến Kinh từ chối chuyện hôn nhân này.
Lão gia Văn Nhân Đình xuất phát từ việc không hiểu gì về mình, cũng xuất phát từ sự hiểu biết với Văn Nhân Mục Nguyệt, nên đáp ứng yêu cầu của Tần Lạc. Bây giờ, trong lòng lão nhất định là phi thường hối hận. Văn Nhân Chiếu nghe được lời của Văn Nhân Đình, chen miệng kịp thời nói, ông, anh rể mặc dù không phải là cháu ruột của ông, nhưng hắn vẫn là anh rể của cháu. Ông không biết à, hắn đã ngủ chung với chị, buổi sáng bọn họ còn cùng rời giường. Một khắc đó, Tần Lạc hận không thể bóp cổ Văn Nhân Chiếu tới chết. Hắn sao tự vạch áo cho người xem lưng vậy chứ? Văn Nhân Đình lộ vẻ kinh hãi, quay sang nhìn về phía Văn Nhân Mục Nguyệt. Văn Nhân Mục Nguyệt bình thời thái sơn sụp ngay trước mắt vẫn mặt không đổi sắc, giờ khắc này khuôn mặt ửng đỏ, mắt phượng hung hăng chừng Văn Nhân Chiếu, quát lên, Văn Nhân Chiếu, em câm miệng cho chị. Người ta chính là ăn ngay nói thật thôi mà, Văn Nhân Chiếu vô cùng ủy khuất nói. Được rồi, Văn Nhân Đình không muốn làm cho cháu gái mình quá bối rối, xua tay nói, đây là tự do của thanh niên. Ông sẽ không can thiệp, cũng không can thiệp được. Tần Lạc thiếu chút nữa hộc máu. Cái gì gọi là tự do của thanh niên? Ý nói là nhận định chuyện bọn cháu sống chung cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Nếu đã làm gì, Tần Lạc cũng thản nhiên chấp nhận. Vấn đề là, hắn quả thật chưa làm gì cháu gái lão cả. Không được, hắn tuyệt đối không thể bị oan như vậy. Vì vậy, hắn cười nói với lão gia Văn Nhân Đình, lão gia, đừng nghe Văn Nhân Chiếu nói loạn. Lúc ấy người ngã bệnh, trong nhà lại xảy ra một số chuyện, tâm lực Mục Nguyệt tiêu tụy, đứng ở hậu viện này cũng té xỉu. Cháu chỉ đưa nàng về phòng, bọn cháu quả thật chưa làm gì. Vậy sao cậu không làm gì cả? Ánh mắt Văn Nhân Đình nhìn Tần Lạc nghiền ngẫm, hỏi. Cháu, miệng Tần Lạc méo sạch, lại không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Hắn hoàn toàn bị câu hỏi của lão gia Văn Nhân Đình làm bổ ngửa. Văn Nhân Mục Nguyệt lúc này không chỉ khuôn mặt đỏ ửng, mà ngay cả cổ cũng đỏ. Nàng lo lắng ông cùng em trai ngu ngốc tiếp tục nói chủ đề này, vội lên tiếng nói sang chuyện khác, nói, ông, bọn họ xử lý thế nào ạ? Văn Nhân Đình thở dài, nói, cháu định xử lý như thế nào? Cháu nghe ông, Văn Nhân Mục Nguyệt thở dài nói. Ông nghe lời cháu, Văn Nhân Đình nói, nếu chuyện này cháu làm đầu, vậy cũng do cháu kết thúc đi. Ông ủng hộ mọi quyết định của cháu. Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn về phía Văn Nhân Đình cảm kích, nói, cháu định để bọn họ triệt để rời khỏi xí nghiệp Văn Nhân, không còn bất cứ quyền lão đạo cùng chi phối xí nghiệp, chỉ tiếp thụ chia hoa hồng hàng năm. Cho dù như thế nào, bọn họ đều là con cùng cháu của Văn Nhân Đình, Văn Nhân Mục Nguyệt cho dù muốn tuyệt tình cũng không được. Nàng cũng không thể đề nghị diệt sạch mọi người được. Không nói trước lão gia Văn Nhân Đình sẽ không đồng ý, mà ngay cả pháp luật cũng sẽ không đồng ý. Nếu thật làm ra chuyện như vậy, không phải là thảm án diệt môn sao? Văn Nhân Đình nhẹ gật đầu, nói, trải qua chuyện lần này, bọn họ hẳn là hoàn toàn hết hy vọng rồi. Hai ngày nay ông sẽ gọi luật sư tới lập di chúc, phần lớn cổ phần của ông sẽ đặt vào Văn Nhân Chiếu, cổ phần bọn nó cả đời không có quyền nhận, chỉ có quyền chia hoa hồng. Mặt khác, bảo bọn nó rời khỏi Yến Kinh đi, mắt không thấy, lòng không phiền. Dạ, ông, Văn Nhân Mục Nguyệt đáp dạ. Văn Nhân Đình nhìn về phía Văn Nhân Mục Nguyệt, nói, đây là chuyện ông vẫn luôn chờ cháu làm. Cháu làm, ông cũng sẽ không trách cháu. Chỉ có dọn sạch chướng ngại, mới có thể đi được lâu dài. Đây là chuyện tốt, không cần có áp lực tâm lý. Chỉ có điều bây giờ gia tộc Văn Nhân cũng chỉ có thể dựa vào một mình cháu để chèo chống, khổ cực rồi. Cháu sẽ không để ông thất vọng, Văn Nhân Mục Nguyệt trịnh trọng nói. Văn Nhân Đình nhìn về phía Tần Lạc, nói, cậu phải giúp đỡ Mục Nguyệt nhiều. Con bé là con gái rất không dễ dàng. Lão gia, cháu sẽ như vậy. Tần Lạc nhìn thoáng qua Văn Nhân Mục Nguyệt, nói. Ông thật là làm điều thừa. Văn Nhân Chiếu nói, anh rể đều là người một nhà với chúng ta, lúc ông chưa nói, anh ấy vẫn luôn giúp chị mà. Chị nói lần này chính là anh rể giúp vượt qua cửa ải khó khăn này đấy. Ha ha, thật sao? Văn Nhân Đình cười thành tiếng, ý vị thâm trường mà nhìn về phía Tần Lạc cùng Văn Nhân Mục Nguyệt, nói, Tiểu Chiếu nói không sai, xem ra ông quả thật là làm điều thừa. Giờ khắc này, Tần Lạc thật muốn đem Văn Nhân Chiếu cho người ta hủy diệt. Chương 1436, ai thân cận với anh người đó liền xui xẻo. Do nói quá nhiều, lão gia Văn Nhân Đình rất nhanh liền có vẻ mệt mỏi, Tần Lạc cùng Văn Nhân Mục Nguyệt đưa lão trở về phòng nghỉ ngơi. Văn Nhân Chiếu giống như là cũng ý thức được mình vừa rồi nói sai rồi, đợi đến khi Tần Lạc cùng Văn Nhân Mục Nguyệt xuống lầu, hắn đã biến mất không thấy tung tích. Tần Lạc cùng Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi ở phòng khách,
nhìn khuôn mặt gầy rõ đi của nàng, hỏi, gần đây có tính toán gì không? Kết thúc công việc, văn nhân Mục Nguyệt nói, mặc dù đã đồng ý thỉnh cầu nghị hòa của Tần gia, nhưng công việc kết thúc sau đó vẫn vô cùng quan trọng. May là văn nhân Mục Nguyệt cho tới nay cũng không phải là một boss lớn cần cù, hơn nữa bây giờ Mã Duyệt cũng trở về rồi, cho nên công việc của nàng giảm nhiều, cũng không khổ cực nữa. Sau khi kết thúc thì sao? Tần Lạc nói. Văn nhân Mục Nguyệt không trả lời câu hỏi của Tần Lạc, mà bắt đầu nói cho hắn về hình thái ba đại gia tộc lúc này, nói, trải qua lần này, nguyên khí Tần gia tổn thương nặng nề. Nếu như không có cơ hội, có thể trong vòng 50 năm không có cách gì khôi phục nguyên khí. Đương nhiên, Bạch gia cùng Văn nhân gia cũng sẽ không cho nó cơ hội quật khởi lần nữa. Bây giờ, có thể mang đến uy hiếp cho nhà Văn nhân chỉ có Bạch gia. Bạch gia là người thắng lớn trong đại chiến ba nhà lần này, thực lực bành trướng vô cùng. Có điều, bọn họ muốn tiêu hóa thắng lợi lần này cũng phải cần một khoảng thời gian. Cho nên, trong khoảng thời gian này tôi sẽ rất nhàn rỗi. Vậy dùng khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, Tần Lạc nói. Văn nhân Mục Nguyệt nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn Tần Lạc sáng quắc. Tần Lạc sờ sờ mũi, nghi hoặc hỏi, em nhìn anh làm gì? Văn nhân Mục Nguyệt không trả lời, vẫn giữ tư thế trước đó, ánh mắt nhiệt tình trước đó. Trên mặt của anh có gì bẩn? Tần Lạc hỏi. Anh đáp ứng em, văn nhân Mục Nguyệt nói. Đáp ứng em cái gì? Tần Lạc thêm mờ mịt. Không có gì, văn nhân Mục Nguyệt quay mặt ra nhìn Trúc Tía ngoài cửa sổ. Có lẽ hắn chỉ là thuận miệng nói một chút, mình cần gì phải để ý như vậy. Em nói dối, Tần Lạc tức giận nói. Anh rõ ràng đáp ứng muốn dẫn em đi du lịch, muốn dẫn em đi Sania ngắm biển, đi Vân Điền săn gấu, đi thiên tiệm khiêu chiến cực hạn loài người. Sao em có thể nói không có gì chứ? Đôi mắt văn nhân Mục Nguyệt lóe tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm Tần Lạc trong chốc lát, nói, người xấu. Trái tim Tần Lạc run mạnh lên, giống như nghe được thanh âm vỡ vụn gì đó. Thương hội Liên hợp Thế giới hàng năm một lần theo thường lệ tổ chức ở cao ốc Đế Hào, quan viên chánh phủ, thương nhân buôn bán đứng đầu kim tự tháp Trung Quốc, người thừa kế gia tộc đời thứ ba đời thứ hai, người phụ trách khóa quốc tập đoàn châu Á, còn có một số ngôi sao nổi tiếng được mời tham gia, ánh sao sáng chói. Đại bài tụ tập. Mấy người đàn ông mặc vest hoặc là áo bành tô bưng ly rượu thoải mái sướng ẩm, ăn uống linh đình, mấy cô gái mặc lễ đeo đủ trang sức xa xỉ đi xuyên đám người, nơi đi qua để lại một làn gió thơm cùng một bóng lưng động lòng người. Người trẻ tuổi đều có vũ đài của mình, tụ tập top 5 top 3 trao đổi chủ đề thuộc về chính bọn nó. Đây là một lần thịnh hội, cũng là một vũ đài thể hiện năng lực, sức quyến rũ, làm quen kiếm nhân mạch. Người quản lý thương hội lần này là Bạch Gia Bạch Phá Cục, cho nên, khách vào đây cổ vũ cũng đặc biệt nhiều hơn một chút. Hai nhà Tần Bạch hợp chiến gia tộc Văn Nhân, Tần gia chúng kế suy tàn, Tần Túng Hoành được xưng là chí công một trong tam kiệt yến kinh nhảy lầu bỏ mình, kết cục làm cho người ta tiếc hận không thôi. Còn Bạch Phá Cục chém ngược một đao, lúc bại cục đã định, đột nhiên từ phía sau lưng cắn nuốt sản nghiệp cùng tài chính du động của Tần gia mãnh liệt. Có thể nói, Bạch gia là người được lợi lớn nhất trong đại chiến ba nhà Tần Bạch Văn Nhân. Bây giờ, nếu xếp vị trí ba đại gia tộc, Bạch gia hoàn toàn xứng đáng xếp vào vị trí số 1, gia tộc Văn Nhân trong cuộc chiến này giai đoạn đầu tổn hại nhỏ, giai đoạn sau kiếm lớn, xếp vị thứ 2, Tần gia. Tần gia là một khối thịt béo lớn, Bạch gia cùng gia tộc Văn Nhân nuôi mập, thực lực tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Nghe nói, nếu không phải là Tần gia tự mình ra mặt tìm Văn Nhân Mục Nguyệt đầu hàng nghị hòa, chỉ sợ Tần gia bị gia tộc Văn Nhân và Bạch gia hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ, cắn nuốt ngay cả cặn cũng không chừa. Đối mặt một quái vật khổng lồ như Bạch gia, ai dám không đếm xỉa thiệp mời bọn họ. Cho nên, thương hội lần này đặc biệt náo nhiệt hơn mấy kỳ trước một chút. Mặc dù mọi người trao đổi vô cùng nhiệt tình, nhưng tất cả mọi người hữu ý vô ý đều liếc về phía cửa chính. Diễn viên chân chính tối nay, Bạch gia Bạch Phá Cục còn chưa tới mà. Đúng lúc này, đám người xôn xao một trận. Vô số người tuôn ra cửa lớn, muốn cùng Bạch Phá Cục tới bắt tay thân mật. Bạch Phá Cục thân hình cao lớn, mặc vest đen oai hùng bất phàm, gương mặt góc cạnh, ánh mắt hiền hòa, mang trên mặt nụ cười thân thiện, nhưng mà ai thấy hắn đều cảm thấy nguy hiểm. Hắn là tổ hợp của hồ ly và mãnh hổ, là một thể tổng hợp mâu thuẫn nhưng cực kỳ có sức hấp dẫn. Thấy hắn ở dưới sự vây quanh của đám người long hành hổ bộ đi tới, trong mắt không ít cô gái ở đây lộ ra vẻ mê say. Đàn ông thích chinh phục phụ nữ khó có thể chinh phục, phụ nữ sao không muốn chinh phục một con mãnh hổ chứ? Cuồng vọng, kiêu căng, cô độc, toàn thân đều tản mát ra khí tức nguy hiểm.
Rất hiển nhiên, những điều kiện này của Bạch Phá Cục đều phù hợp yêu cầu của các nàng. Bạch Phá Cục vừa đi vừa nhiệt tình bắt tay chào hỏi khách hai bên, hắn cũng đồng dạng có trí nhớ vô cùng tốt. Phảng phất có thể nhớ kỹ tên mỗi vị khách, có khách lần đầu gặp sau khi tự giới thiệu, hắn cũng sẽ rất lễ phép mà trò chuyện với người ta. Tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện, Bạch Phá Cục thay đổi. Người điên trước kia không hề điên nữa, hắn biến thành Tần Túng Hoành. Nghĩ tới loại nguyên nhân thay đổi cực lớn này, không ít người đáy lòng bắt đầu bốc lên khí lạnh. Tần Túng Hoành thông minh, toàn bộ thế giới đều biết. Cho nên, toàn bộ thế giới đều đề phòng hắn. Bạch Phá Cục thông minh, chỉ có hắn tự mình biết. Tương phản, bởi vì hắn nhất quán xây dựng hình tượng cuồng vọng không kiềm chế được, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác bá đạo thẳng thắn, khiến người ta tự sinh lòng hảo cảm. Bây giờ, bản tính hắn bộc lộ rồi sao? Trương Lý Sự Trưởng, chào anh, rất vinh hạnh có thể thấy anh ở trên thương hội. Lý Đồng Sự, chúng ta đã lâu không cùng đi uống rượu rồi nhỉ? Trong nhà tôi còn mấy bình Mao Đài, tí nữa chúng ta giải quyết chúng đi. Thái Tiểu Thư, chuyện cô nói tôi vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng đó. Cô không phải muốn đi săn gấu sao? Được, lần sau đi xa tính cô một suất. Bạch Phá Cục trò chuyện cả đám, thoạt nhìn rất thành thục. Đúng lúc này, trợ thủ ở bên tai Bạch Phá Cục nhỏ giọng nói câu gì đó. Bạch Phá Cục nhẹ gật đầu, vỗ tay ý bảo mọi người im lặng, nói, các vị bằng hữu, các vị bằng hữu. Xin im lặng, bây giờ, có một vị khách quý đến đây, mọi người cùng tôi ra đón được không? Khách mà ngay cả Bạch Phá Cục cũng phải ra cửa đón, vậy phải tôn quý tới mức nào? Vì vậy, cả đám đi theo sau hắn tới cửa lớn. Khi nói chuyện, liền thấy một cô gái xinh đẹp như nữ thần, cao quý như nữ vương đi vào. Lễ phục dạ hội màu trắng, ngực đeo một dây chuyền lập lòe óng ánh. Tóc được vấn lên, không có cài bất cứ trang sức gì. Cái cổ thon dài lộ ở dưới ánh đèn, lấp lánh lung linh lại gợi cảm mười phần. Màu tô điểm duy nhất toàn thân chính là một đóa hoa hồng xinh đẹp trên cổ tay, phảng phất như chính là một bộ phận cơ thể nàng, chói mắt mà lại không dìm chủ. Đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh, Văn Nhân Mục Nguyệt. Hóa ra là ra đón Văn Nhân Mục Nguyệt. Oa, quả nhiên là tuyệt sắc đại mỹ nữ, thật xinh đẹp nha. Người đàn ông kia là ai? Giống dế chuỗi thế. Tần Lạc mặc trường bào màu đen, khăn tròn vải bố, thần thái phần chấn, giống dế chuỗi thoạt nhìn vô cùng hưng phấn, nhìn trái nhìn phải, cảm giác mình quả nhiên là người đàn ông đẹp trai toàn trường. Nếu không, sao bọn họ đều nhìn chằm chằm mặt mình như vậy? Hâm mộ, đố kỵ, mê say, tự ti. Kẻ ngốc kia sao nhìn mình hung dữ vậy? Văn Nhân Mục Nguyệt ôm cánh tay Tần Lạc ngẩng đầu lên mặt không chút thay đổi mà đi tới, nhỏ giọng nói, không nên ngắm loạn. Anh không ngắm loạn, đều là bọn họ ngắm anh. Tần Lạc giải thích, Bạch Phá Cục tới. Kể từ khi ba nhà Tần gia, Bạch gia, Văn Nhân gia bắt đầu đại chiến, Tần Lạc hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp được Bạch Phá Cục. Khi nói chuyện, Bạch Phá Cục đã dẫn một đám người đi tới trước mặt Văn Nhân Mục Nguyệt, cười ha hả nói, Mục Nguyệt, cô đã 2 năm không tham gia thương hội nhỉ. Dù thế nào, tối nay đều phải uống 2 chén. Tôi không uống rượu, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Không sao, Bạch Phá Cục không thèm để ý chút nào, ánh mắt chuyển hướng Tần Lạc, nói, tối nay sao bảo cô cùng rượu được. Đem mặt mũi bọn đàn ông tụi tôi đặt ở chỗ nào. Tần Lạc không phải là tới đây rồi à, hai anh em chúng ta cố thân cận. Vẫn là không nên quá thân cận thì hơn nhỉ, Tần Lạc lộ vẻ khó xử nói. Ai thân cận với anh, người đó sẽ gặp xui xẻo. Chương 1437, nụ cười khinh bỉ. Ai thân cận với anh, người đó sẽ xui xẻo. Đây không phải là sao chổi sao? Nghe xong lời của Tần Lạc, bầu không khí hiện trường không khỏi trệ lại. Ở lúc Bạch gia cùng Bạch Phá Cục như mặt trời ban trưa, không ngờ lại có người mắng Bạch Phá Cục ở trước mặt hắn, hơn nữa còn mắng ác như vậy. Không thể không nói, người đàn ông này thật dũng sĩ. Hơn nữa, người đàn ông này còn là đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh Văn Nhân Mục Nguyệt dẫn tới, nàng mãi tới lúc này vẫn ôm tay hắn, chứng tỏ quan hệ hai người cực kỳ thân mật. Người đàn ông của Văn Nhân Mục Nguyệt mắng Bạch Phá Cục là sao chổi, đây đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ nói, chiến đấu ba đại gia tộc Tần gia, Bạch gia, Văn Nhân gia vừa chấm dứt, nhà Văn Nhân lại muốn khiêu khích Bạch gia sao? Mặc dù mọi người đều rất khiếp sợ lời của Tần Lạc, nhưng không ai vì thế mà làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nói giỡn à, đối đầu giữa hai nhân vật lớn, những tôm tép bọn họ cùng đi vào sẽ chỉ bị nghiền thành bụi phấn. Mặc dù một số người rất muốn vuốt mông ngựa Bạch Phá Cục,
nhưng cũng không dám vào ngay lúc này lên tiếng đắc tội gia tộc Văn Nhân. Biểu tình Bạch Phá Cục trầm xuống. Bồ Tát Bùn còn có 3 phần tức, Tần Lạc công kích trước mặt mọi người, cho dù tính tình hắn tốt cũng không chịu nổi. Có điều, hôm nay là hắn làm người quản lý thương hội, nếu bây giờ hắn xảy ra xung đột với Tần Lạc, hình tượng của mình tất nhiên sẽ bị tổn hại, quá trình hội nghị sau đó cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Tần Lạc không phải là thương nhân, hắn chỉ là bác sĩ. Hắn có thể không hề cố kỵ, nhưng mình thì không làm vậy được. Sở dĩ Tần Lạc làm như vậy, nói rõ là vua cũng thua thằng liều. Anh muốn ồn ào, tôi sẽ cùng anh gây ầm ĩ. Cùng lắm thì mọi người ra tay, anh ôm tôi ôm anh lăn hơn 10-20 vòng ở hội trường này. Bạch Phá Cục đè tức giận trong lòng xuống, cười lớn nói, bác sĩ Tần vẫn thích nói giỡn như vậy. Hắn xoay người đối mặt phần đông tân khách, nói, tôi xin giới thiệu cho mọi người, đây là Tần Lạc tiên sinh, bác sĩ rất nổi tiếng ở Yến Kinh, tôi nghĩ mọi người nhất định không xa lạ gì nhỉ. Đương nhiên không có ai xa lạ. Nói giỡn, danh khí Tần Lạc bây giờ cũng không thua ngôi sao ca nhạc đang hot. Nhưng mà, ở nơi như Liên Hợp Thương Hội long trọng giới thiệu một vị bác sĩ. Đây không phải là làm mất mặt trước mặt mọi người sao? Hội Liên Hợp Thương Hội, anh là một bác sĩ chạy tới làm rộn cái gì? Bạch Phá Cục cũng không phải là ngọn đèn nhỏ đã cạn dầu. Lúc Tần Túng Hoành còn sống, hắn để tọa sơn quan hổ đấu, vẫn luôn ẩn nhẫn tính cách của mình. Bây giờ Tần Túng Hoành đã chết, đối thủ duy nhất của hắn chỉ có một mình Văn Nhân Mục Nguyệt. Cuồng vọng cùng kiêu ngạo trong xương liền không kìm nổi mà triển lộ ra ngoài. Hắn là bạn trai tôi. Văn Nhân Mục Nguyệt bất động thanh sắc nói. Không biết chuyện gì xảy ra, thấy Tần Lạc bị người ta kỳ thị, trong lòng của nàng liền đầy tức giận. Tâm tình Bồ Tát tu thành nhiều năm cũng không linh quang, thầm nghĩ phải giúp hắn giành lại vẻ vang. Xôn xao. Toàn trường xôn xao. Mặc dù mọi người đều thấy Tần Lạc cùng Văn Nhân Mục Nguyệt đi vào, hơn nữa Yến Kinh cũng sớm có chuyện xấu giữa Tần Lạc cùng Văn Nhân Mục Nguyệt. Nhưng, chuyện xấu cuối cùng vẫn là chuyện xấu. Tần Lạc không chỉ có chuyện xấu với Văn Nhân Mục Nguyệt, còn có chuyện xấu với Vương Cửu Cửu của Vương gia, có chuyện xấu với Lệ Khuynh Thành của Khuynh Thành Quốc tế, còn có chuyện xấu với hội trưởng chấp hành công hội Trung Y Lâm Hoán Khê. Đối tượng của hắn nhiều như vậy, ai biết người nào là thật người nào là giả. Tất cả đều là thật. Không ai tin đáp án như vậy, bởi vì cho dù là Văn Nhân Mục Nguyệt, hay là Vương Cửu Cửu của Vương gia, hoặc là Boss Lệ Khuynh Thành của Khuynh Thành Quốc tế, những cô gái này đều là trong vạn chọn một. Không chỉ có bản thân tư chất xuất sắc, còn có thân phận bối cảnh cường đại. Một núi khó chứa ba hổ, huống chi ba hổ đều là cọp cái. Hơn nữa, cho dù các nàng đồng ý, gia tộc của các nàng sẽ đồng ý à? Người vương gia sẽ đồng ý để tiểu công chúa nhà mình làm tình nhân một bác sĩ sao? Đây là không thực tế. Nhưng mà, hôm nay, bây giờ này khắc này, Văn Nhân Mục Nguyệt coi như là tinh anh cả Yến Kinh thậm chí cả Trung Quốc thẳng thắn nói rõ quan hệ giữa nàng và Tần Lạc. Tin tức này một khi truyền đi, sẽ là tin mang tính bùng nổ chấn động thế giới. Sao Tần Lạc có thể là người đàn ông của Văn Nhân Mục Nguyệt chứ? Nếu hắn là người đàn ông của Văn Nhân Mục Nguyệt, vậy. Lần trước hắn trước mặt phóng viên thiếu niên Y Vương nói mình thích Lâm Hoán Khê cùng Lệ Khuynh Thành sẽ giải thích thế nào? Tần Lạc, rốt cuộc hắn có bao nhiêu nữ nhân? Ở đây có bao nhiêu cá nhân, bao nhiêu người thì có bấy nhiêu suy đoán? Khóe miệng Bạch Phá Cục giật giật. Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cười ha hả nói, đúng rồi. Còn có một phân thận quan trọng tôi chưa giới thiệu, bác sĩ Tần là bạn trai của tiểu thư Mục Nguyệt, là con rể của gia tộc Văn Nhân. Hai người bọn họ được ông trời tác hợp cho, thật sự là đối tượng hâm mộ của những người đàn ông độc thân như chúng ta. Bạch Phá Cục mỗi một câu đều đang khen ngợi Tần Lạc, nhưng mà mỗi một câu đều tạo phiền toái cho Tần Lạc. Được rồi, Văn Nhân Mục Nguyệt không phải nói Tần Lạc là bạn trai cô sao? Vậy tôi dứt khoát giới thiệu hắn là con rể nhà các người. Bây giờ hắn đã có chuyện xấu với Lâm Hoán Khê, có Lệ Khuynh Thành, còn có Vương Cửu Cửu, tôi là muốn nhìn xem hắn sau này làm sao tới gia tộc Văn Nhân cầu hôn. Nếu hắn cưới cuối cùng chính là cô gái khác mà không phải Văn Nhân Mục Nguyệt cô, đệ nhất Mỹ nữ Yến Kinh cô mặt mũi còn để đâu. Dù sao, hôm nay là chính cô thừa nhận quan hệ với Tần Lạc. Đến lúc đó Tần Lạc cùng cô gái khác kết hôn, vậy thì đại biểu. Cô bị knock out. Những cô gái thế gia như bọn họ, coi mặt mũi còn quan trọng hơn mạng, sao sẽ cho phép bản thân bị knock out? Tần Lạc tất nhiên hiểu ý của hắn, lên tiếng giúp Văn Nhân Mục Nguyệt giải vây, nói, tôi vừa mới theo đuổi thành công, còn chưa quen thử. Cho nên,
mọi người nên thông cảm hơn với bọn tôi. Ý của hắn là nói, mặc dù Văn Nhân Mục Nguyệt nói tôi là bạn trai nàng, nhưng mà, là tôi chủ động theo đuổi nàng. Hơn nữa, tôi còn chưa có quen thử, nàng có thể đá tôi bất kỳ lúc nào. Nói như vậy, cho dù sau này vợ hắn không phải là Văn Nhân Mục Nguyệt, nàng cũng không quá mất mặt. Văn Nhân Mục Nguyệt với giải vây của Tần Lạc cũng không cảm kích, nhấc chân đi vào trong đại sảnh. Tần Lạc ngẩn người, cũng vội đi theo. Bạch Phá Cục ở phía sau cười mập mờ, rất mập mờ, sau đó bảo mọi người vào đại sảnh. Sau khách sạn là một hoa viên nhỏ, trải qua thiết kế tỉ mỉ, biến thành một bữa party ngoài trời xa hoa. Trên bàn hình chữ nhật đặt đầy đủ loại điểm tâm hoa quả cùng rượu thượng hạng, người đứng chung một chỗ nhỏ giọng nói cười. Bầu không khí phía ngoài thoải mái hơn, cũng dễ thở hơn bầu không khí trong đại sảnh nhiều. Tần Lạc cùng Văn Nhân Mục Nguyệt đi tới hậu viên, hai người không khỏi đồng thời hít vào một hơi sảng khoái. Người trong đại sảnh rất nhiều, thân phận mỗi người đều không đơn giản, đều không thể đắc tội. Cả đám bọn họ tới hàn huyên mời rượu, mặc dù Tần Lạc giúp Văn Nhân Mục Nguyệt ngăn không ít rượu, nhưng uống cũng có chút choáng. Sao anh lại nói mấy lời đó? Văn Nhân Mục Nguyệt ngưỡng mặt lên nhìn trăng sáng trên bầu trời, lên tiếng hỏi. Nói gì? Tần Lạc hỏi. Nói quen thử, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Để giải thích với những người không quan trọng kia sao? Tần Lạc lấy khay nhỏ, chọn mấy thứ hoa quả để lên, sau đó đưa cho Văn Nhân Mục Nguyệt, nói, em dùng cách này giúp anh giải vậy, khiến anh rất ngoài ý muốn. Anh rất phản cảm. Không có không có, Tần Lạc vội phủ nhận. Nói thật, cảm giác khác đó. Thật quá tuyệt vời. Tần Lạc nghiêng người nhìn khuôn mặt Văn Nhân Mục Nguyệt ở dưới ánh đèn như trăng sáng, thương tiếc nói thế nào em cũng là đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh. Cho dù anh dối trá thế nào, cũng không có cách gì phủ nhận điểm này. Được một đại mỹ nữ như vậy ở trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận anh là bạn trai cô ấy. Mặc dù anh biết đây là giả, nhưng trong lòng anh vẫn rất kiêu ngạo. Nhưng mà, chuyện anh em cũng biết, Tần Lạc nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, anh không thể cho em được cái gì, cũng không dám cô phụ em. Nếu đến lúc đó anh muốn kết hôn với người khác, vậy sẽ tổn thương đến danh dự của em. Cho nên, anh nói là mới quen thử. Đến lúc đó nếu anh kết hôn, liền nói anh không đạt tiêu chuẩn của em. Như vậy không phải tốt sao? Miệng Văn Nhân Mục Nguyệt ngậm một quả nhỏ, hai má phình ra, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Nàng nhìn chằm chằm Tần Lạc không chút chớp mắt, nhưng cũng không chủ động mở miệng nói chuyện. Sao thế? Tần Lạc bị nàng nhìn chằm chằm đến độ có hơi sợ hãi trong lòng. Anh nói sai rồi hả? Anh thường xuyên làm chuyện lừa mình dối người như vậy sao? Khóe miệng Văn Nhân Mục Nguyệt hơi nhếch lên, mang theo nụ cười rất kỳ lạ. Dí dỏm, duy mỹ, nhưng mà, ở trong mắt Tần Lạc lại phi thường không thoải mái. Nàng giống như đang khinh bỉ mình. Ừ, Tần Lạc hung dữ nhìn chằm chằm nàng, có điều trước kia đều làm vì mình, lần này là vì em. Cô nàng này, dám dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, thật đáng đánh đòn. Anh nên biết, em căn bản không thèm để ý những chuyện này. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Anh cũng không để ý, Tần Lạc nói, hắn nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, nói, nhưng anh để ý đến cảm giác của em. Anh không muốn vì anh, tổn hại đến em. Ánh mắt Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn chằm chằm Tần Lạc sáng quắc, Tần Lạc cũng không cam chịu yếu thế mà nhìn lại. Sau đó, nàng khẽ thở dài, giọng đầy miễn cưỡng nói, Tần Lạc, làm sao bây giờ đây? Chương 1438, chuẩn bị nghênh chiến. Làm sao bây giờ? Tần Lạc cũng không biết làm sao bây giờ. Tự Tần Lạc cũng cảm giác được rõ ràng, tình cảm hắn và Văn Nhân Mục Nguyệt càng ngày càng khó khống chế. Có nhiều thứ, không phải cứ che giấu là có thể làm bộ cái gì cũng không có xảy ra. Kiếm nén càng lâu càng mãnh liệt, phản đạn cũng càng cao càng mạnh. Hiển nhiên, Văn Nhân Mục Nguyệt cũng ý thức được vấn đề này. Cho nên, nàng hỏi Tần Lạc làm sao bây giờ. Văn Nhân Mục Nguyệt trước kia kiên định quả cảm, thành thạo. Cho dù gặp phải bất kỳ chuyện gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Mặc dù lúc đồng thời gặp phải ông bị bệnh, trong gia tộc loạn, hai nhà Tần Bạch liên thủ tấn công cũng chưa từng kinh hoàng. Bây giờ, nàng lại lộ ra vẻ mặt mờ mịt đau thương này. Tần Lạc nhìn mà đau lòng, nhưng lại không thể làm gì. Hắn cũng đang ở trong cục, thì sao có thể gỡ rối? Trăng thanh sao sáng, gió thổi hiu hiu. Tần Lạc cùng Văn Nhân Mục Nguyệt sóng vai mà đứng. Toàn tâm dung nhập vào bầu trời đêm mênh mông, trong không khí tốt đẹp nơi này. Bọn họ quên cả Liên Hợp Thương Hội, quên Bạch Phá Cục, quên đám người bốn phía dò xét, quên hết thảy. Trong lòng của bọn họ chỉ có lẫn nhau. Nàng biết hắn đứng bên cạnh,
hắn cũng biết nàng đang ở cùng hắn. Vậy liền đủ rồi, chuyện khác đều không cần nghĩ tới. Nhưng mà, lại có người phá hủy bầu không khí tốt đẹp này. Bác sĩ Tần, chúng ta lại gặp nhau. Một người đàn ông trẻ đẹp trai bưng ly rượu xuất hiện ở trước mặt Tần Lạc. Tần Lạc rất không thoải mái mà nhìn hắn, hận không thể một quyền đánh bẹp mũi hắn. Hứa Đông Lâm thấy ánh mắt quái dị của Tần Lạc nhìn mình chằm chằm, nghi ngờ hỏi, bác sĩ Tần, anh không nhận ra tôi. Tôi thật không nhận ra anh. Tần Lạc tức giận nói, những người này quá không bất lịch sự, không thấy người khác đang bận sao. Hứa Đông Lâm lộ vẻ khó xử, nói, thật xin lỗi. Tôi có phải quấy rầy anh không? Còn phải hỏi, tự anh nhìn không ra à? Tần Lạc nói. Trước kia, hắn vẫn rất thưởng thức Hứa Đông Lâm, cảm thấy người Hàn Quốc này mặc dù trẻ tuổi, nhưng y thuật tinh xảo, hơn nữa lại rất lễ phép. Kể từ lần trước hắn đầu tiên là chạy đến công hội trung y để xin tha thứ, đợi đến sau khi bọn họ đáp ứng điều kiện của hắn thì lại chuyện thả bồ câu xảy ra, hắn liền không còn chút thiện cảm gì với hắn. Đàn ông thất tín với nam nhân thưởng thức hắn, dùng cái gì để đứng trong thiên hạ? Hơn nữa, Lâm Hoán Khê cũng luôn hận Hứa Đông Lâm ở trong lòng. Vì Hoán Khê, hắn cũng sẽ không cho người này mặt mũi. Thật khiến người ta nghĩ không ra, hắn biết mình ghét hắn, sao còn mày dạn mặt dày tới đây chứ? Đông Lâm, tôi đã sớm khuyên anh không nên nói chuyện với tên nhãi không lễ phép này. Anh không tin, bây giờ hối hận chưa? Lý Thừa Minh tập đoàn ba sao ở dưới sự vây quanh của đám người mặt đầy ngạo khí mà đi tới. Người Trung Quốc phần lớn đều không có tố chất, người đứng trước mặt anh chính là nhân vật đại biểu điển hình của bọn họ. Bạn của Tần Lạc không tính là nhiều, nhưng kẻ địch tuyệt đối không ít. Mâu thuẫn giữa Lý Thừa Minh và hắn cũng khó có thể hòa giải, hơn nữa còn là thù hoành đao đoạt ái, nhìn thấy hắn tất nhiên không có lời dễ nghe. Tần Lạc cũng không muốn dùng mắt nhìn hai người này, hèn mọn nói, là ai không có tố chất. Lúc tôi với bạn gái tôi tâm tình, có người nhắm mắt chạy tới quấy rầy. Là ai không có tố chất? Còn nữa, Lý Thừa Minh, một kẻ chỉ biết trộm cắp và phẫu thuật thẩm mỹ cũng xứng nói tố chất với tôi. Lý Thừa Minh vẫn chưa nói gì, trợ thủ sau lưng Lý Thừa Minh đã nhịn không được. Có cơ hội biểu hiện ở trước mặt chủ, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiến tới một bước, mặt đầy tức giận nói, tiên sinh, xin anh nói chuyện tôn trọng một chút. Nếu anh lại mở miệng sỉ nhục cấp trên của tôi có quyền khởi tố anh. Nói xong rồi chứ, phía sau hắn xuất hiện một khuôn mặt hờ hững. Anh là ai? Trợ thủ Lý Thừa Minh giật mình hỏi, cũng không nghe được bất cứ động tĩnh gì. Người này đã xuất hiện ở sau lưng của hắn xuất quỷ nhập thần. Thật sự là quá kinh khủng. Nói xong rồi liền cút, đầu to nói. Có điều, hắn là một người nói không giữ lời. Hắn rõ ràng là bảo người này cút, nhưng lại đưa tay túm lấy cổ áo của hắn nhấc lên, sau đó ném hắn ra ngoài. Rầm. Thân thể hắn bay ra ngoài rất xa, đập vỡ nhiều chậu hoa. Lý Thừa Minh không ngờ người của Tần Lạc lại kiêu ngạo đến mức này. Ở trên thương hội quy cách cao như vậy cũng dám ra tay đả thương người. Hắn giận tới mức sắc mặt tím đỏ, quát lên, Tần Lạc, anh phải xin lỗi tôi. Cút, Văn Nhân Mục Nguyệt mặt không chút thay đổi nói. Giọng nói trầm thấp, nhưng rất có lực. Mấy người này thật quá đáng ghét, nàng mới vừa tiến vào trạng thái tuyệt vời kia, đã bị bọn họ nhiễu loạn. Sau đó lại dây dưa không ngừng, ở trong mắt nàng, không có người nào đáng giận hơn bọn họ. Được, được, Lý Thừa Minh cười lạnh không thôi. Hắn không dám nói lời gì hung ác với Văn Nhân Mục Nguyệt. Bởi vì hắn biết rõ, mình cũng không thể làm gì cô gái cầm đầu thương nghiệp Trung Quốc này. So tiền, hắn không xứng, so quyền, hắn không xứng, so chỉ số thông minh. Đây quả thật là nực cười. Cho nên, hắn chỉ có thể chuyển cừu hận lên đầu Tần Lạc. Tần Lạc, chúng ta chờ xem. Anh sỉ nhục tôi nhất định phải trả lại gấp trăm lần. Tần Lạc túm phát áo quần hắn, kéo hắn tới trước mặt mình, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhấc mạnh từng chữ một, anh dùng thủ đoạn sau lưng với tôi cũng sẽ trả lại gấp trăm lần. Nếu tôi là anh, tối nay liền mau mua vé máy bay trốn về Hàn Quốc. Nếu không, tôi sợ anh sau này cũng không còn cơ hội trở về. Lý Thừa Minh còn muốn phản bác, nhưng bị ánh mắt lạnh như băng phảng phất dã thú của Tần Lạc nhìn chằm chằm, miệng mấp máy, nhưng không nói được câu nào. Hắn dùng lực thoát khỏi tay Tần Lạc. Sau đó dẫn phần đông cấp dưới chật vật mà chạy. Ba ba. Tiếng vỗ tay đột ngột truyền tới. Đặc sắc, đúng là đặc sắc, Bạch Phá Cục kéo điếu thuốc lá ở giữa ngón tay, vừa vỗ tay vừa từ trong góc tối đi ra. Vốn định hít thở không khí một chút, không ngờ lại thấy một vở kịch đặc sắc như vậy,
Tần Lạc càng ngày càng có khí phách đàn ông yến kinh chúng ta. Cừ thật, tôi thích. Tần Lạc xoay người nhìn Bạch Phá Cục, nói, anh ngược lại càng lúc càng giống Tần Túng Hoành. Tôi rất không thích. Bạch Phá Cục cười to. Biết Văn Nhân Mục Nguyệt không thích ngửi thấy mùi thuốc lá, dí điếu thuốc trong tay vào trong cái gạt tàn thuốc trên bàn, cười ha hả mà nhìn Tần Lạc, nói, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì hay không? Không có, Tần Lạc lắc đầu. Nếu vậy, sao anh tràn ngập địch ý với tôi? Bạch Phá Cục lộ vẻ khó hiểu nói, tôi không có làm chuyện gì có lỗi với anh em mà. Nếu như là người khác nghe được những lời này của Bạch Phá Cục, nhất định sẽ mắng hắn không biết xấu hổ. Vừa mới liên hợp Tần gia để đối phó gia tộc Văn Nhân, trong lúc nguy cấp lại chém minh hữu Tần gia của mình một đao. Nhưng bây giờ nói chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh em, như vậy thì hai chữ vô sỉ cũng hình dung không đủ. Nhưng mà, lời này rơi vào trong tai hai người Tần Lạc cùng Văn Nhân Mục Nguyệt nên ghi hận hắn lại cảm thấy vô cùng bình thường. Quan hệ ba nhà Tần gia, Bạch gia, Văn Nhân gia chính là như vậy, là địch hay bạn, không phải là địch không phải là hữu, có lợi liền hợp, không lợi liền phân. Mỗi một nhà đều muốn chiếm trước tiên cơ, mỗi một nhà đều muốn liên hợp nhà khác cắn nuốt sạch đối thủ. Nếu cơ hội cực tốt bày ở trước mặt Văn Nhân Mục Nguyệt, nàng cũng sẽ không chút do dự mà quơ đại đao chém lên đầu Bạch gia. Bạch Phá Cục tùy cơ mà động, thật đúng là không thể nói đã có lỗi với anh em. Đương nhiên, anh em này phải đánh dấu ngoặc kép mà thôi. Có sao, Tần Lạc cười ha hả nói. Cũng không tính là địch ý nhỉ. Chỉ là thấy anh quá thông minh, tôi lại quá ngốc, lo bị anh bán còn bị anh lừa tiền. Vì để cho mình sống thoải mái một chút, cũng chỉ phải cách anh thật xa. Xem ra giữa chúng ta vẫn có hiểu lầm. Bạch Phá Cục vừa cười vừa nói. Có hiểu lầm hay không không quan trọng. Tần Lạc nghiêm mặt nói, chúng ta lại không tính là bạn bè, cần quan hệ thân mật như vậy làm gì. Nhưng tôi vẫn rất hy vọng có thể trở thành bạn với anh. Bạch Phá Cục nghiêm mặt nói, rất nghiêm túc. Bạch Phá Cục, Tần Lạc nhìn hắn mỉm cười, kiêu ngạo của anh tới mức nào. Nếu là anh lúc trước, nghe tôi nói gì thì nhất định sẽ cười to mấy tiếng bỏ đi hoặc là dùng phương thức mãnh liệt hơn phản kích nhỉ. Người đều sẽ thay đổi. Không phải sao, Bạch Phá Cục nói, anh cũng đã thay đổi. Lúc anh mới tới Yến Kinh, cùng con gái nói chuyện vẫn sẽ đỏ mặt. Bây giờ tôi cũng vậy, Tần Lạc mày dạn mặt dày nói. Tôi đang thay đổi theo hướng tốt, anh đang thay đổi theo hướng xấu. Thế nào là hướng tốt, thế nào là hướng xấu? Bạch Phá Cục hỏi. Tần Lạc lắc đầu, nói, anh thông minh hơn tôi. Những điều này cũng không cần tôi giải thích cho anh. Có điều, tôi muốn nói cho anh là, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị gì? Nụ cười trên mặt Bạch Phá Cục cũng thu lại, nhìn chằm chằm đối thủ trẻ tuổi có chút quá phận trước mặt. Mặc dù hắn giới thiệu Tần Lạc là bác sĩ nổi tiếng Yến Kinh, nhưng hắn sao có thể chỉ coi hắn là một bác sĩ chứ? Năng lượng của hắn, có lẽ còn lớn hơn cả Văn Nhân Mục Nguyệt đứng bên cạnh hắn không nói tiếng nào. Chuẩn bị nghênh chiến, Tần Lạc lạnh giọng nói. Mục tiêu kế tiếp của anh, là tôi rồi nhỉ? Chương 1439, câu dẫn dễ lắm. Tần Lạc nhìn chằm chằm Bạch Phá Cục không chút chớp mắt, Bạch Phá Cục trừng mắt nhìn lại Tần Lạc. Thâm tình chân thành, ý hợp tâm đầu. Thật lâu sau, thật lâu sau. Đột ngột, hai người cùng cười ha hả. Một người tựa như trăng non, một người tựa như mặt trời. Một người ấm như trà, một người hừng hực như rượu. Một người nhếch miệng cười to, một người há miệng cười vang. Sướng, Bạch Phá Cục lớn tiếng nói. Mẹ nó, nói sướng như vậy. Tần Lạc. Anh có gan. Phong cách như vậy là Bạch Phá Cục, vừa mới chết một kẻ họ Tần, lại lập tức xuất hiện họ Tần thứ hai. Nhìn mà khiến lòng người rét lạnh, cách Tần Lạc nói chuyện vẫn như trước, nham hiểm cay nghiệt. Anh Tần dạy rất đúng. Bạch Phá Cục nói, Bạch Phá Cục chính là Bạch Phá Cục, trước kia là Bạch Phá Cục, về sau vẫn là Bạch Phá Cục. Không cần phải thay đổi, cũng không cần trở thành thế thân của ai. Trước kia ta luôn mắng họ Tần kia dối trá. Không ngờ chính mình cũng nhiễm tật xấu này. May là anh Tần kịp thời nhắc nhở, nếu không tôi liền lâm vào vũng bùn không thể tự kiềm chế. Chỉ bằng một ít này, tôi đã muốn cùng anh Tần uống mấy ly. Tần Lạc xua tay, nói, uống rượu liền miễn đi. Hôm nay tôi còn có việc quan trọng cần hoàn thành. Bạch Phá Cục nhìn Tần Lạc, lại nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt giống vợ bé ở sau lưng Tần Lạc trầm mặc không nói, vừa cười vừa nói, hiểu rồi. Hiểu cả rồi, vậy thì ngày khác đi. Sao anh lưu manh vậy? Tần Lạc tức giận nói. Gì mà ngày khác, anh xem tôi là ai? Tôi dù thích đàn ông, cũng không thích loại đàn ông như anh có biết không?
Bạch Phá Cục cười đến độ nước mắt cũng chảy ra, cười một hồi, nụ cười trên mặt dần biến mất, tiếng cười cũng dừng. Hắn vẫn giữ tư thái mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Lạc sáng quắc, giọng lạnh lùng bá đạo nói, anh có biết hay không, thật ra người tôi muốn đánh bại không phải là Tần, mà là anh. Bây giờ biết rồi, Tần Lạc cười gật đầu, xem ra tôi còn nặng ký hơn Tần nhiều. Từ hôm nay trở đi, chúng ta là địch không phải bạn. Chúng ta đã ở vào trạng thái khai chiến, tôi sẽ sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đánh bại anh. Tôi cũng nghĩ như vậy, Tần Lạc không chút nào lùi bước mà nói. Hai người lại trừng mắt nhau, dương cung bạt kiếm, sát khí tràn ngập. Thỉnh tùy ý, Bạch Phá Cục nhẹ gật đầu với Văn Nhân Mục Nguyệt, sau đó xoay người bỏ đi. Hắn rất có lòng tin, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Phải đó, Tần Lạc gật đầu, Bạch Phá Cục ẩn nhẫn nhiều năm, lần này đại bại Tần gia, thu hoạch béo bở. Vốn còn định ẩn nhẫn khiêm tốn một thời gian ngắn, đợi đến khi hết thảy kết thúc lại tuyên chiến với chúng ta. Không ngờ tối nay lại bị anh chọc giận, dứt khoát không che giấu nữa, liền tuyên chiến tại chỗ. Bạch Phá Cục trước kia bị người ta gọi là người điên, nhưng mà, lúc đó cũng chính là thời khắc hắn che giấu tốt. Người điên, dù sao cũng làm cho người ta có cảm giác hữu dũng vô mưu, người như vậy, sẽ không có mấy người đề phòng. Hơn nữa hắn cố ý tạo ra một loại biểu hiện giả hôm nay đi săn gấu ngày mai đi vật sư tử, mọi người cho là hắn chỉ là một cậu ấm không có học thuật. Lần này ba tộc đại chiến khiến thanh danh hắn phất lên, uy vọng vang xa hơn đám người Văn Nhân Mục Nguyệt cùng Tần Lạc. Hắn vẫn nghĩ thầm phải giữ tác phong thân thiết khiêm tốn, lại bị Tần Lạc nhìn không thuận mắt mà luân phiên khiêu khích, nhìn không được liền lộ ra lá bài tẩy của mình. Hắn làm như vậy còn có một mục đích, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Cái gì? Tần Lạc xoay người nhìn khuôn mặt mỗi lần thấy đều khiến người ta mê say. Cảm giác rất kỳ quái, chỉ cần cách hơn mấy giây không nhìn, lúc lại xoay người lại, phát hiện nàng lại đẹp hơn mấy giây trước ba phần. Càng xem càng đẹp, nhìn hoài không chán, có lẽ là nói về cô gái như Văn Nhân Mục Nguyệt nhỉ. Anh hay đọc tâm lý học, hẳn là hiểu được. Văn Nhân Mục Nguyệt không có trực tiếp trả lời vấn đề của Tần Lạc, mà lại đề nghị chính hắn suy nghĩ. Tần Lạc nghĩ kỹ một lát. Rất nhanh liền híp mắt nở nụ cười, nói, anh cảm thấy, ngoại hiệu của Bạch Phá Cục nên gọi là Chí Công càng phù hợp hơn, Tần căn bản không cùng một cấp bậc với hắn. Tối nay hắn cố ý tuyên chiến với chúng ta trước mặt mọi người, chính là muốn tạo cục diện quan hệ hai nhà khẩn trương. Bởi vì chúng ta tạm thời ở vào hoàn cảnh xấu, nói không chừng liền không chịu nổi loại áp lực này mà chủ động ra tay với bọn họ. Thương trường cùng chiến trường đều có đặc tính như vậy, phe phòng thủ thường dùng ít sức hơn phe tấn công. Hắn là muốn dùng cái giá thật nhỏ để cắn nuốt gia tộc Văn Nhân. Hắn biết chúng ta sẽ nhìn thấu ý đồ của hắn, nhưng vẫn làm như vậy. Đó là vì hắn biết chúng ta sẽ không chủ động khai chiến với hắn. Còn hắn cũng thật cần một khoảng thời gian để tiêu hóa nhanh chóng tài nguyên cùng sản nghiệp lần này. Tần Lạc khẽ thở dài, nói chuyện với mấy người các người thật lao lực. Hắn sao không nói thẳng tôi bây giờ bận việc, không rảnh dây dưa với các người, mọi người nghỉ ngơi trước mấy tháng. Chờ tôi xong việc chúng ta lại đánh. Không phải đơn giản rõ ràng hơn sao? Văn Nhân Mục Nguyệt cũng nhẹ gật đầu rất tán thành, nói, quả thật phức tạp. Văn Nhân Mục Nguyệt từ chối yêu cầu bên làm chủ mời lên đài lên tiếng, cùng Tần Lạc sớm rời đi. Bệnh tình Văn Nhân Đình vừa mới bắt đầu phục hồi như cũ, nàng phải ở bên cạnh làm bạn nhiều. Cho nên, bây giờ nàng vẫn ở tại nhà cũ gia tộc Văn Nhân. Roy cực kỳ xa xỉ dừng ở cửa lớn nhà cũ. Tần Lạc cùng Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi ở ghế sau lại hồn nhiên chưa phát hiện ra, vẫn giữ tư thế trước đó, thân thể tựa ở trên ghế ngồi phía sau rất thoải mái. Thật lâu sau, Tần Lạc cảm thấy không thể rằng co như vậy nữa, vừa cười vừa nói, đi về nghỉ ngơi đi. Anh đi xuống. Nói xong, Tần Lạc đẩy cửa xe ra chuẩn bị xuống xe. Tần Lạc, Văn Nhân Mục Nguyệt hô. Tay Tần Lạc dừng ở trên tay lái, xoay người nhìn về phía Văn Nhân Mục Nguyệt, hỏi, sao vậy? Văn Nhân Mục Nguyệt không nói gì, đôi mắt xinh đẹp kia nhìn hắn không chớp mắt, cặp môi đỏ mọng ướt át, một khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được. Tần Lạc nhìn nàng thất thần trong chốc lát, vừa cười vừa nói, nếu không có việc gì anh liền về trước. Hắn đột nhiên cảm thấy rất khẩn trương, muốn chạy trốn, vội vã mà chạy. Một chân hắn dẫm xuống đất, đang định chui ra khỏi xe, sau lưng lại truyền đến giọng nói phảng phất như nói mê của Văn Nhân Mục Nguyệt, Tần Lạc. Tần Lạc xoay phát lại. Ôm chặt Văn Nhân Mục Nguyệt, cả người đều đè lên người nàng, hung hăng hôn môi nàng. Cô gái này, thật quá đáng ghét, chẳng lẽ em không biết anh rất dễ câu dẫn à?
khách sạn Kim Tinh, tại sảnh Khải Toàn. Ba người Tần Lạc, hậu vệ Đông, Minh Hạo tề tụ một phòng, cùng chúc mừng Thái công dân được tuyển làm Bộ trưởng Bộ vệ sinh Trung Quốc. Mấy người bọn họ đều là người đáng tin trong những người Thái công dân tin, dòng chính trong dòng chính, ai cũng có đầy đủ lý do uống thêm mấy chén. Hậu vệ Đông cùng Minh Hạo cũng không cần nói, bọn họ theo thứ tự là thư ký tiền hậu nhiệm của Thái công dân. Cho dù bọn họ bây giờ ở chức gì, sau ót cũng dán một cái mác thật to chữ Thái. Thái công dân bước tới bước quan trọng này, đối với con đường làm quan của bọn họ cũng có được ảnh hưởng cực kỳ khổng lồ. Tần Lạc không phải là người trong thể chế, nhưng hắn cũng vì Thái công dân mà cao hứng. Thứ nhất, hắn và Thái công dân quan hệ mật thiết. Không chỉ là thượng hạ cấp, còn thân như người nhà. Hắn rất vui vì quan tốt vì dân vì nước như Thái công dân leo lên vị trí cao. Thứ hai, bọn họ có lý tưởng cùng mục tiêu chung. Tần Lạc một lòng phát triển cùng cứu vớt Trung Y, Thái công dân cũng có nhiệt tình cùng lòng tin thật lớn với Trung Y. Có hắn ở trên chức vị mang tính mấu chốt này, với việc thúc đẩy cùng giúp đỡ Trung Y liền có thể đề cao. Nếu vậy, Tần Lạc làm việc cũng sẽ làm ít được nhiều. Năng lực cá nhân thì còn lâu mới bằng cơ quan quốc gia. Quốc gia muốn thúc đẩy một chuyện, đó chính là lực cả nước. Năng lực của Tần Lạc không thể nói là nhỏ bé, nhưng vẫn sẽ có cảm giác lực bất tòng tâm. Hậu vệ Đông mở ra một chai Mao Đài, rót đầy ba chén rượu trước mặt, cười lớn nói, chén thứ nhất này chúng ta kính lão lãnh đạo khỏe mạnh. Ba chén rượu cùng nhau, sau đó ba người một hơi cạn sạch rượu trong chén. Chén thứ hai, chúng ta kính lãnh đạo thăng chức, Minh Hạo cười ha hả mà nâng chén. Ba người lại nâng chén. Uống hết hai chén Mao Đài, gương mặt Tần Lạc đỏ lên, đầu váng mắt hoa, cảm giác đã có 6-7 phần men say. Hậu vệ Đông thấy Tần Lạc không kiên trì nổi, vừa cười vừa nói, chúng ta chậm lại. Hôm nay nhất định phải không say không về, ăn chút thức ăn trước. Sau khi ăn mấy miếng, Tần Lạc cảm thấy trong dạ dày thoải mái hơn một chút. Hắn giơ chén rượu thứ ba lên, nói, cạn chén vì Trung Y. Tần Lạc là một bác sĩ Trung Y, hắn vì Trung Y mà quen biết với Thái công dân. Bởi vì quen biết với Thái công dân, nên quen Minh Hạo cùng hậu vệ Đông. Cho nên nói, một chén này kính cho Trung Y cũng không có vấn đề. Minh Hạo mỉm cười nâng chén, nói với Tần Lạc, cậu đúng là ba câu không rời nghề chính. Được, chén này ba anh em chúng ta liền kính Trung Y. Chén rượu thứ ba uống xong, hai người Minh Hạo cùng hậu vệ Đông liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn Tần Lạc. Tôi đề nghị, chén thứ tư kính Tần Lạc, Minh Hạo vừa cười vừa nói. Tán thành, hậu vệ Đông tán thành nói. Tần Lạc lấy tay che ở trên ly rượu không để bọn họ rót rượu vào trong, vừa cười vừa nói, dù sao vẫn nên cho tôi một lý do. Sao chén rượu thứ tư lại kính tôi? Chương 1440, em là người ngưỡng mộ anh. Hậu vệ Đông nhìn Minh Hạo, nói, vẫn là anh Minh Hạo nói đi. Minh Hạo là thư ký tiền nhiệm của Thái công dân, hơn nữa bây giờ đi ra ngoài trở thành đại viên một phương, cho nên, hậu vệ Đông vẫn phi thường tôn trọng đối với hắn. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng quan hệ Minh Hạo cùng Tần Lạc thân thiết hơn quan hệ giữa mình và Tần Lạc một chút. Cũng không muốn giành lên tiếng trước Minh Hạo. Minh Hạo chỉ hậu vệ Đông, vừa cười vừa nói, lãnh đạo lên tiếng, tôi không thể không theo. Chén rượu thứ tư, nhất định phải kính Tần Lạc. Về phần lý do sao? Có ba cái. Thứ nhất, Thái Bộ trưởng thăng chức, không thể bỏ qua công lao cậu. Người khác không biết, nhưng tôi và vệ Đông lại vô cùng rõ ràng. Lần này trong bộ có hai nhân tuyển, một là Thái Bộ trưởng, người còn lại là Hoàng Phó Bộ trưởng. Xét về phần thắng mà nói, hy vọng của Hoàng Phó Bộ trưởng còn lớn hơn Thái Bộ trưởng một chút. Về sau Thái Bộ trưởng chiến thắng, cũng là vì cậu cùng nhà Văn Nhân, nhà họ Vương quan hệ mật thiết, có hai nhà bọn họ giúp sức. Tần Lạc khẽ cười, hỏi, còn hai lý do nữa. Thứ hai, cơ thể Thái Bộ trưởng không tốt, là cậu diệu thủ hồi xuân khiến cơ thể ông ấy nhanh chóng phục hồi như cũ. Phải biết rằng, thân thể khỏe mạnh cũng là tiêu chuẩn khảo hạch trọng yếu lựa chọn cán bộ. Lý do thứ ba, vẫn vì cậu, vì Trung Y. Thái Bộ trưởng dốc hết sức thúc đẩy Trung Y phát triển, cho dù là Vân Điền, Hàn Quốc, hay là Paris. Cậu đều làm ra cống hiến khổng lồ. Bởi vì cậu là nhân tuyển Thái Bộ trưởng chọn, cho nên những công lao này tất nhiên đều sẽ ghi trên người Thái Bộ trưởng. Những chiến công này cũng là nhân tố mấu chốt quyết định Thái Bộ trưởng thăng chức. Cậu nói, chén rượu thứ tư này có nên mời cậu không? Uống thêm một chén nữa tôi liền say. Tần Lạc vừa cười vừa nói, vẫn lấy tay ra khỏi chén rượu. Hậu vệ Đông vội giúp hắn rót một chén, ba người lại cùng nhau cạn một chén. Lúc này,
cửa phòng bị người đẩy ra, một người đàn ông chọc mặt đỏ bừng thò đầu vào, nói lấy lòng, bác sĩ Tần, Minh Cục trưởng, thư ký Vệ Đông, nghe nói các người ở chỗ này ăn cơm, các đồng chí đều muốn tới kính chén rượu, không biết có tiện không? Minh Hạo cùng hậu vệ Đông liếc mắt nhìn nhau, hậu vệ Đông nói, cảm ơn các đồng chí. Mời bọn họ vào đi. Vì vậy, người đàn ông chọc lập tức dẫn đầu đi vào, theo sau hắn là một đội ngũ dài. Tần Lạc Thầm cảm thán, từ xưa đến nay người dệt hoa trên gấm nhiều, người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại ít. Trước kia, Thái Công Dân cùng Hoàng Phó Bộ trưởng đối kháng, thái độ những người này với bọn họ là thế nào? Bây giờ Thái Công Dân được thế, bọn họ lập tức vây quanh tới giống như là thấy cha ruột. Nịnh nọt lấy lòng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tình huống như vậy ở quan trường cực kỳ rõ ràng. Xe còn chưa tới gần, Tần Lạc đã thấy được hình dáng đồ sộ nguy nga của cao ốc Thái Cực. Cao ốc Thái Cực chia 29 tầng, do hai cao ốc âm dương hợp thể mà thành. Hai cao ốc là đối xứng, tổ hợp lại thành một hình trụ tròn, vô cùng đặc sắc. Dựa theo kiến trúc học mà nói, phong cách kiến trúc như vậy khó khăn cực cao, tốc độ thi công cũng tự nhiên không thể nhanh được. Nhưng mà, có sự giúp đỡ của chữ Toái Toái, ở trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, 29 tầng lầu liền tuyên bố xây xong. Đương nhiên, trong chuyện này cũng có công lao của ba chữ Toái Toái, chữ Chí Viễn. Nếu không phải hắn vô cùng coi trọng Tần Lạc, cũng sẽ không dốc lực lượng cả công ty kiến trúc để tạo ra tòa kiến trúc này. Phải biết rằng, mỗi công trình mà công ty kiến trúc tiếp nhận đều không chỉ một nhà. Bọn họ dồn lực lượng quan trọng ở bên này, như vậy, những kiến trúc khác tự nhiên sẽ chậm hơn một chút. Càng tới gần, càng có thể cảm nhận được sự cao lớn uy mãnh của cao ốc Thái Cực. Tiếc nuối chính là, cao ốc Thái Cực bây giờ còn chưa có gỡ lưới, nên không lộ ra phong cách thiết kế làm người ta sợ hãi than của nó. Nếu không, đã sớm khiến lĩnh vực kiến trúc ở Trung Quốc thậm chí toàn bộ thế giới chấn động. Tần Lạc có lòng tin với chữ Toái Toái, hắn biết nàng có thể làm được. Xe dừng lại ở cửa công trình, Tần Lạc đẩy cửa xuống xe. Người xung quanh đều bận rộn, cũng không có ai chú ý bọn họ tới. Lúc Tần Lạc tới cũng không gọi điện thoại cho chữ Toái Toái, cho nên, ngay cả chữ Toái Toái cũng không biết hắn tới. Hắn đi đến cửa phòng làm việc, thấy chữ Toái Toái một tay cầm thước đo một tay cầm bút máy đang cúi sát bàn vẽ gì đó. Nét mặt của nàng vô cùng chăm chú, ngay cả Tần Lạc đi tới phòng làm việc của nàng cũng không phát hiện. Con gái rất thích nói đàn ông đẹp trai nhất là khi chăm chỉ làm việc, khi đó Tần Lạc cho rằng đây là độc kế phụ nữ thi triển với đàn ông, làm như vậy là để những đàn ông tin lời nói dối này làm trâu làm ngựa mặc phiền mặc oán biến mình thành người đẹp trai trong mắt các cô gái. Hôm nay Tần Lạc phát hiện, hóa ra con gái chăm chỉ làm việc cũng rất đẹp. Không chỉ như thế, cô gái chăm chỉ cày ruộng, chăm chỉ rửa chén, chăm chỉ làm thức ăn, chăm chỉ chăm trẻ, chăm chỉ dạy con đọc sách đều rất đẹp. Tần Lạc gõ cửa, chữ Toái Toái lúc này ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Tần Lạc đứng ở cửa, vẻ mặt kinh hỉ kêu lên, anh Tần, anh đã tới rồi. Nàng để bút máy cùng thước đo trên bàn, chạy tới nói, anh Tần, vào ngồi đi. Bên ngoài nóng lắm. Lại hỏi, uống gì? Chỗ em chỉ có nước trà với nước tinh khiết. Lấy bình nước tinh khiết đi, Tần Lạc nói. Ừ, chữ Toái Toái vui mừng đáp ứng. Tới tủ lạnh lấy hai chai nước tinh khiết, một chai đưa cho Tần Lạc. Mình vặn mở một chai uống một ngụm, nói, anh Tần, anh là tới xem cao ốc Thái Cực à? Bên ngoài trời rất nóng, nếu anh không sợ, em dẫn anh vào xem. Tần Lạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú như nước của chữ Toái Toái, trêu một câu, em còn không sợ nóng, anh sợ cái gì? Chữ Toái Toái liền cười khanh khách, nói, ban đầu lúc bọn em mới vào cổng trường, thầy đã từng nói với em, nghề này của bọn em phải thường xuyên tới công trường, sẽ rất vất vả. Nhưng nếu thích, cũng sẽ không thấy thế. Hiện giờ em đã thành quen. Anh xem, em có dám đen không? Tần Lạc nghiêm túc quan sát mặt chữ Toái Toái, con mắt linh động, cái mũi rất cao cùng đôi môi khéo léo, lắc đầu nói, không đen chút nào. Bị Tần Lạc quan sát cẩn thận như vậy, chữ Toái Toái đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Khuôn mặt nàng hiện một dáng mây đỏ, nói, thời gian em tan tầm cũng sắp tới. Đều đợi tới khi nhiệt độ hạ xuống mới đi vào. Bình thường đều ở trong phòng sắt này. Kín đến độ trắng bệch. Tiến độ kiến trúc cao ốc Thái Cực như vậy, không thể bỏ qua công lao em. Tần Lạc vừa cười vừa nói, hôm nay anh tới là để cảm ơn em. Nhắc tới kiệt tác của mình, ánh mắt mệt mỏi của chữ Toái Toái nổi lên thần thái khác thường. Nàng cao hứng bừng bừng nói, đây là tác phẩm đầu tiên của em. Ngay cả bản thân cũng không thể chờ đợi được mà muốn nhìn thử hình dạng nó khi xây xong.
cho nên em vẫn luôn giục bọn họ nhanh một chút. Anh cũng rất chờ mong, Tần Lạc nói. Chữ Toái Toái mặc một váy dài điểm hoa, trên đầu đội nón bảo hộ màu đỏ, thoạt nhìn rất dí dỏm đáng yêu. Tần Lạc cũng đội nón bảo hộ, an toàn là số một, hắn cũng không luyện qua thiết đầu công. Chữ Toái Toái xách một cây dù, không chỉ che mình, còn che giúp Tần Lạc khỏi ánh sáng gay gắt buổi chiều. Để anh đi, Tần Lạc nói, để một cô gái bung dù hộ hắn thật có hơi ngại. Để em đi, chữ Toái Toái hé miệng cười duyên, cái dù này rất màu mè, anh cầm không hợp. Chữ Toái Toái lên tiếng chào hỏi nhân viên làm việc phụ trách bảo vệ dưới lầu, rồi cùng Tần Lạc vào tòa cao ốc còn chưa quét vôi này. Dưới lầu cũng không ít vũng nước, hai người gần như là nhảy qua mà đi. Đi lên lầu 2, chữ Toái Toái ngưỡng mặt lên nhìn xà nhà bền chắc, dịu dàng nói, lần trước, chúng ta là gặp nạn ở vị trí này. Ừ, Tần Lạc vừa cười vừa nói, lúc đó quả thật nguy hiểm. Lúc đó, em còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh đẩy ngã xuống đất. Chữ Toái Toái nhớ lại tình cảnh ngay lúc đó. Nếu không phải nhờ anh, chỉ sợ em đã không biết ở chỗ nào rồi. Không nên bi quan như vậy, Tần Lạc khuyên nhủ. Đây không phải là bi quan. Chữ Toái Toái nghiêm túc uốn nắn lời của Tần Lạc. Em cho tới bây giờ đều không bi quan. Ngược lại, em là một người rất lạc quan. Em nhiệt tình yêu thương cuộc sống, cũng nhiệt tình yêu thương tánh mạng. Em muốn sống, sống thật lâu. Em muốn đi du lịch khắp thế giới. Em muốn tìm một người đàn ông yêu đương kết hôn, em muốn mặc áo cưới em tự tay thiết kế đi vào lễ đường, em muốn sinh một đám cục cưng thông minh xinh đẹp. Em còn muốn thiết kế ra một tòa kiến trúc lưu danh sử sách. Trong cuộc đời em còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Em không muốn chết. Nàng quay mặt sang nhìn về phía Tần Lạc, nói, cũng chính vì như vậy, em cực kỳ cảm kích đối với người đã cứu em. Chúng ta không phải là bạn sao? Tần Lạc vừa cười vừa nói, những việc này đều qua rồi. Không cần cứ nhắc tới mãi. Chúng ta không phải là bạn, chữ Toái Toái nói. Vậy là gì, Tần Lạc thắc mắc. Em là người ngưỡng mộ anh, chữ Toái Toái tinh nghịch nói, cười đầy giảo hoạt. Chương 1441, cô ấy có thể sẽ chết. Khó khăn nhất là tiếp thụ ân của mỹ nhân. Nữ hài tử ánh mắt ôn nhu, khuôn mặt xinh đẹp chuyên tâm chăm chú nhìn vào Tần Lạc, bộ dáng toàn tâm tín nhiệm và hoàn toàn vô tư. Thấy cô thổ lộ thẳng thắn như thế khiến cho Tần Lạc có cảm giác khẩn trương mà không biết trốn đi đâu. Miệng hắn há ra, muốn dùng một từ ngữ thích hợp nhất hoặc là muốn dùng một loại phương thức không đả thương người nhất đến giải quyết chuyện trước mắt. Thế nhưng không đợi hắn nói chuyện, chữ Toái Toái đã mỉm cười ngăn lại nói, Tần đại ca, anh không cần phải nói gì cả, em đã hiểu rồi. Tần Lạc im lặng, cô cái gì cũng hiểu vậy tại sao lại muốn nói. Chuyện này... Anh nhất định sẽ thấy hành vi của em rất kỳ quái đúng không nhưng em không có điên đâu. Trước kia, em ngưỡng mộ anh và hiện tại cũng thế. Cũng bởi vì em hiểu loại cảm tình này sẽ càng ngày càng sâu, càng ngày càng trầm trọng, khiến cho em càng ngày càng khó thừa nhận, em lo lắng có một ngày em sẽ sụp đổ mất cho nên em muốn sớm thả đầu quái thú này ra. Giấu nó ở trong lòng, em thật sự cảm thấy quá khó khăn. Em biết rõ lựa chọn của anh. Cũng biết đáp án của anh bởi vì trong lòng em đã vô số lần hỏi câu hỏi này, cũng tưởng tượng qua vô số lần về câu trả lời của anh có thể đưa ra đáp án gì em đều biết rõ. Em biết rõ anh đã có bạn gái, chữ Toái Toái cười hì hì nói sau đó lại chừng hai mắt nhìn Tần Lạc nói, hơn nữa còn biết rõ không chỉ có một người. Tần Lạc bị cô bé này làm nhức đầu, hắn xấu hổ nói, cho tới bây giờ anh đều không phủ nhận điểm này. Đúng vậy, chữ Toái Toái gật đầu. Cái này thì anh hơn đám hoa hoa công tử Playboy kia một chút. Bọn hắn có mới nới cũ, coi việc chinh phục nữ nhân như trò chơi thú vị. Anh không phải như vậy, em thấy anh có tình cảm thật sự. Hơn nữa, đối với nữ nhân mà nói, vinh dự lớn nhất chính là cô ấy có thể chinh phục được tâm của một người đàn ông, lưu lại dấu vết trong đời của anh ta. Anh nguyện ý trước mặt mọi người thừa nhận sự hiện hữu của các cô ấy, đối với các cô ấy mà nói cũng là một sự tôn trọng. Nếu như một nữ nhân hết lòng yêu anh nhưng anh lại không nhận, chối bỏ sự tồn tại của cô ấy thì nhất định cô ấy sẽ thương tâm đến chết. Tần Lạc cười khổ, nói, được rồi, nghe em nói thì nữ nhân giống như đều rất đáng thương ấy. Về tình yêu, người thua thiệt phần lớn đều là nữ nhân. Chữ Toái Toái nói rất chân thành. Tần Lạc nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười càng vui vẻ và bộ dạng không muốn dừng lại. Chữ Toái Toái dậm chân hờn dỗi nói mau. Anh cười cái gì? Khi em nói câu kia, bộ dạng giống như là từng có rất nhiều kinh nghiệm tình cảm vậy, Tần Lạc nói. Chán ghét, đây là mối tình đầu đấy.
Chữ Toái Toái giả bộ tức giận nói, mối tình đầu vẫn là thầm mến, dễ tổn thương lòng tự tôn lắm. Tần Lạc chăm chú nhìn chữ Toái Toái nói, anh biết rõ em sẽ tìm được người đàn ông tốt của mình. Chữ Toái Toái lắc đầu nói, em khát vọng tìm một người toàn tâm toàn ý yêu em. Em hy vọng tìm được một người đàn ông có thể thời thời khắc khắc làm bạn bên cạnh em, hy vọng người ta có thể quỳ gối cầu hôn, hy vọng hắn có thể nắm tay em đi vào giáo đường, đem lời hứa hẹn cả đời đeo lên ngón tay em. Chữ Toái Toái dũng cảm ngẩng đầu nhìn Tần Lạc, đối mắt với hắn nói, em biết rõ, mặc dù anh có thể tiếp nhận em nhưng anh lại không cho em được những thứ này cho nên em quyết định, về sau chỉ thích mà không phải yêu anh. Làm sao vậy, chữ Toái Toái đánh giá cẩn thận lấy biểu lộ của Tần Lạc hỏi, em nói như vậy làm anh tức giận à? Em có cảm thấy việc này rất kỳ quái hay không? Tần Lạc hỏi, sao lại kỳ quái? Trước tiên em nói thích anh sau đó lại hung hăng khích lệ anh một phen. Tần Lạc nói, sau đó thì sao? Sau đó lại nói cho anh biết, anh là người tốt nhưng sẽ không yêu anh mà chỉ thích anh. Tần Lạc nói, trước tiên cho anh một cái kẹo, sau đó lại tát anh một cái, tát xong còn để cho anh trong lòng tràn đầy cảm giác áy náy. Chữ Toái Toái che miệng nhõng nhẽo cười nói, chính là như vậy. Ai bảo anh ưu tú như vậy, để cho em thầm mến lâu như vậy, đây là sự trừng phạt đối với anh. Được rồi, anh tiếp nhận sự trừng phạt này, Tần Lạc gật đầu nói. Hắn nhìn chữ Toái Toái, nữ hài tử cực kỳ có tư tưởng cùng nghệ thuật tài hoa, độc lập độc hành này mà ôn nhu nói, anh hiểu em lựa chọn như vậy là phi thường đúng. Cô gái giống như em vậy, người đàn ông nào có được đều phải coi như chân bảo, em nhất định sẽ hạnh phúc. Chữ Toái Toái nhếch miệng bất mãn nói, sao em thấy anh như vừa chút được gánh nặng vậy? Nghe em nói không dây dưa nữa, trong lòng anh nhất định là thầm vui mừng không thôi đúng không? Mỗi người đàn bà đều là một con yêu tinh, những lời này không biết ai đã nói nữa. Ngay cả chữ Toái Toái vốn nhu thuận nghe lời lúc này cũng có khó chơi như vậy. Chữ Toái Toái một tay nắm chặt cổ áo ngực Tần Lạc, kéo Tần Lạc đến gần hơn, giống như là thiếu nữ bất lương có ý đồ đùa giỡn phụ nam đàng hoàng hung dữ nói, bất quá anh cũng không nên cao hứng quá sớm. Nếu như em không tìm thấy người em nguyện ý cùng hắn cùng đi đến giáo đường thì em sẽ trở về tìm anh đó. Dạ dạ, Tần Lạc giả bộ như sợ hãi liên tục gật đầu nói, anh nhất định sẽ để dành chỗ cho em. Sau đó, hai người cất tiếng cười to, một loại khoái cảm thoải mái tự do. Tuy Hoán Khê Building chỉ có 29 tầng nhưng tổng độ cao lại gần 150 mét. Em đã cố ý nâng độ cao của mỗi tầng lầu khiến cho nó nhìn càng thêm cao lớn hơn. Không có tầng phụ, tất cả đều là lầu chính, về phần công dụng thì đợi Hoán Khê tỷ đến quyết định đi. Còn có, ồ, Tiếu Tiếu đã đến. Tần Lạc và chữ Toái Toái từ trong cao ốc Thái Cực đi ra. Chữ Toái Toái giới thiệu Thái Cực Building cho Tần Lạc thì thấy một chiếc xe BMW màu trắng chậm rãi chạy qua. Chiếc xe BMW này chạy đến chỗ Tần Lạc và chữ Toái Toái đứng thì dừng lại, sau đó Lăng Tiếu thân mặc đồ thể thao màu đen đẩy cửa xe đi xuống. Dựa theo tính cách của Lăng Tiếu, xe thể thao cô lái nhất định sẽ có màu sắc huyễn lệ đỏ vàng gì đó, hơn nữa cô sẽ không lựa chọn trang phục màu đen huống chi là đồ thể thao màu đen. Tần Lạc khẽ thở dài. Xem ra cô vẫn chưa thể khôi phục lại tâm tình. Đương nhiên, hắn cũng phi thường rõ, loại vết thương lòng này khôi phục không dễ dàng tí nào. Nếu như khúc mắc khó hiểu thì có thể nói là chuyện cả đời vậy. Lăng Tiếu biểu lộ đờ đẫn, đến cũng không chào hỏi chữ Toái Toái mà trực tiếp nhìn Tần Lạc chăm chú. Tần Lạc nhìn cô cười cười hỏi, cô gần đây có vẻ không tồi. Chuyện anh đáp ứng với em, lúc nào thì thực hiện. Lăng Tiếu không có trả lời vấn đề của Tần Lạc mà trực tiếp hỏi lại. Tần Lạc hơi chút chần chờ sau đó nhìn cô nói, anh cho rằng em cần nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Nghỉ ngơi là sự tra tấn lớn nhất với em, Lăng Tiếu cũng không lĩnh tình nói. Ngồi không sẽ nghĩ nhiều, Lăng Tiếu ngồi không làm gì thì lại nghĩ đến chuyện cũ. Nhớ lại những hình ảnh ngọt ngào kia lòng cô lại càng thống khổ. Ở cùng cha mẹ vài ngày sắp làm cho cô phát điên rồi. Mỗi một phút, mỗi một giây trôi qua cô cảm giác như đã sống qua một năm trời. Cho nên cô không nhịn được nữa, cô lái xe chạy đến tìm chữ Toái Toái, muốn cùng bằng hữu duy nhất của mình đi tìm Tần Lạc nhưng không ngờ vừa tới đây đã gặp được Tần Lạc. Chữ Toái Toái nhìn Tần Lạc rồi lại nhìn Lăng Tiếu, nói, các người đang nói cái gì đấy? Đáp ứng chuyện gì, vì sao em nghe không hiểu? Đột nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thoáng cái trở nên trắng bệch. Cô vốn thông minh lanh lợi nên liền nghĩ tới khả năng này. Cô nắm tay Lăng Tiếu nói, Tiếu Tiếu. Cậu có phải muốn báo thù hay không? Có phải muốn đi trả thù hay không? Không được đâu.
cậu không thể làm như vậy, cái này thật sự quá nguy hiểm, Tần Lạc thật vất vả mới cứu được cậu về, cô chú và Lăng vẫn thật vất vả mới đợi được cậu tỉnh lại, cậu không thể làm chuyện ngu xuẩn này được. Đám người kia quá nguy hiểm, cậu không thể đi mạo hiểm được. Em cũng không cho phép anh đi. Lăng Thiếu vẻ mặt không vui không buồn, đại khái là cô đã quên mất hai loại tình cảm là cái gì nữa rồi. Cô bình tĩnh nhìn chữ toái toái nói, tớ đã quyết định rồi. Nếu như cậu hoàn nguyện ý làm bằng hữu của tớ thì không nên ngăn cản nữa. Tớ hoàn nguyện ý coi cậu là bằng hữu. Chữ toái toái như là mèo bị giẫm vào đuôi, thanh âm thoáng cái trở nên sắc nhọn nói, Lăng Thiếu, có lúc nào tớ không coi cậu là bằng hữu hả? Nếu không coi cậu là bằng hữu thì đâu cần lo lắng như vậy, tớ khuyên cậu không nên đi mạo hiểm, ngăn cản cậu lấy cái mạng nhỏ đi liều mạng với người ta. Cậu đã được giáo huấn rồi mà, cậu không biết bọn hắn nguy hiểm đến cỡ nào sao? Tần Lạc vỗ vỗ vai chữ toái toái ý bảo cô không nên kích động. Hắn vừa cười vừa nói, đây quả thật là chuyện rất mạo hiểm nhưng nếu như không cho cô ấy đi mạo hiểm thì cô ấy có thể sẽ chết. Để cho cô ấy đi, cô ấy mới có thể sống được. Chương 1442, gặp lại chỉ sợ là địch nhân. Chữ toái toái có thể không coi trọng lời Lăng Tiếu nhưng cô không thể không tin tưởng lời Tần Lạc. Thứ nhất là Tần Lạc chưa từng lừa gạt cô, ít nhất cô cũng cho là như vậy. Thứ hai, Tần Lạc là bác sĩ. Bác sĩ trước mặt người bệnh có uy nghiêm trời sinh. Tần Lạc là bác sĩ của Lăng Tiếu, so với người khác thì hắn hiểu rõ trạng thái lúc này của Lăng Tiếu hơn. Thế nhưng mà, chữ toái toái lo lắng nói. Tiếu Tiếu đã như vậy thì còn có thể làm được cái gì nữa? Cô ấy chỉ là một nữ hài tử, hơn nữa cũng không có công phu gì. Cô ấy còn có bộ não mà. Tần Lạc vừa cười vừa nói, kỳ thật, anh cũng không hy vọng cô ấy tham dự vào những chuyện này. Nếu như cô ấy nguyện ý thì chỉ cần ở nhà im lặng tĩnh dưỡng hoặc là làm việc mình thích là được nhưng bây giờ không phải là cô ấy có thể làm gì hay không mà cô ấy nhất định phải làm cái gì đó. Chữ toái toái nhìn Tần Lạc. Lại nhìn vẻ mặt kiên định của Lăng Tiếu mà khe khẽ thở dài. Cô túm chặt ống tay áo Tần Lạc nói, Tần đại ca, anh có thể cam đoan Lăng Tiếu không có việc gì hay không? Anh không cam đoan được, Tần Lạc lắc đầu, anh thậm chí không dám cam đoan là bản thân anh sẽ không có việc gì. Nghe Tần Lạc nói như vậy, chữ toái toái càng gấp rút khẩn trương. Cô nắm chặt tay Tần Lạc nói, a hát, nguy hiểm như vậy sao? Vậy các người có thể hay không? Không thể. Tần Lạc cắt ngang lời của cô, hắn biết rõ cô đang muốn nói cái gì, nếu như chúng ta chủ động xuất kích lời thì còn có một nửa cơ hội sinh tồn. Nếu như chúng ta cái gì cũng không làm thì sẽ bị bọn hắn hại chết. Bởi vì bọn hắn thật sự vô cùng nguy hiểm, cho nên ta mới nhất định phải chủ động xuất kích. Tần Tung Hoành chết rồi, Violet phu nhân cấu kết với Tần Tung Hoành cũng đã chết thế nhưng phòng thí nghiệm kia không có chết. Bọn hắn lợi hại như vậy nhưng cũng chỉ là quân cờ của phòng thí nghiệm kia thôi, thậm chí. Ngay cả Phó Tổng thống Mỹ Jackson cũng có giao dịch với bọn họ. Điều này cho thấy thực lực của tổ chức này khủng bố tới trình độ nào. Bọn họ là dạng tổ chức gì, bọn họ tồn tại với mục đích gì, căn cứ tư liệu thu hoạch được Tần Lạc cùng với suy đoán của bản thân hắn đại khái đã nghĩ ra một chút. Tuy nhiên tổ chức này tổng bộ đặt ở đâu, người phụ trách là ai? Boss phía sau màn là ai thì những cái này vẫn chưa điều tra ra. Muốn đem Trung Y khuếch trương đến từng ngóc ngách trên thế giới thì nhất định phải diệt trừ cái phòng thí nghiệm Úc này. Hắn đã biết rõ, trước kia xuất hiện tình huống một số thiên tài Trung Y chết đi và nhân tài do hai môn nhất phái phái ra gặp chuyện không may đều có liên quan đến bọn này, thậm chí có thể chính là do bọn họ trực tiếp thực hiện. Hiện tại, việc Tần Lạc cần phải làm là tìm ra bọn hắn sau một mẻ hốt gọn. Chứ toái toái cũng biết không thể thuyết phục được hai người này nên đành lần nữa dặn dò, vậy hai người phải đáp ứng. Vô luận như thế nào đều phải bảo trọng chính mình. Tôi cũng không hy vọng các người có chuyện gì, cái này quá dọa người rồi. Yên tâm đi, Tần Lạc vỗ vỗ tay cô an ủi, trên thế giới này, có rất nhiều người xem ta không vừa mắt. Hắn dừng lại một chút rồi nói, kết quả, bọn hắn đều chết hết rồi. Lăng Tiếu chứng kiến hai người bọn họ nắm tay nhau thì đưa ánh mắt chuyển rời đến chỗ hắn. Lúc Tần Lạc đi vào Long Tức không gặp quân sư và cũng không thấy Ly. Trong lòng hắn cảm thấy có chút tiếc nuối đồng thời cũng thở phào một hơi. Hai nữ nhân này không biết ăn lộn cái gì mà không hẹn đều giới thiệu bạn trai cho nhau, hơn nữa người được giới thiệu đều là mình. Trong lòng Tần Lạc, thời điểm mà lòng hư vinh đạt được vô hạn thỏa mãn thì đầu cũng bắt đầu có chút đau đớn, vấn đề như vậy, hắn phải ứng đối làm sao đây? Sau khi lên tiếng chào hỏi Kiều Mộc, biết Long Vương đi ra ngoài làm việc, hắn trực tiếp đi vào chỗ Phó Phong Tuyết.
Long Vương có thể đi ra ngoài làm việc chứng tỏ thân thể ông ta đã khôi phục không ít. Tần Lạc cũng không cần lo lắng cái gì. Khi Tần Lạc đi vào tiền viện của Phó Phong Tuyết thì thấy Phó Phong Tuyết vẫn nằm trên ghế phơi nắng. Ánh mặt trời ôn hòa như nước chảy tràn qua người hắn, qua mặt hắn khiến cho màu da càng thêm tái nhợt, thoạt nhìn càng thể hiện vẻ bệnh hoạn. Một nữ nhân phong tình vạn chủng ngồi bên cạnh hắn, không nói gì mà chỉ yên lặng ngồi. Thấy Tần Lạc đi đến, nữ nhân này đứng lên vẻ mặt vui vẻ chào hỏi hắn nói, Tần Lạc, cậu đã đến rồi. Ân, tôi đến thăm phó lão. Tần Lạc nhẹ gật đầu, một thời gian ngắn không gặp mà khí sắc của Lạc Sân so với lúc Hoàng Thiên Trọng bị bẻ gãy tứ chi tốt lên nhiều. Gương mặt tinh xảo, đôi mắt ẩn tình, tóc đen mượt như thác nước. Bà ta lại mặc một cái váy hơi chế ngực màu vàng nhạt, thoạt nhìn giống như là một thiếu nữ xinh đẹp mới ngoài đôi mươi vậy. Kỳ quái chính là, mỗi cái giơ tay nhấc chân của bà ta đều gợi cảm 10 phần. Bộ dạng thục nữ thủy mị thỏa thích phóng thích ra. Lần này sao Phong Tuyết lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Lạc Sân có ý trách cứ hỏi. Bà ta và Phó Phong Tuyết là bằng hữu nhiều năm, nay dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với Tần Lạc tức lộ ra giao tình thâm hậu giữa bọn họ mà cũng biểu lộ sự quan tâm đối với Phó Phong Tuyết. Trọng yếu hơn là Tần Lạc đúng là không có biện pháp phản bác nào. Bởi vì đối thủ quá mạnh mẽ, Tần Lạc nói, hắn cũng chỉ đành trả lời như vậy. Ai, các người, những nam nhân này a hát Lạc Sân nhìn Tần Lạc liếc một cái. Mặc dù Tần Lạc là nam nhân từng thấy qua rất nhiều mỹ nhân mà tâm thần cũng không khỏi rung động. Cái nhìn này thật sự là cực kỳ gợi cảm và vũ mị. Bà ta đem biểu lộ của Tần Lạc thu vào trong mắt nói, cả ngày chỉ biết chém chém giết giết. Phong Tuyết niên kỷ cũng không nhỏ nữa, sao không nghỉ ngơi cho khỏe. Tần Lạc cũng không biết trả lời thế nào nữa. Dù sao, đối tượng công kích là Phó Phong Tuyết mà lão đầu tử này đang nằm bên cạnh giả chết đây này. Thấy Tần Lạc không nói lời nào, Lạc Sân cũng đành phải nói sang chuyện khác, hỏi, Phong Tuyết thân thể thế nào? Chỉ bị thoát lực mà thôi, châm cứu thêm mấy lần, nghỉ ngơi thêm một thời gian ngắn nữa thì không sao. Tần Lạc nói, không có gì trở ngại à. Không có việc gì đâu, Tần Lạc nói. Ai, Lạc Sân lần nữa thở dài, y thuật của cậu tốt như vậy, nếu có thể trị liệu cho Thiên Trọng thì nó nhất định có thể đứng lên rồi. Tần Lạc chỉ sợ Lạc Sân nhắc tới đề tài này. Không nói trước kia hắn và Hoàng Thiên Trọng có ân oán. Chỉ riêng một cửa quân sư kia hắn cũng khó qua. Hoàng Thiên Trọng có một bà mẹ xinh đẹp nhưng nếu để cho hắn lựa chọn thì hắn nhất định sẽ không chút do dự đứng về phía quân sư. Quân sư nhiều lần vì hắn xuất sinh nhập tử, Hoàng Thiên Trọng lại nhiều lần muốn làm cho hắn sống không bằng chết, hắn không phải loại nam nhân dễ dàng bị sắc đẹp che kín hai mắt. Thấy Tần Lạc khẩn trương, Lạc Sân cười một tiếng nói, cậu cũng không cần khẩn trương. Tôi hiểu tâm tư của cậu, cũng hiểu cậu có chỗ khó xử. Hôm nay tôi tới đây để tạm biệt Thiên Trượng và Phong Tuyết. Tạm biệt, Tần Lạc hỏi. Ân, tôi chuẩn bị đưa Thiên Trọng đi Tây Nam, Lạc Sân nói. Bên đó có mấy cái bác sĩ cũng không tệ lắm. Đưa nó đi thử vận khí xem sao. Đây là chuyện tốt, Tần Lạc chỉ có thể trả lời như vậy. Lạc Sân cuối cùng vẫn phải đưa ra lựa chọn. Đúng vậy à, Lạc Sân cười khổ, làm việc tốt à. Lạc Sân cầm túi đứng dậy nói, tôi đi về trước. Còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết, chuyện của Phong Tuyết phải nhờ cậu rồi. Cô cứ yên tâm đi, cháu sẽ hết sức, Tần Lạc nói. Trước mặt Lạc Sân hắn phải nói mình nhất định sẽ chữa khỏi cho Phó Phong Tuyết, tóm lại hắn vẫn không có biện pháp đối xử tàn nhẫn với một nữ nhân. Lạc Sân rời ánh mắt đến trên mặt Phó Phong Tuyết, gương mặt của hắn gầy gò tuấn giật, lúc ngủ say lúc lông mi thon dài. Xem giống như một tiểu phiến tử, tóc dài rối tung xõa trên bả vai, tuy mất trật tự mà không mất dã tính. Không thể không nói, đây là một lão soái ca rất có mị lực. Phong Tuyết, tôi đi nha, ông hãy chiếu cố bản thân cho tốt. Lạc Sân ôn nhu nói, hy vọng về sau không có cơ hội gặp lại. Không biết nghĩ đến cái gì mà sắc mặt Lạc Sân ảm đạm, bà ta nhìn Tần Lạc nhẹ gật đầu rồi rời đi. Bà không biết là, nam nhân bên trên ghế nằm sau lưng mở mắt ra như có điều suy nghĩ nhìn theo bóng lưng của bà. Tần Lạc tiễn Lạc Sân xong quay lại thấy Phó Phong Tuyết đã tỉnh, biết rõ lão đầu tử này vừa rồi một mực giả bộ ngủ thì cười trêu ghẹo nói, bằng hữu cũ đi xa, ông cũng không đứng dậy tiễn nữa. Nên đến sẽ đến, nên đi sẽ đi. Tiễn đưa làm cái gì? Phó Phong Tuyết lạnh nhạt nói. Nói cũng đúng, hiện tại đến đi cũng thuận tiện. Tần Lạc gật đầu nói rồi lấy ra cái hộp châm và bắt đầu dùng rượu sát trùng. Bà ấy nói cái gì hy vọng về sau không có cơ hội gặp mặt. Bằng hữu nhiều năm như vậy sao có thể nói là không gặp mặt nữa?
Phó Phong Tuyết lại nhắm mắt lại, trầm mặc không nói. Mãi đến khi Tần Lạc cảm giác mất đi sự kiên nhẫn thì hắn mới chậm rãi nói, không gặp gỡ là tốt nhất. Đến khi gặp lại, chỉ sợ sẽ là địch nhân rồi. Chương 1443, Lang cùng bái ý hợp tâm đầu. Ông và bà ấy, Tần Lạc mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn nghĩ nghĩ một lúc nhưng cuối cùng cũng không có hỏi Phó Phong Tuyết vấn đề vẫn một mực phát ngang trong lòng mà cầm chặt cổ tay Phó Phong Tuyết nói, để tôi bắt mạch cho ông đã. Phó Phong Tuyết không hề động đậy mà tùy ý để Tần Lạc cầm cổ tay hắn. Mạch hư mà trì hoãn, chứng minh thân thể của hắn vẫn đang phi thường yếu ớt bất quá so với lần bắt mạch trước thì thân thể hắn rõ ràng đã tốt hơn không ít. Cái này một phần do Tần Lạc châm cứu và phương thuốc bổ dưỡng, một mặt khác là do Phó Phong Tuyết. Tần Lạc không quá rõ ràng nhưng hắn biết rõ, với một thân võ công của Phó Phong Tuyết thì nhất định phải có phương pháp khôi phục của riêng mình. Tốc độ khôi phục rất nhanh, Tần Lạc vừa cười vừa nói, nằm thêm một tháng nữa là ổn rồi. Bất quá, trong vòng 3 tháng tới tốt nhất là không nên dùng lực, ý tôi nói là dùng lực kiểu như lúc chiến đấu tại Vũ Hóa Phong ấy. Nếu như chuyện này phát sinh lần nữa thì khả năng cả đời này ông không thể đứng lên được nữa. Phó Phong Tuyết lườm mắt nhìn Tần Lạc nhưng không nói gì. Tần Lạc đang chuẩn bị dùng ngân châm châm cứu nhưng thấy hắn muốn nói gì lại thôi thì dừng tay lại hỏi, ông muốn nói cái gì? Hoàng đế đang ở đâu? Nói không chừng hoàng đế đã nhảy núi ngã chết rồi. Tần Lạc nói, tuy nhiên nói xong câu đó chính hắn cũng cảm thấy quá giả dối. Bọn hắn tạm thời dùng lều vải thành dù để nhảy còn thành công. Hoàng đế và nhà ảo thuật sớm có chuẩn bị, với năng lực của bọn hắn làm sao có thể nhảy núi ngã chết được? Nếu như hoàng đế không chết, với tính cách kiêu ngạo tự phụ của mình hắn nhất định sẽ lần nữa đông chinh. Hắn vẫn một mực tự xưng là thiên hạ đệ nhất, lần này lại bị Tần Lạc, được rồi, bị Tần Lạc xuất lĩnh quân cận vệ đánh bại, hắn làm sao có thể cam tâm cho được. Tần Lạc dùng kim đâm vào A Thị Huyệt rồi dùng thái ất thần châm quan âm thủ chậm rãi giúp hắn độ khí đồng thời nói không chừng hắn ngã chết hoặc ngã tàn phế rồi, cũng có khả năng 3 tháng sau hắn mới tới. Lần này ngã nặng như vậy. Hắn cũng cần có thời gian bế môn khôi phục thân thể và trạng thái tâm lý. Lúc đó ông đã hoàn toàn khôi phục rồi, có thể lên sân khấu lần nữa đem hoàng đế đánh bại. Cuối cùng, Tần Lạc vẫn không nỡ buông Phó Phong Tuyết với chiến lực cường hãn này. Thiếu đi hắn và Long Vương, tổ hợp vô địch này. Phó Phong Tuyết và hoàng đế đối kháng tối đa cũng chỉ có thể kiên trì được 3 hoặc 500 chiêu, sau đó vẫn thua mà thôi. Hoàng đế bị cậu đả bại, không cùng tôi có liên quan gì. Phó Phong Tuyết nói, Tần Lạc vui mừng đang muốn khách khí khiêm tốn nói vài câu thì lại nghe ra một tầng ý tứ khác trong đó. Hoàng đế là do mình đả bại, không có liên quan gì đến ông ta, ý nói là, oán có đầu, nợ có chủ. Hoàng đế có đến thì do mình đứng ra ứng phó. Vì vậy, Tần Lạc tranh thủ thời gian nói, Phó Lão, ông quá khiêm tốn rồi. Trong trận chiến Vũ Hóa Phong, ông là chủ lực chiến thắng Hoàng đế. Nếu như không có ông trước đó tiêu hao 80% sức chiến đấu của hoàng đế thì chúng ta cũng không thể chiến thắng được hoàng đế. Tất cả chúng ta đều cho rằng, ông có công lao lớn nhất. Không có ông sẽ không có thắng lợi trận này. Khi đó nhờ ông mà tôi mới có thể một quyền đánh hắn bay ra ngoài, tôi chỉ có vận khí tốt một chút, nhặt được một món lời nhỏ mà thôi. Phó Phong Tuyết mở to mắt nhìn về phía Tần Lạc, ánh mắt thâm thúy mà tang thương hỏi, nếu như hoàng đế lại đến, cậu muốn ngăn cản như thế nào? Cũng như lần trước, Tần Lạc nói, đương nhiên là đi tìm một đám cao thủ đấu với hắn. Lần này hoàng đế thảm bại là do hắn vô cùng cuồng vọng và chủ quan. Phó Phong Tuyết nói, hắn đã nếm thiệt thòi lớn lần thứ nhất thì sao có thể tiếp tục để cho chúng ta thi triển loại xa luân chiến này. Ý ông là hắn sẽ chọn một người một mình chiến đấu. Tần Lạc hỏi, đúng vậy, Phó Phong Tuyết nói. Như vậy ông và sư phụ sẽ không phải là rất nguy hiểm sao? Phó Phong Tuyết lườm Tần Lạc nói, mục tiêu của hắn nhất định sẽ là cậu, vô luận quá trình như thế nào nhưng người cuối cùng đã bại hắn, một quyền kia là của cậu đó. Nói cách khác, hắn sẽ cho rằng cậu là người đánh bại hắn. Bên ngoài cũng sẽ cho rằng như vậy, chỉ có trước tiên đánh bại cậu thì mới có thể rửa sạch sỉ nhục của hắn. Cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến cho hắn khôi phục chiến ý đến trạng thái tốt nhất. Thật là bực bội, Tần Lạc muốn chết. Lạc Sơn đứng trước mặt Hoàng Thiên Trọng vừa cười vừa nói, Thiên Trọng, mẹ đi tìm bác sĩ cho con, chúng ta đi chữa bệnh thôi. Hoàng Thiên Trọng không đáp lại, thậm chí là trên mặt không có một tia biểu lộ nào, giống như một kẻ ngu ngốc vậy nằm yên tại chỗ không nhúc nhích. Lạc Sơn nhẹ nhàng thở dài,
Từ khi con bà bị cắt đứt tứ chi về sau, số lần thở dài của bà ta lại càng nhiều. Tuy bề ngoài của bà thoạt nhìn vẫn xinh đẹp lắm nhưng chính bà rất rõ ràng, mình thật sự già rồi. Trước kia, bà ta ký thác kỳ vọng vào con trai còn hiện tại, bà chỉ có hy vọng. Hy vọng hắn có thể đứng lên được như người bình thường mà thôi. Như thế mà thôi. Bà già rồi, không có biện pháp chiếu cố cho con mình cả đời được. Đây là lần cuối cùng. Giúp hắn được lần này còn về sau hắn phải tự đi con đường của mình rồi. Bà phất tay, bốn gã đại hán áo đen sau lưng lập tức tiến lên, hai người nhấc đầu, hai người nhấc chân, cẩn thận từng ly từng tí đưa Hoàng Thiên Trọng truyền ra một cái xe đẩy. Hoàng Thiên Trọng vẫn đang nhắm chặt hai mắt, như thể đã chết mặc cho người ta giày vò vậy. Lạc Sơn quay sang nhìn thoáng qua cửa tiểu viện đóng chặt của Long Vương cắn răng, nói, đi thôi. Nói xong liền quay người nhanh hướng đi ra phía ngoài. Tại góc độ không ai chứng kiến bà vụng trộm lau hốc mắt đỏ bừng ướt át. Lúc còn trẻ cuồng vọng, lúc xinh đẹp thanh xuân, bọn họ uống rượu chè chén say sưa, còn có tình yêu và hữu nghị. Bọn họ đã nói cả đời làm người yêu, cả đời làm bằng hữu. Nhưng thời gian trôi đi, lời thề đã nhạt nhòa. Quá khứ đủ loại, nhất đao lưỡng đoạn. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, gặp lại sao đã thành địch nhân. Xe đỗ bên ngoài là một cái xe tải. Đủ có thể đem cả cái ghế nằm chuyển lên. Mấy tên đại hán hơi chút dùng lực, Hoàng Thiên Trọng đã được nhấc lên. Lạc Sơn ngồi vào ghế phụ rồi xe tải khởi động rời đi. Ra khỏi cửa Long Tức, lúc sắp đi qua Bảo An Đình, Hoàng Thiên Trọng vốn vẫn một mực bảo trì trầm mặc lại hô, dừng xe lại. Dừng xe, Lạc Sơn như đã rõ ý tứ con trai nên lập tức lên tiếng phân phó nói. Lái xe dừng xe lại, Hoàng Thiên Trọng cố gắng ngẩng cổ. Đây là một trong những bộ phận mà hắn còn có thể nhúc nhích được. Nhìn xuyên qua cửa sổ xe, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa Long Tức không có bảng hiệu kia. Ước mơ, hy vọng, hối hận, tiếc nuối, quyết tuyệt và còn có cả cứu hận nữa. Nét mặt hắn dữ tợn, đồng tử như sung huyết. Thật lâu, đi thôi, hắn nói. Lái xe đi thôi, Lạc Sơn cũng thu hồi ánh mắt, nói. Xe lần nữa khởi động. Hai gã cảnh vệ thân thể thẳng tắp cúi đầu chào. Khi xe dừng lại lần nữa thì đã đến một cái sân rộng trong một tòa nhà yên tĩnh. Xe tải mới vừa dừng lại thì một đám người liền tới đón. Trong đám đó có một nam nhân tuổi còn trẻ anh Tuấn đi tới giúp Lạc Sơn mở cửa xe rồi khẽ cười nói, phu nhân, hoan nghênh cô tới nhà làm khách. Cảm ơn Dương thiếu gia, Lạc Sơn mỉm cười nói. Phu nhân quá khách khí rồi, nếu như không ngại thì cô cứ gọi cháu là Dương Phụ. Cháu còn nhỏ hơn Thiên Trọng đại ca mấy tuổi, cô là trưởng bối của cháu. Nam nhân đeo kính nhã nhặn nói. Tốt, vậy cô gọi cháu là Dương Phụ nhé. Như vậy thân thiết hơn. Lạc Sơn xinh đẹp cười nói. Chứng kiến dáng người động lòng của Lạc Sơn, trong mắt Dương Phụ dục quang lóe lên rồi biến mất. Hắn quay người phân phó quản gia sau lưng nói, đưa Thiên Trọng đại ca lên. Động tác nhẹ nhàng một chút. Dạ thiếu gia, trung niên quản gia xung phong lên trước. Hắn mang theo mấy người đi lên phía xe tải bê cái ghế có Hoàng Thiên Trọng nằm bên trên xuống. Dương Phụ đi đến trước mặt Hoàng Thiên Trọng dùng vẻ mặt hòa ái chân thành cười cười nói, Thiên Trọng đại ca, ngưỡng mộ đã lâu. Rốt cục đã có cơ hội hảo hảo tâm sự rồi. Ngưỡng mộ một tên phế nhân ư. Hoàng Thiên Trọng lạnh lùng nhìn Dương Phụ chằm chằm, đối với việc hắn nịnh nọt cũng không lĩnh tình. Lạc Sơn tranh thủ thời gian hòa giải, vừa cười vừa nói, Dương Phụ, tâm tình Thiên Trọng không tốt lắm. Nếu nó nói chuyện có chỗ nào không đúng, cháu thông cảm. Phu nhân, cháu có thể hiểu, không có gì đáng ngại đâu. Dương Phụ mỉm cười an ủi nói với Lạc Sơn. Hắn xoay người nhìn về phía Hoàng Thiên Trọng, nói, phế nhân sao? Tôi không cho là như vậy. Tôi biết rõ Hoàng Thiên Trọng là Yến Kinh Thái tử tiếng tăm lừng lẫy, là người hữu dũng hữu mưu, dũng cảm có chí khí, ai cũng khâm phục kính yêu. Còn hiện tại, cũng chỉ là mất đi một số phận trên cơ thể mà thôi. Dương Phụ nhìn Hoàng Thiên Trọng chằm chằm nói, nhân sinh nào mà chỉ có thuận buồm xuôi gió. Một chút gian nan này tính toán làm cái gì? Ai chửi chúng ta liền mắng hắn, ai bẻ gãy tay chân của chúng ta bẻ gãy lại. Chương 1444, người xấu đến. Nghe Dương Phụ nói, Lạc Sơn tí nữa không nhịn được cười thành tiếng. Hoàng Thiên Trọng là do Phó Phong Tuyết cho đánh cho tàn phế tứ chi đấy, chẳng lẽ các ngươi muốn đánh lão? Bất quá. Bà minh bạch Dương Phụ nói như vậy là để động viên con mình nên trong lòng cũng cảm động và ủng hộ mà nói, Dương Phụ nói rất đúng. Hai đứa tuổi còn trẻ, thời gian chính là vốn liếng lớn nhất,
Ngã xuống rồi cũng không đáng sợ, ngã rồi có thể đứng lên, đây mới là chuyện một nam nhân thành thục phải làm. Nói xong bà quay sang nhìn Dương Phụ hỏi, bác sĩ tới chưa? Đã đến rồi, Dương Phụ gật đầu nói, người này là bác sĩ chỉnh hình cao cấp nhất tại Viện Y học Magdeburg của Đức. Trong lĩnh vực chỉnh hình bọn họ rất nổi tiếng nên cháu tin tưởng bọn họ nhất định sẽ có biện pháp chữa trị cho Thiên Trọng đại ca. Lạc Sân cao hứng nói, vậy thì tốt quá. Dương Phụ, cảm ơn cháu. Cô không cần khách khí. Dương Phụ khiêm tốn nói, để cháu sai quản gia chuẩn bị phòng nghỉ cho Thiên Trọng đại ca. Thúc thúc chốc lát nữa sẽ về, có thể có chút việc muốn trao đổi với phu nhân. Không sao, cô sẽ ngồi ở thư phòng đợi Dương chủ nhiệm. Lạc Sân vừa cười vừa nói. Tốt, cháu đưa Thiên Trọng đại ca đi nghỉ sau đó đến mời cô uống trà. Dương Phụ nói. Cảm ơn, Lạc Sân nhẹ gật đầu. Dương Phụ từ trong xe Audi chui ra, gã quản gia lập tức chạy đến thuần thục tiếp nhận cặp công văn trong tay gã thư ký đồng thời nịnh nọt nói. Nhị gia, Lạc phu nhân và thiếu gia đang ở trong thư phòng uống trà đợi ngài. Dương Phụ gật đầu rồi trực tiếp đi về hướng thư phòng. Cửa thư phòng đang mở, còn chưa tới gần đã có tiếng nam nhân và nữ nhân nói đùa vọng ra. Nam nhân cười cởi mở, nữ nhân cười phối hợp, một bức tranh khách và chủ tận hoan hiện ra. Dương Phủ khóe miệng cười vui vẻ nên cố ý đi nhanh hơn. Hắn vừa xuất hiện tại cửa ra vào, Lạc Sân và Dương Phụ đều đứng lên nghênh đón. Ngồi đi, Dương Phủ mời nói, Lạc phu nhân ở xa tới là khách. Sao lại để cô đứng lên đón tôi chứ? Làm vậy khiến người ta cười cho. Chuyện của Thiên Trọng còn phải làm phiền Dương chủ nhiệm và Dương Phụ, trong lòng Lạc Sân đầy cảm kích. Đứng lên nghênh đón một chút có là gì đâu chứ, Lạc Sân thành thạo ứng phó nói. Năm đó tại Yến Kinh bà ta chính đệ nhất mỹ nữ nên biết rõ phải đối xử như thế nào với nam nhân. Rõ hơn chính là phải đối xử như thế nào đối với những nam nhân có ý đồ với mình. Ai, đó là việc nhỏ. Dương Phủ khoát tay nói, Dương Phủ đã nói với tôi chuyện này rồi, tao ngộ của Thiên Trọng cũng khiến tôi rất đau lòng, vô luận như thế nào. Bình Minh và bọn hắn cũng là anh em kết nghĩa, nay lại đối đãi như vậy thật sự là làm cho lòng người lạnh giá a. Lạc Sân biết rõ bọn hắn chuẩn bị nói vào chính đề, hơn nữa bà lại không thể không tiếp lời hắn mà nói tiếp. Người ta là một ngoại nhân đang giúp ngươi bênh vực kẻ yếu, ngươi là người trong cuộc lại không thèm để ý chút nào sao, như vậy là không có tinh thần hợp tác rồi. Nói lại cũng đau lòng, Lạc Sân vẻ mặt buồn bã nói, Bình Minh đi sớm để lại cô nhi quả mẫu chúng ta gian nan mà sống qua ngày. Nếu được bình an tôi cũng thấy thỏa mãn rồi, không ngờ Thiên Trọng lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Lúc nói lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn mê người của bà giàn giụa nước mắt, rất là thảm thiết. Đúng vậy, Dương Phủ rút khăn tay đưa tới quan tâm nói, Lạc phu nhân không nên quá đau buồn. Việc này nhất định có thể giải quyết ổn thỏa mà. Lạc phu nhân và Thiên Trọng đã đến Dương gia chúng ta làm khách, Dương gia chúng ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ được, chỉ cần có cơ hội chúng ta nhất định sẽ giúp phu nhân và Thiên Trọng đòi lại công đạo. Cảm ơn Dương chủ nhiệm, Lạc Sân giả bộ như rất cảm kích nói. Không cần khách khí, Dương Phủ vừa cười vừa nói, việc cấp bách lúc này chữa bệnh cho Thiên Trọng. Thiên Trọng bị bệnh thời gian dài như vậy rồi, hiện tại không thể tiếp tục chậm trễ nữa, tôi nghe Dương Phủ nói hắn đã mời được chuyên gia chỉnh hình ở Đức đến phải không? Đúng vậy, thúc thúc, Dương Phủ vừa cười vừa nói, cháu đã dùng danh nghĩa thúc thúc đưa ra lời mời, bằng không thì bọn hắn sẽ không cho cái mặt mũi này. Thật sự là đã làm phiền Dương chủ nhiệm rồi. Lạc Sân kịp thời tiếp lời nói nhưng Dương Phủ chỉ cười cười không lên tiếng. Không chỉ mời chuyên gia chỉnh hình từ Đức mà còn có hai vị chuyên gia nữa của Mỹ cũng sẽ tới đây. Các chuyên gia quốc tế này sẽ tạo thành một tiểu tổ chuyên môn chữa trị cho Thiên Trọng đại ca. Dương Phủ tự nhiên sẽ không che giấu chiến công của mình, hắn thừa cơ hội này đem những gì hắn làm cho Hoàng Thiên Trọng và Lạc Sân nói ra. Lạc Sân đứng dậy nhìn Dương Phủ cúi người chào thật sâu, nói, đại ân đại đức này không thể hồi báo. Chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa hoàn lại thôi. Dương Phụ cười tủm tim nhìn Lạc Sân, nói, lấy đâu ra kiếp sau chứ? Lạc phu nhân. Dương Phụ thấp giọng nói, cháu đi ra ngoài đi, chú có chuyện cần nói với Lạc phu nhân. Dương Phụ thấy thúc thúc có chút tức giận thì vội câm miệng lui ra ngoài. Dương Phụ nhìn Lạc Sân vẻ mặt áy náy nói, Lạc phu nhân, tiểu hài tử nói chuyện không biết nặng nhẹ, xin bà đừng để ở trong lòng. Sao lại như vậy được? Lạc Sân buồn bã cười nói, tôi chính là một nữ nhân số khổ, đâu dám so đo nhiều như vậy. Hơn nữa, Dương Phụ cũng đúng là đã toàn tâm hỗ trợ tôi tìm người trị liệu cho Thiên Trọng, trong lòng tôi chỉ có cảm kích thôi.
Dương Phủ nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nhìn Lạc Sân nói, có câu nói thế này. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tôi biết rõ chuyện của Lạc phu nhân, vừa rồi Dương gia chúng ta cùng bọn hắn cũng có một số xung đột, tôi nghĩ, tại rất nhiều chuyện chúng ta có chung mục tiêu đó. Đúng vậy, Lạc Sân gật đầu nói, tôi hiểu ý của Dương chủ nhiệm. Lạc phu nhân không chỉ là Yến Kinh đệ nhất mỹ nhân mà còn là người thông minh đệ nhất. Dương Phủ vừa cười vừa nói, những ngày tới, tôi sẽ biểu hiện thành ý của chúng ta với Lạc phu nhân. Dương chủ nhiệm, ông có gì cần hỗ trợ xin cứ nói. Lạc Sân vừa cười vừa nói, tuy Bình Minh đã đi rồi nhưng vẫn còn có bằng hữu mà. Ha ha, Lạc phu nhân hôm nay mệt rồi, bà cứ về phòng nghỉ ngơi đi, cứ coi đây như nhà mình vậy, ngàn vạn lần không nên khách khí, cần cái gì cứ trực tiếp phân phó cho người hầu là được rồi, tôi đã dặn dò qua rồi, bọn hắn không dám lãnh đạm đâu. Lạc Sân lần nữa cúi người cảm tạ nói, cảm ơn Dương chủ nhiệm đã cẩn thận an bài. Đợi lúc Lạc Sân rời đi, Dương Phụ lại đẩy cửa tiến vào. Hắn cười hì hì ngồi xuống trước mặt Dương Phủ nói, thúc thúc, cứ như vậy buông tha sao? Dương Phủ mặt không biểu tình trừng mắt liếc hắn một cái nói, muốn ăn cũng không dễ đâu. Hắc, sao chứ, hai mẹ con nhà đó ngoại trừ trông cậy vào Dương gia chúng ta ra thì dựa vào đâu nữa chứ? Mày quá coi thường nữ nhân này rồi. Dương Phủ nói, mày có biết bao nhiêu người từng ngấp nghé vị Yến Kinh đệ nhất mỹ nữ này không? Vì sao cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào đắc thủ? Chẳng lẽ sau lưng bà ta còn có người ủng hộ? Có người ủng hộ hay không thì tao cũng không rõ ràng lắm. Dương Phủ nói nhưng thủ đoạn của bà ta thì nhất định không thể khinh thường. Nếu như mày cho rằng hai mẹ con nhà đó là mẫu tử chán nản thì 10 phần sai lầm rồi. Đã minh bạch, Dương Phủ thụ giáo nói, thúc thúc, bây giờ chúng ta phải làm gì? Tìm người toàn lực chữa trị cho Hoàng Thiên Trọng. Dương Phủ nói suy bụng ta ra bụng người. Ta muốn bà ấy xuất ra cái giá tương ứng để hoàn lại ân tình của chúng ta. Hắc hắc, vẫn là thúc thúc cao minh. Dương Phụ vừa cười vừa nói, cháu biết phải làm sao rồi. Bất quá, Dương Phụ trở nên âm trầm thấp giọng nói, chỉ có thể chữa trị cho xấu đi không thể chữa cho tốt. Thúc thúc, Dương Phụ kinh ngạc nhìn Dương Phụ nói. Đi ra ngoài đi, Dương Phụ liền hạ lệnh đuổi khách, hắn cũng không có ý giải thích, người trẻ tuổi vẫn cần tự động não nhiều hơn mới được. Dương Phụ vẻ mặt mê mang đi ra khỏi thư phòng. Mấy ngày nay bối bối rất vui vẻ vì mẹ đã về mà ba Tần Lạc cũng không phải xuất ngoại làm việc mà thường xuyên ở nhà cùng nó. Cho nên mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ giống như là Tết âm lịch vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp cười hì hì suốt ngày. Bởi vì Tần Lam muốn khai thác thị trường Yến Kinh nên Lâm Hoán Khê đưa cô đi Trung Y Công Hội một chuyến cũng như giúp cô ký không ít hợp đồng với Trung Y Công Hội. Bởi vì cho Tần Lạc và Lâm Hoán Khê mặt mũi nên trên bàn cơm hai bên đã đạt thành hợp đồng miệng với giá trị ước chừng 200 triệu tệ. Đã có cơ sở này, cho dù cô đem tất cả nghiệp vụ trọng tâm chuyển tới Yến Kinh cũng không có vấn đề gì. Tần Lam biết rõ Tần Lạc có nhiều quan hệ tại Yến Kinh nhưng không nghĩ tới chỉ cần Lâm Hoán Khê ra mặt đã giúp cô có được thành quả lớn như vậy. Chuyện làm ăn xong xuôi rồi, việc còn lại chi là toàn tâm toàn ý làm bạn với nữ nhi của mình rồi. Lúc Tần Lạc và bối bối đang chơi trò chơi thì chị Lý bước nhanh vào nói, Tần tiên sinh, có một vị tiên sinh họ Chiến đang ở cửa ra vào, nói là muốn tới bái phỏng cậu. Họ Chiến. Người họ Chiến Tần Lạc quen cũng chỉ có Chiến Hiệp Ca thôi. Nghe nói ông ta tới bái phỏng, hắn bảo chị Lý nói, mời ông ta vào đi. Tốt, chị Lý đáp ứng một tiếng rồi bước nhanh đi ra ngoài. Tần Lạc ôm bối bối đứng lên nói, đi, chúng ta đi đón khách nhân. Bối bối tựa vào ngực Tần Lạc khi thấy Chiến Hiệp Ca đi vào trong sân thì kinh hô một tiếng rồi nhảy xuống lạch bạch chạy lên lầu, vừa chạy vừa hô, người xấu đã đến. Chương 1445, anh là địch nhân hay là bằng hữu? Từ khi bối bối ở trên ban công nhìn lén Chiến Hiệp Ca bị hắn trừng mắt liếc một cái, cô bé nhớ hắn mãi không quên, một mực kiên trì cho Chiến Hiệp Ca là người xấu. Thấy cảnh cô bé chạy trốn lên cầu thang, hai cái bím tóc nhỏ đong đưa, chạy trốn chối chết, bộ dáng thật sự buồn cười. Đến lúc hắn đi xuống bậc thang đón khách vẻ mặt vẫn vui sướng khiến Chiến Hiệp Ca nhìn thấy hỏi, Tần huynh đệ vì sao cười vui vẻ như thế? Chẳng lẽ trong nhà có việc vui gì? Có khách ở xa tới cũng là một việc vui. Tần Lạc vừa cười vừa nói, Chiến huynh, mời vào phòng. Ác khách đến thăm, Tần huynh đệ không cự tuyệt là tôi thấy rất cảm kích rồi. Chiến Hiệp Ca khiêm tốn nói, trong lòng hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng lời của Tần Lạc. Hai người ở phòng khách phân chủ khách ngồi xuống, chị Lý đưa trà thơm lên liền lui ra ngoài.
Chiến hiệp ca cúi đầu uống trà mà Tần Lạc cũng không nói gì. Hắn cũng không thể tự nhiên lên tiếng hỏi khách đến nhà mình có chuyện gì. Nếu đối phương nói tôi chỉ muốn thăm cậu một chút thì sao? Cũng may chiến hiệp ca xuất thân quân nhân, cũng không phải là một người kiên nhẫn. Sau khi uống mấy ngụm trà hắn chủ động mở miệng nói, việc lần trước Tần huynh đệ cân nhắc xem thế nào. Xin Tần huynh đệ hiểu cho tôi, so bác sĩ người bệnh luôn sốt ruột hơn một ít. Tôi hiểu mà, Tần Lạc nhìn ngực hắn nói, lần trước tôi đã nói rồi. Việc giải phẫu có chút nguy hiểm nhưng không phải là không thể làm được. Chiến hiệp ca cười to nói, không dối gạt Tần huynh đệ, vốn tôi đã hết hy vọng rồi nhưng sau khi nghe Tần huynh nói thì trong lòng lại có hy vọng. Lúc hết hy vọng thì cảm thấy thời gian cứ như vậy trôi qua, cũng không có cái gì là không thể, thế nhưng một khi trong lòng đã có hy vọng thì lại cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Nguy hiểm sợ cái gì? Người sống trên đời sao có cái gì không có nguy hiểm? Chiến hiệp ca vẻ mặt thành thật nhìn Tần Lạc nói, nếu như Tần huynh đệ nguyện ý viện thủ. Chiến mỗ vô cùng cảm kích, sinh tử do mệnh, hết thảy nguy hiểm đều tự gánh chịu. Tần Lạc bưng chén trà lên trầm ngâm không nói gì. Chiến hiệp ca kiên nhẫn chờ đợi vài phút rồi nói tiếp, nếu Tần huynh đệ cảm thấy khó xử thì coi như hiệp ca này chưa có tới đây. Mấy ngày nay tôi không bận, cũng không phải là không thể làm giải phẫu. Tần Lạc vừa cười vừa nói, nhưng có một vấn đề mà tôi vẫn không rõ. Vấn đề gì? Đôi mắt ưng của chiến hiệp ca dưới đôi mày rậm không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Tần Lạc lên tiếng hỏi. Tần Lạc hai cánh tay nhẹ nhàng xoay tròn chén trà giống như đang chơi một trò chơi rất thú vị vậy. Khóe miệng hắn cười vui vẻ, dùng giọng điệu vui đùa nói, tôi và chiến huynh vốn không quen biết, vì sao chiến huynh lại một mực tận lực tiếp cận tôi. Cái này ư, chiến hiệp ca sửng sốt một chút rồi cười nói, tôi đúng là không để ý tới cái này. Có thể nói là tôi thấy có hy vọng mà biểu hiện vô cùng sốt ruột. Tôi hỏi lại một vấn đề cuối cùng, Tần Lạc trên mặt vẫn đang bảo trì vẻ mỉm cười nhưng ánh mắt lại trở nên phi thường chăm chú nhìn chằm chằm vào hai má chiến hiệp ca. Chú ý đến biến hóa trên nét mặt của hắn nói, chiến huynh là địch hay là bạn? Chiến hiệp ca nhíu mày nói, sao Tần huynh đệ lại hỏi câu này? Bởi vì tôi nghĩ mãi mà không ra. Tần Lạc nói, tục ngữ có câu, thầy thuốc có tấm lòng của cha mẹ. Bác sĩ không thể từ chối quyền lợi của bệnh nhân nhưng nếu bác sĩ trị liệu tốt cho người bệnh rồi, người bệnh lại giết chết bác sĩ thì đây không phải là câu chuyện Đồng Quách tiên sinh và sói sao? Tôi là bác sĩ mà không phải là Đồng Quách tiên sinh. Tần Lạc nhún nhún vai cười nói, mặc dù nói thẳng ra thì có chút bất lịch sự nhưng chiến huynh là quân nhân thì cần phải minh bạch, giờ khắc này chúng ta tốt nhất là nên nói rõ với nhau. Tôi vốn cho rằng chúng ta cần thêm một ít thời gian nữa để khảo sát tình hữu nghị giữa chúng ta nhưng chiến huynh đệ lại có chút sốt ruột. Cho nên, tôi đành hỏi thẳng anh vấn đề này, anh là đối thủ của tôi, hay là bằng hữu của tôi? Chiến hiệp ca trầm mặc. Hắn lần thứ nhất phát hiện ra mình có loại cảm giác bó tay nhưng không phải do thân thủ đối phương vô cùng cường đại mà bởi vì ngôn từ của đối phương vô cùng sắc bén. Trước kia hắn vẫn một mực rất xem thường những gia hỏa miệng lưỡi lưu loát. Trên đường đi, hắn đã nghĩ tới vô số loại chuyện mà hắn và Tần Lạc có thể nói đến nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến hắn lại thẳng thắn hỏi vấn đề này. Nếu như là một người bình thường, sau khi nghe xong vấn đề này sẽ dùng vẻ mặt thành khẩn nói tôi là bằng hữu của anh. Hy vọng anh có thể cho tôi vinh hạnh này. Đúng ra hắn cũng đã nghĩ tới đáp án như vậy thế nhưng lời nói lên đến miệng thì lại không thể nào nói ra được. Hắn là quân nhân chứ không phải là diễn viên. Thấy biểu hiện của chiến hiệp ca, hai mắt Tần Lạc sáng ngời, vẻ cười trên khóe miệng lại càng đậm đặc. Như thế nào, chiến huynh vẫn chưa nghĩ kỹ sao? Tần Lạc dám dùng vinh dự của bản thân cam đoan, hắn nói những lời này thật sự không có ý mỉa mai. Cảm ơn Tần huynh đệ đã cho uống trà ngon. Chiến hiệp ca nói xong liền đặt chén trà xuống, chậm chạp từ ghế sofa đứng dậy sau đó một mạch bước ra ngoài. Động tác của hắn phi thường cứng ngắc, nhưng bóng lưng của hắn lại dị thường cao lớn. Thấy vậy Tần Lạc chỉ híp mắt cười mà không đứng dậy đưa tiễn. Đợi đến lúc tiếng ô tô của chiến hiệp ca vang lên. Tần Lam mới từ trên lầu đi xuống ngồi cạnh Tần Lạc. Người xấu đi rồi hả? Tần Lam cười hỏi, hiển nhiên, bối bối đã tố cáo với mẹ nó. Người xấu này không xấu lắm, Tần Lạc nói. Có gì bí ẩn à? Tần Lam hỏi. Không rõ lắm, Tần Lạc lắc đầu nói. Đây mới là vấn đề khiến cho hắn không an tâm nhất. Hắn đã thay đổi không ít lực lượng đi thăm dò tư liệu về chiến hiệp ca, kết quả là những gì bọn hắn đã phát hiện ra đều không khác gì nhau, tuy nhiên càng như vậy lại càng chứng minh trong chuyện này có ẩn giấu cái gì đó. Ẩn giấu cái gì nhỉ?
Tần Lạc có chút đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn thật sự không thích chơi trò đoán câu đố. Mệt mỏi quá à, Tần Lam thấy động tác của Tần Lạc thì vừa cười vừa nói, để tôi giúp anh xoa bóp. Hơi bị chuyên nghiệp đó nha. Nói xong liền đứng dậy đi đến sau lưng Tần Lạc cúi người xuống nhẹ nhàng mát xa đầu Tần Lạc. Tần Lạc thoải mái nhắm mắt lại, hít hương thơm tự nhiên nồng đậm tỏa ra từ thân thể nữ nhân. Loảng xoảng. Cánh cửa gian phòng bị người ta đá văng ra rồi một cô gái xinh đẹp thở phì phì xông vào nhìn nam nhân đang ngồi nhập thần trong góc nhà quát to, Hà Dược Nhân, anh điên rồi à? Sao anh có thể làm như vậy? Anh có biết anh đã lãng phí cơ hội quý giá cỡ nào không? Anh đã làm cho kế hoạch của chúng ta thất bại rồi, về sau chúng ta rất khó có cơ hội nào tốt để tiếp cận hắn nữa. Nam nhân ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, chỉ một cái nhưng lại làm cho nữ nhân kia tinh thần lạnh giá. Cái mồm đang há ra nói lời trách cứ thoáng dừng lại, lưỡi giống như là bị một lưỡi dao sắc bén chặt đứt vậy. Đó là một loại ánh mắt sát phạt, một loại ánh mắt quyết tuyệt. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể tùy thời đem người sống trước mặt này biến thành người chết. Hà Chí Tuệ thoáng cái trở nên tỉnh táo, cô ta kém chút nữa là quên mất chức nghiệp của nam nhân này. Cô ta đứng tại chỗ khôi phục tâm tình, vẻ tức giận lập tức biến thành bộ dáng làm nũng oán trách và hờn dỗi. Cô ta nhẹ nhàng đi đến trước mặt nam nhân duỗi bàn tay nhỏ bé trắng nõn như hành tây nắm chặt cánh tay trắng kiện của chiến hiệp ca nói, anh, sao anh lại dùng ánh mắt này nhìn em? Làm em sợ muốn chết, giống như anh muốn ăn tươi nuốt sống em vậy, chẳng lẽ anh không còn muốn nhận cô em này nữa hả? Vô luận tao là người như thế nào, mày cũng nên tôn trọng tao. Chiến hiệp ca oang oang nói. Được rồi, Hà Chí Tuệ liên tục gật đầu nói. Mới vừa rồi là do em quá sốt ruột cho nên mới nói năng lỗ mãng. Hiện tại cho cô em đáng thương này xin lỗi anh được không? Anh làm ca ca đại nhân đại lượng, tha cho muội muội đi a. Ca ca chẳng phải chỉ cần nhường muội muội một chút thôi sao? Chiến hiệp ca không nói gì nhưng ánh mắt lạnh như băng kia trở nên ôn hòa hơn một chút. Hà Chí Tuệ rất giỏi nhìn mặt mà nói chuyện nên biết rõ chiến hiệp ca đã hết tức giận, lúc này mới đánh bạo nói, ca ca, sao anh lại đần như thế chứ? Hắn hỏi anh là địch hay là bạn thì anh cử trả lời là bằng hữu đi. Chỉ cần lấy được tín nhiệm của hắn, lại để hắn giúp anh chữa bệnh chúng ta mới có cơ hội tiếp cận và ăn trộm phương thuốc của hắn. Một cơ hội nhất cử lưỡng tiện như vậy mà anh lãng phí mất rồi. Đây không phải là khiến cho người ta tức chết đi được. Cũng vì chuyện này mà hắn nhất định sẽ sinh ra hoài nghi đối với anh, về sau anh muốn tiếp cận hẳn còn khó khăn hơn nhiều. Anh nói không dối nên lời. Chiến hiệp ca nói. Ai? Không phải chỉ là một câu nói hay sao? Hà Chí Tuệ thật sự là khó có thể hiểu được đầu óc của nam nhân này. Chuyện đơn giản như vậy mà cũng làm hỏng, anh đem nội dung câu chuyện kể lại một lần nữa xem sao. Anh đã kể rồi, chiến hiệp ca nói, hắn hỏi anh vấn đề này chứng tỏ đối với anh hắn đã có lòng nghi ngờ, có lẽ, cho dù anh không trả lời thì trong lòng hắn kỳ thật đã có đáp án rồi. Hà Chí Tuệ nhíu mày nói, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Anh cũng không biết làm sao bây giờ. Chiến hiệp ca nói, về sau, những chuyện như thế này đừng có tìm anh nữa. Anh chỉ biết giết người mà không biết diễn trò. Chương 1446, chỉ số thông minh không đủ dùng. Tao chỉ biết giết người mà không biết diễn trò. Đây là một chiến sĩ chiến hiệp ca tự phụ, cũng là một gã thiết huyết chiến sĩ kiêu ngạo. Mặc dù hiện tại hắn đã xuất ngũ, vì người nhà. Vì muội muội đi làm một số chuyện vi phạm đạo nghĩa và lương tâm nhưng có một số việc hắn vẫn làm không được. Bằng hữu là bằng hữu, địch nhân là địch nhân, bọn họ là hai khái niệm mâu thuẫn nhau, hắn không có biện pháp đem bọn họ hợp lại làm một. Nghe chiến hiệp ca nói xong, Hà Chí Tuệ không chỉ không tức giận, ngược lại hai mắt sáng ngời nói, ca, anh thật sự nghĩ như vậy. Chiến hiệp ca lườm Hà Chí Tuệ nhíu mày nói, bọn mày muốn tao đi giết hắn hả? Vì sao không thể giết hắn? Hà Chí Tuệ cười hỏi, ca, em điều tra qua chuyện của Tần Gia Công. Ông Tần Lạc là Tần Tranh tuy thanh danh hiển hách nhưng bởi vì đi đứng bất tiện nên nhiều năm cũng không ra ngoài hoạt động. Phụ thân của hắn là một thương nhân hoàn toàn không hiểu gì về y thuật nên em hoài nghi hắn căn bản là không biết về sự thật của phương thuốc kia. Vốn Tần Lạc còn có một vị ca ca là cháu nuôi do Tần Lão gia tử thu nhận nhưng hiện tại cũng đã chết rồi. Tần Gia hiện tại cũng chỉ còn lại có Tần Lạc một cây độc đinh. Nếu như hắn chết đi, chúng ta lại lấy được phương thuốc thì lực cản sẽ giảm đi nhiều. Mọi việc giải quyết cũng dễ hơn. Mặc dù trí tuệ của vị ca ca chiến hiệp ca này không cao nhưng cô ta vẫn giấu giếm hắn vài điểm, không nói về nguyên nhân cái chết của Tần Minh. Qua đó có thể thấy được,
tâm cơ của nữ nhân này thâm trầm đến tình trạng nào. Lại nói, hắn nhất định phải chết, Hà Chí Tuệ vẻ mặt ngọt ngào tươi. Cười nhưng lời nói lại âm độc vô cùng, nếu như hắn không chết thì cho dù chúng ta có lấy trộm được phương thuốc cũng không có biện pháp sử dụng. Vì sao? Chiến Hiệp Ca hỏi. Bởi vì hắn quá mạnh mẽ, Hà Chí Tuệ cắn răng nói. Cường thế. Đúng vậy, Hà Chí Tuệ gật đầu, anh chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Về Yến Kinh Tam Kiệt, tại Yến Kinh có truyền lưu một câu cửa miệng như thế này, phá cục không phá cục, tung hoành không tung hoành, hương suất ngược lại là rất hương suất. Tuy những lời này có chút vui đùa nhưng có một thời gian ngắn, hắn xác thực đã đem danh tiếng của Bạch Phá Cục và Tần Tung Hoành đè xuống dưới. Đặc biệt sau khi hắn từ Hàn Quốc trở về, danh tiếng nhất thời có 102, quả thực là thần tượng của toàn dân. Trong tay hắn lại khống chế rất nhiều tài nguyên. Hắn là ông chủ thực sự của Khuynh Thành Quốc tế, hắn là sáng lập Viện Trung Y Công Hội cũng là người nắm cổ phần khống chế tại đó. Hắn và một trong Yến Kinh Tam Kiệt là Văn Nhân Mục Nguyệt, trưởng môn nhân Văn Nhân gia tộc. Có quan hệ mật thiết, hắn và cháu gái phó chủ tịch Vương Nê Hầu là Vương Cửu Cửu có quan hệ tình cảm. Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Công Dân coi hắn như cháu trai. Như vậy cho dù chúng ta có lấy được phương thuốc thì như thế nào? Chỉ cần chúng ta lộ ra thì sẽ phải nghênh đón đòn trả thù của hắn như mưa to gió lớn vậy. Hà gia chúng ta chịu không thấu đâu. Hà Chí Tuệ thò tay cầm chặt tay Chiến Hiệp Ca nói, ca, vì Hà gia, vì em, hắn phải chết. Thơ ủy Chiến Hiệp Ca trầm mặc không nói gì, Hà Chí Tuệ trong lòng gấp gáp nói, nếu như hắn không chết thì chúng ta nhất định phải chết. Yết hầu Chiến Hiệp Ca nhúc nhích muốn nói cái gì nhưng lại không nói được. Thấy muội muội mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, hắn đành trầm trọng gật đầu. Đúng lúc này, trong túi áo Chiến Hiệp Ca điện thoại chợt vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua sau đó nhận điện thoại hỏi, Lôi Hổ, có chuyện gì không? Đội trưởng, anh đang ở chỗ nào? Trong loa truyền đến tiếng của Lôi Hổ, là cấp dưới của Chiến Hiệp Ca trước kia. Tôi ra ngoài có chút việc, thanh âm Chiến Hiệp Ca trầm ổn nói, có chuyện gì không? Là như vậy, tôi ở trong quán rượu uống rượu, không nghĩ tới tiểu tử kia lại tới tìm anh, chúng ta có nên tống hắn ra ngoài hay không? Chiến Hiệp Ca cắt ngang lời hắn nói, tiểu tử nào? Tiểu tử họ Tần đó, là Tần Lạc, Lôi Hổ nói, kẻ lần trước trong quán ba thêu dệt chuyện kia kìa. Lôi Hổ. Chiến Hiệp Ca thấp giọng quát nói, hắn là khách nhân của tôi. Cậu thay mặt tôi chiêu đãi hắn đi, tôi sẽ về ngay. Đội trưởng, tôi. Không đợi Lôi Hổ nói chuyện, Chiến Hiệp Ca đã cúp điện thoại. Ca, có chuyện gì xảy ra à? Hà Chí Tuệ lên tiếng hỏi. Hắn đến quán ba tìm anh, Chiến Hiệp Ca nói. À, Hà Chí Tuệ mừng rỡ kêu lên, tại sao hắn đến quán ba tìm anh nhi? Anh nghĩ mãi mà cũng không rõ. Chiến Hiệp Ca lắc đầu nói. Hà Chí Tuệ đi tới đi lui trong phòng một lúc sau đó đột nhiên quay người lại nói, liệu có phải thái độ cường ngạnh của anh lại khiến hắn tín nhiệm không? Chiến Hiệp Ca nhìn chằm chằm vào Hà Chí Tuệ một chữ cũng không dừng lại nói, nếu như mày coi hắn là đứa ngốc thì như vậy chính mày mới thật sự là đồ ngốc. Vô luận như thế nào? Hà Chí Tuệ nói, em cũng muốn hắn chết. Chiến Hiệp Ca nhẹ gật đầu, nhấc chân đi ra ngoài. Lôi Hổ đang rất phiền muộn. Vốn hắn an ổn ở trong hội sở uống rượu, không ngờ ra hỏa lần trước đâm hắn một châm đã tìm tới cửa, lại còn chỉ tên muốn gặp lão đội trưởng Chiến Hiệp Ca của bọn hắn. Chiến Hiệp Ca trong mắt bọn hắn là nhân vật như thần vậy, người khác nói muốn gặp là có thể gặp được sao? Lại nói, mọi người là địch không phải bạn, việc lần trước còn chưa thanh toán đây này. Hắn đang muốn gọi một đám huynh đệ tới bắt sống con ba ba trong chảo này thì tiểu tử kia rất là khinh thường liếc bọn hắn nói tốt nhất là gọi điện thoại cho Chiến Hiệp Ca thông báo một tiếng, bởi vì hắn là khách do Chiến Hiệp Ca mời đến. Tuy trong lòng hắn không tin nhưng nhìn vẻ mặt gia hỏa kia rất chắc chắn thì lại lo lắng nhờ mình đánh khách của lão đại thật vì vậy bán tín bán nghi gọi cho Chiến Hiệp Ca. Không ngờ lão đại đúng là có biết chuyện này, hơn nữa lại bảo hắn thay lão tiếp khách. Vì vậy, nỗi khổ của hắn đã tới rồi. Rượu này của mày có phải giả hay không? Tần Lạc giơ chai whisky trong tay hỏi. Sao lại giả? Lôi Hổ cao giọng quát, Hiệp Ca hội sở chúng ta làm sao lại có thể bán rượu giả? Mày coi chúng ta là dạng người nào hả? Cái này là đạo đãi khách của mày sao? Tần Lạc đặt chén rượu xuống không vui nói, Chiến Hiệp Ca mời tao đến giúp hắn lấy viên đạn trong ngực ra, đây chính là cách đối xử với khách nhân sao? Đã như vậy, tao về đây. Dù sao tao cũng không cần phải sốt ruột. Nói xong quay người đi, Lôi Hổ thoáng cái gấp gáp.
bí mật về chuyện ngực chiến hiệp ca có một viên đạn không lấy ra được chỉ có đội viên Đông Nam chi kiếm mới biết được. Tần Lạc có thể nói trước mặt mọi người chứng tỏ hắn xác thực là do lão đội trưởng mời đến chữa bệnh rồi. Nay hắn lại làm cho bác sĩ tức giận bỏ đi, lúc đội trưởng trở về phải bàn giao như thế nào đây? Lôi Hổ vội chạy đến phía trước Tần Lạc dùng thân thể to con của hắn ngăn Tần Lạc lại đồng thời cười bồi nói, Tần bác sĩ, Tần đại ca, không, đại gia, xin anh bớt giận. Tôi là người thổ hào, không biết nói chuyện, có cái gì đắc tội thì xin anh thông cảm, nếu anh nói chai whisky này là giả vậy thì nhất định là giả rồi. Tôi sẽ đổi chai khác cho anh, trong quán rượu còn nhiều mà, chúng ta sẽ đổi, nhất định đổi đến khi nào anh hài lòng mới thôi. Tần đại gia, mời anh trở về chỗ ngồi đi. Đến đây, mời ngồi mời ngồi. Khuyên can mãi, Tần Lạc mới rất không tình nguyện lại ngồi xuống. Dưới sự chỉ huy của Lôi Hổ, phục vụ viên quán ba đưa ra một chai rượu đỏ. Quá mạnh, uống không được. Cái này quá ngọt, chỉ dành cho nữ nhân uống thôi. Hương vị quá hồi như nước rửa chân vậy, tuy tôi chưa uống qua nước rửa chân nhưng biết rõ vị của nó chính là như vậy. Cái này cũng tạm được nhưng tôi vẫn muốn thử thêm những thứ khác. Mọi người cứ đưa rượu tới đi. Chiếc Land Rover vừa dừng trước cửa chiến hiệp ca thì Lôi Hổ cơ hồ phát khóc chạy ra giúp hắn mở cửa xe. Đội trưởng, vị khách nhân này tôi thật sự không chiêu đãi nổi đâu. Trong lòng Lôi Hổ thật sự là đầy tức giận, lần trước bị tiểu tử kia đâm thành con nhím, hôm nay muốn báo thù không ngờ đại thù chưa báo lại bị hắn khi dễ coi như cháu trai vậy. Chiến hiệp ca vỗ vỗ vai Lôi Hổ rồi đi nhanh vào trong quán rượu. Chưa vào tới nơi đã ngửi thấy trong không khí tràn ngập mùi rượu đủ loại. Trên mặt bàn trước mặt Tần Lạc có mười mấy bình rượu cao thấp đủ cả. Chiến hiệp ca đi đến trước mặt Tần Lạc ngồi xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Tần Lạc. Chiến huynh, uống một chén đi. Tần Lạc nâng chén mời nói. Chiến hiệp ca không nhúc nhích nhìn Tần Lạc nói, Tần huynh đệ tới đây uống rượu hay sao? Không, tôi tới xin lỗi huynh đấy. Tần Lạc đặt chén rượu xuống nhìn chiến hiệp ca nói. Xin lỗi, chiến hiệp ca hai mắt chóp chóp, không rõ ràng cho lắm. Đúng vậy à, ta phải xin lỗi chiến huynh để cứu vãn tình hữu nghị giữa chúng ta. Tần Lạc vẻ mặt thành thật nói, tôi có quan hệ với không ít quân nhân đặc chủng nên hiểu rõ tính cách của bọn họ, đó là thẳng thắn, dũng cảm có chí khí, hơn nữa đặc biệt chú trọng nên thể diện. Trước mặt chiến huynh tôi lại thẳng thắn đặt ra vấn đề như vậy thật sự là không phải rồi. Chiến huynh đã dùng thái độ cường ngạnh hung hăng làm tôi xấu hổ. Tôi biết rõ, làm như vậy là đã làm tổn thương lòng tự tôn của huynh. Sau khi huynh đi rồi, tôi rất hối hận cho nên muốn chạy tới đây xin lỗi. Tôi đã biết câu trả lời của huynh, không phải sao. Chiến hiệp ca nhìn khuôn mặt tươi cười chân thành của Tần Lạc mà có loại cảm giác khó có thể nắm bắt được. Lúc này hắn cảm giác chỉ số thông minh của mình không đủ dùng. Chương 1447, lục đục vó nhau quá phiền toái. Tần Lạc nhìn vẻ mặt mê hoặc của chiến hiệp ca hỏi, như thế nào? Chiến huynh không muốn tha thứ cho đệ sao? Không phải, chiến hiệp ca cảm giác đầu mình đau nhức, rất đau, trường hợp như vậy nên để cho Hà Chí Tuệ ứng phó thì tốt hơn. Hắn vốn muốn nói mình không có tức giận, hắn ly khai không phải bởi vì bị làm nhục nhưng nói như vậy thì chẳng phải là thừa nhận mình coi Tần Lạc là địch nhân sao. Hắn lần thứ nhất phát hiện ra, nguyên lai việc nói chuyện cũng là một hình thức khảo nghiệm chỉ số thông minh vậy. Tôi chỉ là không rõ ý tứ của Tần huynh đệ chiến hiệp ca cẩn thận từng ly từng tí châm trước dùng từ. Như Lâm Đại Địch nói, chiến mẫu có tài đức gì mà lại có thể làm cho Tần huynh đệ coi trọng như thế. Ngông nghênh, Tần Lạc biểu lộ kích động nói, làm người không thể có ngạo khí nhưng là nhất định phải có ngông nghênh. Thực không dám giấu giếm, từ trên người chiến huynh đệ thấy được bóng dáng của mình, nghiêm khắc mà nói, chúng ta là một loại người. Đệ thích mình và cũng thích người giống như vậy, cho nên, đệ không hy vọng mất đi một người bạn tốt như chiến huynh vậy. Nghe Tần Lạc thổ lộ chân tình xong, Lôi Hổ đứng ở bên cạnh cơ mặt co rút, không biết là nên khóc hay là nên cười. Chiến hiệp ca cũng thế, hắn muốn cười nhưng lại cảm thấy như vậy quá thất lễ. Cố nén lại cũng không phù hợp với tính cách của hắn vì vậy mà bộ mặt hắn biểu lộ ra so với Lôi Hổ thì còn muốn đặc sắc hơn. Chỉ có Tần Lạc vẻ mặt vẫn chăm chú, giống như là vừa nói chân lý tâm huyết vậy. Cảm ơn, chiến hiệp ca cố gắng nặn từ khóe miệng ra hai chữ này. Tần Lạc vươn tay nói, từ hôm nay trở đi. Chúng ta sẽ là bằng hữu. Chiến hiệp ca cũng duỗi ra bàn tay to của mình ra nắm tay Tần Lạc. Thân nguyên là đội trưởng Đông Nam chi kiếm nhưng hiện tại hắn như không có bất luận quyền tự chủ nào mà hoàn toàn nghe theo lời Tần Lạc.
Nếu chúng ta đã là bằng hữu thì đệ đây có trách nhiệm thay bằng hữu làm một việc, việc của bằng hữu chính là việc của đệ, cái viên đạn trên người huynh, chính là đệ muốn lấy đi viên đạn kia. Tần Lạc nắm tay Chiến Hiệp Ca hỏi, huynh cảm thấy lúc nào nên mổ đây? Chiến Hiệp Ca ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Tần Lạc không? Biết nên trả lời như thế nào? Vừa rồi hắn chạy tới xin giúp đỡ thì Tần Lạc gây khó dễ. Bản thân nhục nhã bỏ đi nay chính hắn lại chạy tới xin lỗi và muốn giúp chữa bệnh, hắn là dạng người thích ngược đãi sao? Tiện nhân này, Tần Lạc cũng không cần hắn đáp, hắn nghĩ nghĩ một chút rồi nói, cái giải phẫu này chỉ là tiểu phẫu, chỉ là lấy ra một viên đạn mà thôi nhưng do vị trí viên đạn có chút đặc thù nên tính nguy hiểm vẫn cao, để cần mấy ngày chuẩn bị gì đó. Như vậy đi, 3 ngày sau mổ, lúc đó huynh có rảnh không? Có chứ, Chiến Hiệp Ca vội vàng nói. Tuy hắn đang bị Tần Lạc làm cho mờ mịt không hiểu ra sao nhưng nghe đối phương nói 3 ngày sau mổ thì trong lòng vẫn phi thường cao hứng. Đại não còn chưa kịp phản ứng thì miệng đã nói ra lời rồi. Tâm tình của người bệnh không phải người bình thường có thể nhận thức được. Vậy là tốt rồi, chúng ta ấn định thời gian giải phẫu là 3 ngày sau, Tần Lạc nói. Trong 3 ngày này, huynh nên giữ tâm trí thả lỏng, làm việc và nghỉ ngơi điều độ, không nên hút thuốc uống rượu, có thể ăn thịt nhưng không nên quá nhiều. Có thể ăn nhiều súp để bổ dưỡng thân thể, tóm lại quan trọng nhất là bảo trì tâm tính thả lỏng. Tôi biết rồi, Chiến Hiệp Ca gật đầu nói. Tần Lạc vỗ vỗ vai Chiến Hiệp Ca nói, cứ quyết định như vậy đi. Để đi trước đây, nói xong hắn liền quay người muốn ly khai. Khi đi qua bên người Lôi Hổ hắn khẽ cười nói, cảm ơn anh đã chiêu đãi. Không, không cần khách khí, Lôi Hổ nói lắp bắp. Mãi đến khi Tần Lạc đi ra khỏi cửa quán ba, Chiến Hiệp Ca và Lôi Hổ mới nhớ ra bọn hắn đều quên đi ra ngoài tiễn khách rồi. Hai người vội vàng chạy ra ngoài thì chỉ thấy bóng chiếc xe minibus do Tần Lạc tự lái. Lão đại, thật sự là quá tốt, hắn đáp ứng phẫu thuật cho anh rồi. Lôi Hổ mặt mũi tràn đầy kích động nói. Ân, Chiến Hiệp Ca lên tiếng. Bây giờ nhìn lại, xem ra người này cũng không xấu, Lôi Hổ cảm thán nói, đúng là không đánh nhau thì không quen biết. Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là một bằng hữu đáng kết giao. Chiến Hiệp Ca chau mày không nói gì. Tại Sri Lanka, đây là khu vực núi non không được ghi nhận trên Google Earth cũng như không có bất kỳ văn bản nào nói về nó, ngoại trừ một số con lừa và dân địa phương dựa vào săn bắn đánh cá mà sống vô tình đến gần ra thì cơ hồ là không có ai có thể lui tới đây. Thế nhưng hôm nay lại có điều dị thường xảy ra. Một chiếc máy bay trực thăng bay qua đỉnh lớn nhất thuộc ngọn núi Sớt rồi xoay quanh sau đó chậm rãi hạ thấp xuống nhưng nó cũng không hạ hẳn xuống đất. Khi còn cách mặt đất hơn 10 thước chợt có một bóng người màu đen từ trong buồng phi cơ nhảy xuống. Nếu có người nhìn thấy nhất định sẽ lớn tiếng kinh hô. Độ cao hơn 10 thước tương đương với tầng 4 rồi, hơn nữa mặt đất phần lớn là đất đá lởm chởm, không cần nghĩ cũng biết rơi xuống là nát người. Thế nhưng đạo hắc ảnh kia lại hồn nhiên không phát giác ra. Sau khi rơi xuống khoảng 5 mét thì hai tay người này giang ra, sau lưng chợt xuất hiện một đôi cánh bằng vải màu đen. Hai cánh triển khai như là một mảng mây đen. Gió thổi vù vù làm hai cánh căng ra làm thân hình của hắn rơi chậm lại mà từ từ hạ xuống. Sau khi rơi gần xuống rất, hai tay người này quạt lấy quạt để. Sau khi hạ xuống, đôi cánh này liền cuốn lại và biến mất phía trong cái áo bành tô rộng thùng thình kia. Đây là một nữ nhân, cô ta nhìn lên chiếc trực thăng phía trên. Vẻ mặt sùng bái như khách hành hương về thánh địa vậy. Tại cửa cabin lúc này xuất hiện một đạo nhân ảnh màu trắng. Bởi vì khoảng cách quá xa, khí lưu do cánh quạt quấy lên quá mạnh mẽ nên cô ta cũng không có biện pháp nhìn rõ biểu lộ của nam nhân này. Tuy nhiên cô ta biết rõ người này. Mái tóc đỏ cao quý vô cùng, đôi mắt xanh thẳm phảng phất như biển ca, gì, bê vậy, khuôn mặt anh tuấn, còn có khí thế ngạo thị thiên hạ kia nữa, hắn chói mắt như vậy, kiêu ngạo như vậy. Hắn là thiên thần và cũng là chiến thần. Giờ khắc này, trong thiên địa cũng chỉ có một mình hắn. Thậm chí, cô biết rõ hắn lúc này nhất định đang chau mày bởi vì hoàn cảnh chung quanh thật sự là quá ác liệt. Cũng may là không khí cũng không tệ lắm, đây là điều hắn ưa thích. Hô! Hắn nhảy xuống tới. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, cũng không cần mượn lực, hắn cứ như vậy thẳng tắp từ trên không trung nhảy xuống. Rơi như một tia chóp. Vừa mới thấy hắn lấy đà nhảy mà trong nháy mắt đã đứng bên người hắc y nhân. Hắn đứng trên một tảng đá lớn, đôi giày da màu trắng không hề dính bụi. Ở đây sao? Nam nhân áo trắng hỏi. Đúng vậy, hoàng đế. Nữ nhân mặc áo bành tô màu đen nhẹ giọng đáp. Ta nói rồi, cô có thể gọi thẳng tên ta, nam nhân nói.
Tôi thích cái tên hoàng đế, thanh âm của nữ nhân tràn đầy vui vẻ nói. Ta nói rồi, gọi thẳng tên ta. Nam nhân lần nữa nói lại, cố chấp, bá đạo, còn có một chút dã man và cường chế thế nhưng mà nó lại làm cho nữ nhân này ưa thích. Trái tim nhà ảo thuật như muốn say, cô ta chỉ gật đầu mà không biết phải trả lời như thế nào. Đi thôi, hoàng đế nói, chúng ta nên đi thu hồi một chút tiền lãi đã. Ta muốn cho toàn bộ thế giới biết, bất luận kẻ nào có ý đồ sau lưng ta, bọn hắn đều phải trả giá rất lớn. Đúng vậy, vì Alexia vinh dự, nhà ảo thuật thanh âm lạnh như băng nói. Cái này không quan hệ gì đến vinh dự, chỉ là lục đục với nhau quá phiền toái. Ai dụng kế mưu đối phó với ta, ta sẽ dùng nắm đấm đánh chết hắn. Hoàng đế hời hợt nói. Đúng vậy, chính là như vậy, nhà ảo thuật nói. Bọn hắn đi nhanh về phía trước. Từ trong một hang núi im ắng chợt có một đám nam nhân chui ra. Đứng lại, gã cầm đầu thấp giọng quát, nơi này là cấm địa quân sự nhưng không ai đứng lại. Bọn hắn ngược lại còn đi lên nhanh hơn. Hoàng đế xung trận lên trước, đám nam nhân kia còn chưa có cơ hội bắn ra thì cần cổ đã đứt. Mãnh hổ nhập bầy cừu, cuộc sát phạt bắt đầu như vậy. 10 phút về sau, phòng thí nghiệm Úc tại Sri Lanka, trong căn cứ lúc này máu chảy thành sông, không còn một người sống sót. Cách đó hàng vạn dặm, bên trong một cái lâu đài cổ xưa, một đám người thông qua vệ tinh thu hình ảnh truyền về trầm mặc xem hết trận giết hại này. Yên tĩnh giống như chết. Áp lực giống như chết. Tất cả mọi người đều có loại cảm giác trái tim buộc chặt, phảng phất như tử thần tùy thời đều có thể đến đây. Nam nhân mặc áo trắng kia sau khi một quyền đánh chết tên bảo vệ căn cứ cuối cùng thì đi đến phía trước một cái video giám sát trong đại sảnh và điều khiển khí cụ trước mặt rồi nhếch môi mỉm cười. Vẻ tươi cười đơn thuần như một đứa bé. Chương 1448, thù này bất cộng đái thiên. Răng rắc. Hình ảnh trên màn hình vụt tắt, chỉ còn lại sóng nhiễu trắng xóa. Phía bên kia hoàng đế đã đánh nát video giám sát và hệ thống điều khiển. Cho đến lúc này, đám người trong lâu đài cô mới có cơ hội thở dốc. Bốp. Một nam nhân đầu chọc nặng nề đập bàn giống to nói, khiêu khích. Đây là sự khiêu khích trần trụi. Tuy nhiên không ai đáp lại sự phẫn nộ của hắn, ai nấy vẻ mặt đau thương ngồi yên tại vị trí cúi đầu không nói gì. Nói đi chứ, lão nhân ngồi ở ghế chủ vị trầm giọng nói hai câu rồi kịch liệt ho khan. Hiển nhiên, thân thể của lão rất không thoải mái. Lão sư, uống một chút thuốc đi, một nữ nhân trung niên ngồi cạnh lão khuyên nhủ. Lão nhân khoát tay nói, làm dược nhân ai còn nguyện ý uống thuốc. Tiên sinh, căn cứ Sri Lanka bị hủy. Hơn nữa hắn còn cố ý giết sạch người của chúng ta. Đây là chiến tranh, một nam nhân tóc quan ngồi ở chính giữa nói, tôi đề nghị cần có chế tài đối với hoàng đế. Lão nhân ngẩng đầu nhìn hắn nói, Lý Bì, cậu nói cho tôi biết, cần phải chế tài thế nào? Chúng ta cần phải, nam nhân tên là Lý Bì kia suy nghĩ một lát rồi chán nản nói, chúng ta cần phải đưa ra kháng nghị nghiêm khắc. Xác thực, đối mặt với đối thủ cường đại như hoàng đế bọn hắn thật sự là không biết nên làm thế nào. Đánh cũng đánh không lại. Phải biết rằng, hoàng đế là nhân vật cường đại nhất Âu Châu. Cho dù có những sát thủ muốn tiền không cần mạng nhưng riêng vụ này cũng sẽ không tiếp nhận. Sát thủ thích tiền nhưng đó là bọn hắn thích sử dụng tiền. Có tiền mà mất mạng chuyện như vậy ai cũng không muốn làm. Mắng ư, đó là biểu hiện của kẻ yếu, đối với hoàng đế mà nói cái đó không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại sẽ làm cho gia hỏa tự cao tự đại này xem thường. Âm mưu quỷ kế ư. Bọn hắn vừa thử qua rồi và đã vừa nhận lấy hậu quả xấu. Kháng nghị thì làm được cái gì, có người phản bác nói, chúng ta phải trả thù. Chúng ta phải phản kích. Nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn. Các người nhìn hắn vừa rồi đã giễu cợt chúng ta. Tìm sát thủ đi, chỉ cần chúng ta chịu xuất tiền ra, chẳng lẽ toàn bộ thế giới không có một sát thủ nào nguyện ý đối phó với hắn sao? Lão nhân dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Thanh âm không lớn nhưng hiện trường đang la hét ầm ĩ thoáng cái đã an tĩnh lại. Lý Bỉ nói rất đúng. Lão nhân nói, chúng ta cần hướng về hoàng đế đưa ra kháng nghị nghiêm khắc. Kháng nghị thì làm được cái gì? Chuyện này cử như vậy là xong sao? Hy vọng có thể như vậy. Lão nhân nói, hoàng đế giết nhiều người như vậy, cơn giận cũng có thể tiêu tan bớt đi rồi. Lão nhân nhìn khắp bốn phía rồi khe khẽ thở dài nói, trước kia người từng tiếp xúc với hoàng đế chỉ có Violet. Hiện tại bà ấy đã mất rồi, nay chuyện này do Lý Bỉ lo đi. Cố gắng hết sức biểu đạt thành ý hợp tác, thái độ nên khiêm tốn một chút.
Chúng ta không cần phải đi tranh khí với một gia hỏa chỉ biết sử dụng nắm đấm, làm như vậy chính là dùng sở đoản của chúng ta đi công kích sở trường của đối phương. Dạ, tôi nhất định sẽ làm tốt, Lý Bì đứng người lên nói. Lão nhân có chút mệt mỏi nhẹ gật đầu nói, Violet tự sát, mang phổ cắn thuốc độc tự vẫn, tình hình ở Trung Quốc khẩn cấp, cấp trên của chúng ta đã rất không bình tĩnh rồi. Dù sao, lần trước chúng ta tổn thất thảm trọng làm bọn họ mất hết mặt mũi. Nếu như lần này chúng ta không lấy được một chút thành quả thì chỉ sợ phòng thí nghiệm này phải giải tán thôi. Hắn nhìn khắp bốn phía rồi cố gắng đứng lên nói, tôi đã làm việc tại đây cả đời. Đây không phải là kết quả tôi muốn, các nữ sĩ, các tiên sinh, tôi hy vọng mọi người có thể hiểu được cảm xúc của tôi giờ khắc này. Phòng thí nghiệm Úc, nó đã sừng sững bách niên, là một tồn tại kiêu ngạo. Các vị đang ngồi đây đều có trách nhiệm tiếp tục duy trì sự kiêu ngạo này. Rầm rầm. Toàn trường đứng dậy. Lão nhân nhìn thái độ của mọi người mà phi thường hài lòng, hắn vừa cười vừa nói, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Một nhân vật cấp 5 sao của chúng ta đã đến Trung Quốc mấy năm trước. Tôi nghĩ, hắn sẽ mang đến cho chúng ta vận may đấy. Phu nhân, đây là giáo sư Howhit, đây bác sĩ Karin, đây là bác sĩ Breck và Khiva đến từ Mỹ. Bọn họ đều là bác sĩ cao cấp nhất thế giới. Dương Phụ đứng cạnh Lạc Sân giới thiệu mấy vị chuyên gia mới đến. Lạc Sân bắt tay từng người chào hỏi, anh ngữ của bà rất chuẩn và lưu loát, có thể nói chuyện cùng bọn họ thoải mái. Đợi đến lúc hai bên quen thuộc lẫn nhau, Dương Phụ lại giơ tay nhìn đồng hồ nói, phu nhân, đã đến giờ giải phẫu rồi. Lạc Sân gật đầu rồi cúi đầu nhìn mấy vị bác sĩ. Tuy bà không nói gì nhưng thái độ đã biểu đạt vô cùng rõ ràng rồi. Các thầy thuốc liên tục né tránh, không ai thật sự nguyện ý tiếp nhận cái cúi đầu của bà mẹ đáng thương này. Đám thầy thuốc thay quần áo xong thì đi vào phòng bệnh, cửa phòng đóng lại, đèn giải phẫu cũng bật sáng. Mặc dù giải phẫu vừa mới bắt đầu nhưng Lạc Sân vẫn có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Bà ta nắm chặt tay đi tới đi lui trước cửa phòng bệnh, vô luận như thế nào cũng không thể bình tĩnh ngồi xuống nghỉ ngơi. Phu nhân, không cần lo lắng đâu, bọn họ đều là bác sĩ chỉnh hình tốt nhất thế giới, nhất định có thể chữa khỏi cho Thiên Trọng đại ca. Dương Phụ đi theo sau Lạc Sân ôn nhu an ủi. Nói thật, nếu như không phải là đã biết thúc thúc hắn coi trọng nữ nhân này thì hắn muốn chơi đùa một chút. Nữ nhân thành thục toàn thân chín mọng này quá hấp dẫn, thậm chí cả buổi tối hắn đều mơ mộng đem bà ta thành nhân vật nữ chính trong cuộc truy hoan. Hy vọng là như thế, Lạc Sân mỉm cười gật đầu nói, nhưng tôi vẫn không hết lo lắng. Cháu có thể hiểu được tâm tình của cô, Dương Phụ nói. Nếu như bọn họ đều chỉ không khỏi cho Thiên Trọng đại ca, đoán chừng, bất quá loại chuyện này nhất định sẽ không xảy ra. Cháu đã xem qua tư liệu của bọn họ đã từng chữa trị thành công nhiều ca còn nặng hơn so với Thiên Trọng đại ca bây giờ. Lạc Sân gật đầu đi tới chỗ cửa muốn xem thứ gì đó nhưng đại môn đóng kín, vách tường lại dày nên không thể nhìn thấy tình huống bên trong, thật sự là làm cho lòng người lo lắng. Một phút đồng hồ, hai phút, năm phút đồng hồ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lạc Sân vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Bà hy vọng cửa phòng giải phẫu có thể nhanh chóng mở ra, bà lại hy vọng cửa phòng giải phẫu thật lâu nữa mới mở ra. Nếu cửa phòng giải phẫu lập tức mở ra, bà có thể rất nhanh biết rõ kết quả nhưng cái này chứng tỏ các thầy thuốc cũng không có biện pháp chữa cho Hoàng Thiên Trọng. Nếu như phòng giải phẫu thật lâu mới mở ra thì lại khiến bà chờ đợi trong lo lắng nhưng lại chứng tỏ các chuyên gia đang làm giải phẫu cho Hoàng Thiên Trọng. Nửa giờ sau, cửa phòng giải phẫu đã mở ra rồi. Một khoảng thời gian không tính là ngắn mà cũng không phải là dài. Lạc Sân lập tức vào tới gấp gáp hỏi, bác sĩ, như thế nào rồi? Giải phẫu như thế nào rồi? Giáo sư Howhit lắc đầu, thanh âm trầm trọng nói, phu nhân, xin lỗi. Chúng tôi đã tận lực rồi. Nữ bác sĩ Karin cũng là người mẹ có hai đứa con nên rất hiểu tâm tình của Lạc Sân lúc này, bà ta đi đến trước mặt Lạc Sân an ủi nói, thương thế của hắn rất kỳ quái. Không phải là xương cốt bị nghiền nát, nếu như là xương cốt bị nghiền nát thì chúng tôi cũng sẽ có biện pháp khiến nó khôi phục hoặc là tìm kiếm vật gì đó khác để thay thế. Xương chân của bị nát, gân cơ cũng đã mất đi chi giác, có vẻ rất xấu. Chúng tôi đã sử dụng các loại biện pháp kích thích nhưng đều không có bất kỳ phản ứng nào. Dừng một chút lại nói tiếp, phu nhân, chúng tôi còn có thể tìm kiếm thêm những biện pháp khác. Bà cũng biết đó, bác sĩ chính là như vậy. Luôn cần thử nhiều lần thì mới có thể tìm được phương pháp trị liệu tốt nhất. Cảm ơn, Lạc Sân mỉm cười cảm ơn nói. Các nữ sĩ, các tiên sinh, Dương Phụ làm ra tư thế mời nói, trước tiên mời mọi người đi nghỉ ngơi đã.
hôm nay thật sự là quá vất vả rồi. Đợi đến lúc đoàn chuyên gia ly khai, nụ cười trên mặt Lạc Sân lập tức biến mất, nước mắt nhịn không được nhỏ xuống. Bà tựa vào tường bởi vì khí lực toàn thân đã mất đi. Người ta không sợ không có hy vọng, chỉ sợ là khi đã có hy vọng lại lần nữa phải thất vọng. Dương Phụ biểu lộ âm trầm đi tới mắng, Phó Phong Tuyết thực sự không phải con người, ra tay thật sự quá ác độc, đây là hắn bức chết Thiên Trọng đại ca đây mà. Thù này bất cộng đái thiên, Lạc Sân cắn răng nói, tôi nhất định phải đòi lại công đạo cho Thiên Trọng. Chương 1449, tim ngừng đập. Khi Tần Lạc tới cổng trại an dưỡng của văn nhân gia tộc thì thấy xe của Chiến Hiệp Ca đã đợi tại đây rồi. Trại an dưỡng của văn nhân gia tộc có bác sĩ ưu tú nhất và dụng cụ hiện đại nhất, ngoài ra còn có hoàn cảnh thoải mái dễ chịu. Không thể lãng phí, Tần Lạc, vị con rể tương lai của văn nhân gia tộc liền đưa Chiến Hiệp Ca tới đây giải phẫu. Không có Tần Lạc dẫn đường, Chiến Hiệp Ca không thể tiến vào trại an dưỡng này được. Tại cửa ra vào có rất nhiều vệ sĩ mặc hắc y cảnh giác đứng canh gác. Nếu như ngạnh tiến vào mà nói, cũng không phải là không được, nhưng với hiểu biết của Tần Lạc đối với trại an dưỡng này thì cho dù đám Chiến Hiệp Ca có thực lực mạnh cũng phải trả giá thê thảm mới vào được. Xe vừa mới ngừng lại, Tần Lạc kéo cửa xe ra nhảy xuống đi tới chỗ Chiến Hiệp Ca cười hỏi, chuẩn bị thế nào rồi? Rất tốt, Chiến Hiệp Ca gật đầu nói. Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn có loại cảm giác không đúng. Hết thảy đều quá dễ dàng làm cho hắn luôn hoài nghi sự chân thật của sự việc. Hoàn toàn tuân theo lời dặn dò của cậu. Vậy là tốt rồi, Tần Lạc vừa cười vừa nói, chúng ta vào đi thôi. Tôi còn có mấy bằng hữu đi cùng nữa. Chiến Hiệp Ca ngượng ngùng nói. Chiến Hiệp Ca không đến một mình mà còn có Lôi Hổ và hai gã đồng đội khác hộ tống đến. Tần Lạc bảo hắn đến đây nhưng cũng không bảo không cho hắn dẫn người tới. Bọn Lôi Hổ muốn tới, hắn cũng không cố ngăn trở. Giải phẫu có nguy hiểm, nhập môn cần cẩn thận. Bên cạnh hắn cũng cần có mấy người bạn, đáng tin nhất chính là mấy chiến hữu đã cùng hắn giết địch uống máu này. Không sao, đều là người quen cũ cả. Tần Lạc nhìn đám Lôi Hổ gật đầu chào hỏi. Ngoại trừ Lôi Hổ, hai người khác Tần Lạc cũng đã gặp qua. Bất quá, lúc đó bọn họ đối với hắn tràn đầy địch ý, còn bây giờ lại tương đối ôn hòa, còn có chút nịnh nọt nữa. Cái này chính là ưu thế của bác sĩ. Ngay cả đám quân nhân thiết huyết tinh anh này lúc đối mặt với bọn hắn cũng không thể không cúi thấp cái đầu cao ngạo xuống. Cái này không liên quan đến bản thân vị bác sĩ đó mà là liên quan đến chức nghiệp của họ. Vô luận thế nào, đối với người có thể khống chế sinh tử của ngươi, ngươi đều phải tôn trọng hắn. Tần Lạc chỉ vào đám Vương Đào cùng Vương Dưỡng Tâm đứng ở phía sau nói, bọn họ đều là bằng hữu của tôi, cũng là bác sĩ phi thường tài hoa, ba người chúng ta sẽ cùng làm giải phẫu này. Vương Dưỡng Tâm là con thần châm Vương Tôn, lúc mổ có khả năng cần đại lượng thuốc mê. Nếu như dược vật gây tê không dùng được hoặc là không thể dùng thì cần sử dụng ngân châm gây tê. Vương Đào là chuyên gia về trung y và tây y, lần trước Tần Lạc phối hợp với hắn chữa trị cho Văn Nhân Đình lão gia tử, thấy y thuật tạo nghệ của hắn rất thâm hậu. Tóm lại trung y không phải là không có nhân tài mà những người tài giỏi kia còn đang bận rộn kiếm tiền. Cho nên, Tần Lạc muốn gọi Vương Đào qua hỗ trợ. Tần Lạc nhìn gã đội trưởng thủ vệ kia lên tiếng chào hỏi nói, huynh đệ, phiền toái. Tần tiên sinh, không phiền toái đâu. Chúng tôi đã nhận được điện thoại của Mã trợ lý. Gã đội trưởng vừa cười vừa nói rồi phất tay ý bảo mở cửa điện tử ra. Mã trợ lý chính là Mã Duyệt, cô hiện nay phụ trách trợ lý giúp việc cho văn nhân Mục Nguyệt. Đi thôi, xe của tôi đi trước dẫn đường, xe anh đi theo sau. Tần Lạc nói. Tốt, Chiến Hiệp Ca đáp ứng nói. Trong phòng giải phẫu Tần Lạc, Vương Dưỡng Tâm, Vương Đào và hai gã chuyên gia của trại an dưỡng tạo thành một tổ nhìn chằm chằm vào một thiết bị quét ảnh tim và thương lượng đối sách. Sao lại bắn vào vị trí này chứ? Vương Đào thấp giọng hô. Cái này làm sao lấy ra được? Vương Dưỡng Tâm cũng trợn mắt líu lưỡi nói. Lúc Tần Lạc gọi điện thoại tìm hắn đi hỗ trợ, bảo muốn hỗ trợ chữa trị cho một bệnh nhân thì hắn vẫn nghĩ rằng bằng vào kỹ thuật của Tần Lạc, mình có tới cũng chỉ là cho vui. Không nghĩ tới bệnh tình lại phức tạp đến trình độ này. Ở trong tim, Lý giáo sư cũng là cau mày nói, viên đạn thì có thể lấy ra được thế nhưng cái này chính giải phẫu mở trái tim ra, nguy hiểm rất cao đó. Tần Lạc gật đầu nói, lúc trước tôi bắt mạch phát hiện ra mạch của hắn là mạch bác mà lại đập rất cổ quái, hơn nữa ngực của hắn đau nhức kịch liệt, nhịp tim rất nhanh nên đoán là trong tim hắn có dị vật nhưng không nghĩ vị trí lại nguy hiểm như vậy. Hắn là quân nhân. Là một gã thiết huyết quân nhân của Trung Quốc chúng ta.
nếu như không phải gặp phải tình huống vô cùng nguy hiểm thì viên đạn này đã sớm được lấy ra rồi, cũng không biết tại sao lại lưu lại cho chúng ta. Vô luận là vì sự kiêu ngạo của quân nhân hay là vì vinh dự của bác sĩ, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp lấy viên đạn này ra. Tôi nghĩ, cũng không phải hoàn toàn là không có cách nào. Vương Đào gật đầu nói, thấy miệng vết thương trên người hắn rồi. Xác thực là làm cho người ta khâm phục. Vương Dưỡng Tâm cũng cười nói, chúng tôi không phải là không muốn trị mà là không dám xuống tay. Nếu xảy ra chuyện thì đám chiến hữu kia còn không xé xác chúng tôi ra. Bọn hắn cũng hiểu ra rồi đấy. Tần Lạc nói, hơn nữa trước khi thực hiện tôi cũng giải thích rõ cho hắn rồi. Lý giáo sư nhìn về phía Tần Lạc nói, Tần bác sĩ, cậu đã nói như vậy thì chứng tỏ nhất định đã có phương pháp xử lý rồi hả? Đám bác sĩ ở trại an dưỡng vốn rất căm thù Tần Lạc do cảm thấy hắn luồn đến cướp đoạt đi sinh ý của bọn hắn, làm cho bọn hắn gặp phải nguy cơ thất nghiệp. Về sau, Tần Lạc một lần nữa lại dùng y thuật cao siêu của mình chinh phục bọn hắn. Hơn nữa văn nhân Mục Nguyệt cũng không có bởi vậy mà có ý sa thải bọn hắn nên thái độ của bọn hắn cũng dần dần chuyển biến. Lại nói, bọn họ đều rõ quan hệ giữa Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt nên có nhiều thứ không phải đố kỵ là có thể giải quyết được. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ một sự thật, càng quan hệ tốt với Tần Lạc thì càng phù hợp với ích lợi của bản thân. Cho nên, lúc Tần Lạc cần bọn hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Tần Lạc lắc đầu nói. Phương pháp ngược lại chỉ có một cái còn có thể giải quyết vấn đề hay không thì ngay cả tôi cũng không rõ ràng lắm. Vương Dưỡng Tâm đối với Tần Lạc rất tin tưởng hỏi, là biện pháp gì? Tần Lạc dùng ngón tay lấy ra dụng cụ nói, làm giải phẫu này, việc cần lo nhất là trái tim bị tổn thương mà ngừng đập. Trái tim quá yếu, một khi bị tổn thương thì có thể dẫn phát phản ứng toàn thân, nếu như tôi có thể duy trì được sinh cơ cho trái tim thì các ông cần thời gian bao lâu có thể lấy được viên đạn ra? Cậu làm như thế nào? Vương Đào kinh ngạc hỏi, nếu như tình huống thật sự nguy hiểm thì đến lúc đó tuần hoàn ngoài cơ thể cũng không nhất định có thể hữu dụng. Ngân châm, Tần Lạc rất nghiêm túc nói. Vương Đào suy nghĩ một chút rồi nói, tạm thời tôi cũng không có biện pháp xác định là cần bao nhiêu thời gian nhưng chúng tôi sẽ tiến hành một cách nhanh nhất. Tốt, Tần Lạc gật đầu và bắt đầu phân công nhiệm vụ, tôi sẽ phụ trách giữ sinh cơ cho tim. Dưỡng Tâm phụ trách gây tê toàn thân. Vương Đào, Lý giáo sư, Trương giáo sư các ông đều là chuyên gia ngoại khoa, ba vị phụ trách lấy viên đạn ra. Minh bạch, không có vấn đề gì, mọi người hồi đáp. Khâu nguy hiểm nhất, gian nan nhất do Tần Lạc tiếp nhận, bọn họ còn có lý do gì nữa mà cự tuyệt. Lại nói, Tần Lạc phụ trách việc giữ trái tim, nếu như trong quá trình giải phẫu tim ngừng đập, đó cũng là vấn đề của Tần Lạc, bác sĩ khác không cần chịu trách nhiệm, đó là đãi ngộ mà bác sĩ nào cũng ao ước. Giải phẫu bắt đầu. Tần Lạc nói. Cả đoàn biểu lộ ngưng trọng đi theo sau Tần Lạc vào phòng giải phẫu. Việc thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể đã thành công, màng tim đã cắt ra, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt nhất và cũng chí mạng nhất. Đó là lấy viên đạn ra. Viên đạn nằm kẻ tại vách liên thất, lớp cơ giữa trái tim, ở giữa tâm thất và tâm nhĩ. Chỉ cần hơi không cẩn thận, người bệnh sẽ đi đời nhà ma. Vương Đào trán đầy mồ hôi, quần áo giải phẫu cũng ướt đẫm. Kìm số 2 Vương Đào nói. Y tá lập tức thuần thục đưa lên một cái kìm. Vương Đào cầm lấy rồi cẩn thận từng ly từng tí tách vị trí có viên đạn ra. Lý giáo sư và Trương giáo sư, trên mặt đầy mồ hôi, thoạt nhìn so với Vương Đào còn khẩn trương hơn. Bọn hắn một trái một phải đứng ở hai bên chiến hiệp ca chuẩn bị đồ để gắp viên đạn ra. Kìm trong tay hắn chậm rãi đưa tới, bọn họ tuy đã có vài thập niên giải phẫu người nhưng lúc này cũng khó có thể khống chế không cho cổ tay phát run. Đúng lúc này, Vương Đào kinh hô, chảy máu, xuất huyết nhiều quá. Nhanh cầm máu, trái tim chợt kịch liệt run rẩy. Đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, tốc độ rung động giảm bớt. Đình chỉ nhảy lên, đình chỉ nhảy lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1450, người cứu hắn một mạng. Lôi Hổ tính cách nôn nóng, lão đại đang ở bên trong làm giải phẫu, hơn nữa hắn nhớ lại lần đi khám trước. Cả một đám bác sĩ bệnh viện không quân và tổng cục hậu cần gì đó nhìn thấy lão đại đều lắc đầu thở dài nói không thể làm giải phẫu được, cái này khiến hắn không thể không khẩn trương. Tuy Tần Lạc danh khí rất lớn, hắn cũng rất tin tưởng Tần Lạc nhưng việc trị bệnh cứu người này luôn luôn tồn tại xác suất vạn nhất gì đó. Chỉ cần hơi có chút sai lầm thì tổn thất khó có thể bù đắp được. Lôi tử, mày đừng đi vòng vo nữa. Làm đầu tao choáng rồi đây này. Phòng giải phẫu còn đóng kín cửa. Mày có chạy đến cửa ra vào cũng đâu có thể nhìn được cái gì.
Gã chiến hữu của Lôi Hổ là Thanh Hoa không kiên nhẫn nói, theo tao thì vẫn nên im lặng ngồi chờ một lát. Lão đại cát nhân thiên tướng, trên chiến trường đều có thể đem mệnh nhặt về, cái tiểu phẫu này có gì ghê gớm đâu chứ. Được rồi, nếu lão đại cứ như vậy mà nghèo đi thì đã không phải là lão đại của chúng ta rồi. Một gã chiến hữu khác là Tà Nguyệt cũng lên tiếng phụ họa nói, cái lần chiến đấu thứ nhất đó lão đại không phải là đi phía trước sao? Cái đó lần rút lui thứ nhất đó lão đại không phải ở lại cuối cùng yểm hộ sao? Hắn có lúc nào gặp chuyện không may đâu. Chính là lần đó, lão đại bị đám hầu tử kia vây khốn mà cũng không mất đi một cái lông chân. Tao ngồi không yên, Lôi Hổ buồn bực hờn dỗi nói, bọn mày không lo lắng cho lão đại sao, tao đang lo lắng đây này. Bọn mày muốn ngồi yên là việc của bọn mày, tao đi lại là việc của tao. Ai, mày nói như vậy làm tao rất không vui đấy. Thanh Hoa nhảy dựng lên mắng, sao lại nói bọn mày không quan tâm đến lão đại hả? Sao bọn tao lại không lo lắng cho lão đại chứ? Cứ lo lắng là nhất định phải biểu hiện ở trên mặt như mày sao? Được rồi, Lôi Tử, mày đừng có như con chó điên cắn loạn nữa. Tao nói cho mày biết, bọn tao lo lắng cho lão đại không kém gì mày, mày còn dám nói như vậy nữa tao không khách khí đâu. Không khách khí thì thế nào? Lôi Hổ cố nói. Không khách khí thì tao đánh mày. Đến đi, ai sợ ai hả? Đến đây đi. Được rồi, được rồi. Thanh Hoa thấy Lôi Hổ và Tà Nguyệt có vẻ thật sự muốn đánh nhau thì không thể không đứng ra hòa giải, tôi biết rõ các cậu đều khẩn trương, tôi cũng vậy. Lôi Tử có bao nhiêu cân lượng, Tà Nguyệt cũng hiểu mà. Tà Nguyệt có bao nhiêu chiêu thức, Lôi Tử cũng không xa lạ gì. Nếu là đang ở trong đội, các cậu muốn đánh như thế nào, đánh đến 3 ngày 3 đêm tôi cũng sẽ không thèm để ý nhưng bây giờ đang ở địa bàn người khác. Bọn Tần bác sĩ đang ở bên trong làm giải phẫu cho lão đại. Nếu gây náo động thì sẽ ảnh hưởng tới việc giải phẫu đấy. Lôi Tử và Tà Nguyệt cũng không thật sự muốn đánh nhau, bọn hắn bình thường đấu võ mồm đã quen do chỉ dùng phương pháp này mới giải tỏa được áp lực trong lòng. Thấy Thanh Hoa khuyên can như vậy bọn hắn tự nhiên không thể nào tiếp tục đánh nữa. Hai người hung hăng trừng mắt nhìn nhau sau đó đều thở phì phì ngồi xuống. Đúng lúc này, đèn phòng giải phẫu thoáng cái biến thành màu xanh lá cây. Két! Cánh cửa phòng giải phẫu mu ra. Một bác sĩ mặc áo khoác trắng đi ra. Dầm ào ào. Lôi Hổ, Thanh Hoa cùng Tà Nguyệt ba người thoáng cái lao tới. Lôi Hổ lớn giọng gấp gáp hồ, bác sĩ. Lão đại của chúng ta thế nào rồi? Ai, Vương Đào lắc đầu, không có trả lời. Thấy biểu lộ của Vương Đào, ba người Lôi Hổ choáng váng. Bọn hắn nhìn nhau, Lôi Hổ nắm tay Vương Đào gấp giọng quát, bác sĩ. Ông nói mau đi, lão đại của chúng ta làm sao vậy? Chúng ta đã tận lực rồi. Vương Đào bất đắc dĩ nói. Tất cả mọi người đều không lạ lẫm một màn này, khi đám thầy thuốc từ trong phòng giải phẫu đi ra nói bọn hắn đã tận lực chứng tỏ cuộc giải phẫu này đã thất bại. Làm sao có thể, Lôi Hổ hai mắt đỏ rực lên giống như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, lão đại của chúng tôi thế nào rồi? Trong quá trình giải phẫu, tim bị ngừng đập, Vương Dưỡng Tâm tháo khẩu trang dùng thanh âm đau thương nói. Thoáng cái nước mắt Lôi Hổ tràn ra, hắn quay người chạy vào phòng giải phẫu. Ai, tiên sinh, các người không thể đi vào. Y tá còn muốn ngăn trở thì lại được Vương Dưỡng Tâm khích lệ nói, không sao, cử để cho bọn họ vào xem một chút. Lúc Lôi Hổ đi vào thì nhìn thấy Chiến Hiệp Ca đang bất tỉnh nằm ở trên bàn giải phẫu, lông ngực xé toang ra còn chưa khâu lại, trái tim hắn hở ra trước mặt mọi người, im lìm không đập. Tần Lạc mặc áo khoác trắng đang đứng cạnh Chiến Hiệp Ca, hai mắt nhìn chằm chằm vào trái tim Chiến Hiệp Ca. Thân thể không nhúc nhích giống như hắn đang dùng mắt phát công để cho trái tim Chiến Hiệp Ca một lần nữa đập lại vậy. Lão đại, Lôi Hổ thấp giọng quát. Lão đại, anh mau tỉnh lại đi. Tần Lạc, là mày. Mày hại chết lão đại của bọn tao, mày trả mạng cho lão đại tao đây. Tà Nguyệt đang muốn nhào tới đánh Tần Lạc thì Tần Lạc chợt động. Trong tay của hắn xuất hiện một cây ngân châm, sau đó dùng châm đâm vào tim Chiến Hiệp Ca. Đúng vậy. Hắn đơn giản dùng cây ngân châm đâm vào tim Chiến Hiệp Ca. Tà Nguyệt đang chạy vào vội dừng lại, mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tần Lạc, hắn muốn làm gì? Một người đã chết, chẳng lẽ hắn còn muốn khởi tử hồi sinh hay sao? Lôi Hổ lo Tà Nguyệt lại làm chuyện ngu xuẩn quấy rầy Tần Lạc chữa cho Chiến Hiệp Ca nên vội chạy tới đứng phía trước hắn. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ. Tần Lạc bảo trì tư thế một tay cầm châm, hai mắt nhắm nghiền. Thân thể lại một lần nữa ở vào trạng thái bất động. Lôi Hổ, Thanh Hoa và Tà Nguyệt ba người đứng ngây ngốc,
mắt cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, giống như trên mặt hắn vừa nở một đóa hoa vậy. Trong phòng giải phẫu, không khí rất im ắng giống như mấy người bên trong đều bị ma pháp sư sử dụng tĩnh ma pháp đem bọn họ biến thành mấy cỗ điêu khắc vậy. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 5 phút đồng hồ. Ngay lúc bọn lôi hổ sắp buông bỏ thì dị biến xảy ra. Tay Tần Lạc rung động, không, mà là cây châm trong tay Tần Lạc bắt đầu lay động. Không, phải nói là trái tim chiến hiệp ca bắt đầu đập lại. Tần bác sĩ, tình huống lão đại của chúng ta hiện tại như thế nào vậy? Ánh mắt lôi hổ sáng quắc nhìn chằm chằm vào Tần Lạc giống như là nhìn mối tình đầu của hắn vậy. Cần 3 tháng thời gian khôi phục trị liệu. Tần Lạc nói, những thứ khác, không có gì đáng ngại. Đông. Lôi hổ bịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Tần Lạc, không đợi Tần Lạc kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đã rầm 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 dập đầu 3 cái, âm thanh như chuông đồng nói, Tần bác sĩ, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Cậu đã cứu lão đại chúng ta một mạng, cái mạng lôi hổ này giờ là của cậu, có việc gì chỉ cần nói một tiếng, lôi hổ tôi sẽ bán mạng cho cậu. Không cần phải khách khí như vậy, Tần Lạc mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đỡ lôi hổ theo từ trên mặt đất lên vừa cười vừa nói. Tôi chỉ là làm chuyện nên làm thôi. Tà Nguyệt mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói, Tần bác sĩ, là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tôi quá lỗ mãng rồi, về hành vi vô lễ vừa rồi tôi xin lỗi anh. Tần Lạc khoát tay áo nói, cái đó chứng minh tình cảm của cậu và hiệp ca rất thâm hậu. Tôi rất vui mừng khi chứng kiến tình huynh đệ như vậy. Thanh Hoa cũng tiến lên tỏ vẻ cảm tạ, thái độ cực kỳ thành khẩn. Hiển nhiên. Một cú châm khởi tử hồi sinh kia của Tần Lạc đã triệt để khiến bọn họ rung động, cũng làm cho bọn họ khâm phục. Để lại 3 người canh giữ ở cửa phòng bệnh, Tần Lạc đi ra phòng nghỉ ngơi. Không nghĩ tới mấy người Vương Đào và Vương Dưỡng Tâm lại chạy tới, Vương Đào nắm chặt tay Tần Lạc kích động đến nỗi đỏ tía mặt nói, quá thần kỳ. Thật sự là quá thần kỳ, hoa đà tái thế, biển thước trọng sinh cũng không được như thế, một người bệnh tưởng chết rồi mà dưới tay cậu lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Tần bác sĩ, cậu làm như thế nào đấy? Đây là kỳ tích của y học, đáng hận là chúng tôi lại đi trước một bước nên không có cơ hội chứng kiến thời khắc này, Lý giáo sư rất là tiếc nuối nói. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ đến chuyện này chứ? Ai có thể nghĩ đến chứ? Trương giáo sư cũng phi thường kích động, vinh dự của Tần Lạc cũng là vinh dự của bọn họ, mỗi người đều rất cảm động. Đây là công lao của mọi người, Tần Lạc vừa cười vừa nói, nếu chỉ mình tôi thì không làm được. Còn phải cảm tạ các vị mới được. Tần Lạc vừa nói như vậy, mấy người khác lại không đồng ý liên tục nói bọn chúng tôi đây cũng không làm cái gì mà. Sau khi hàn huyên một hồi, đám Vương Đào, Trương giáo sư và Lý giáo sư đi ra ngoài trước, trong phòng nghỉ chỉ còn Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm. Tần Lạc mỏi mệt nằm ở trên ghế dựa, kéo một tấm khăn trắng che mặt lại. Vương Dưỡng Tâm ngồi ở bên cạnh hắn, yên tĩnh làm bạn. Thật lâu, từ trong tấm khăn thanh âm của Tần Lạc truyền ra. Tôi làm như vậy có đúng không? Vương Dưỡng Tâm khóe miệng nhếch lên nói, tôi biết ngay cậu sẽ hỏi vấn đề này. Tự tôi cũng không tìm được đáp án, Tần Lạc nói. Cậu cứu hắn một mạng, Vương Dưỡng Tâm nói, cái này đã đủ rồi. Chương 1451, không cho cười. Nghe xong câu trả lời của Vương Dưỡng Tâm, Tần Lạc cười trúng chím, chỉ có điều chiếc khăn màu trắng trên mặt hắn khiến người ta không cách nào nhìn thấy rõ sắc mặt hắn. Cậu cảm thấy anh không làm sai. Không, Vương Dưỡng Tâm quả quyết. Liệu chúng ta có dễ dàng tha thứ cho chính mình không? Vương Dưỡng Tâm khẽ thở dài nói, cần phải có thủ đoạn thích hợp. Hơn nữa bọn họ đã chủ động tiếp xúc với anh, vốn cũng không có ý tốt lành gì cho Cam. Kết quả cuối cùng là cứu được cái mạng anh ta. Đáng ra anh ta phải cảm ơn anh. Đây là cục diện hai bên đều thắng. Chúng ta là thầy thuốc không phải là thánh. Em hiểu anh được hưởng sự giáo dục như thế nào. Em cũng được giáo dục giống như anh, ai bảo chúng ta đều có một người ông tính tình cố chấp. Nhưng quan điểm của bọn họ cũng không thể đại diện cho suy nghĩ của chúng ta. Em hiểu rõ bọn họ đều đúng, thầy thuốc cần có trái tim của bậc cha mẹ, hẳn nên chí công vô tư, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Tính mạng con người tuyệt đối không được phép dùng thủ đoạn. Em đồng ý nhưng không hoàn toàn chấp nhận, chúng ta mang bản tính thiện lương đi chữa bệnh cứu người, chúng ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt với người bệnh điều gì. Thế nhưng nếu như có một người bệnh lợi dụng cơ hội chữa bệnh mà mang một ý đồ độc ác với mình, em tuyệt đối sẽ không ngại dùng y thuật để bảo vệ bản thân mình. Nếu như nói chúng ta đi ngược với lương tâm thầy thuốc chi bằng phải nói bọn họ đã vi phạm trách nhiệm của người bệnh trước. Vương Dưỡng Tâm nhìn Tần Lạc nói, chúng ta vì chính bản thân mình chế định ra ước thuốc điều lệ,
còn người bệnh có bị ước thúc bởi một tầng đạo đức không? Nếu như người bệnh có lai lịch bất chính vậy thì cần phải làm gì? Được rồi, Tần Lạc kéo chiếc khăn bông trên mặt xuống, sắc mặt hắn hồng hơn nhiều, không tái nhợt, yếu ớt như vừa rồi. Anh đã bị em thuyết phục. Đó là sự thật, Vương Dưỡng Tâm nói. Anh yêu cầu với bản thân mình quá nghiêm khắc. Ôi, Tần Lạc thở dài nói, anh chỉ là một tấm gương tốt mà thôi. Đúng vậy, Vương Dưỡng Tâm nói, bởi vì anh là thần tượng của toàn dân chúng. Tần Lạc không phủ nhận, quả thật hắn muốn làm tấm gương tốt, kéo cả nền trung y, kéo tố chất nghề nghiệp của người hành nghề. Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, muốn cải thiện nó không phải một ngày, một năm mà có khả năng thành công. Vương Dưỡng Tâm liếc nhìn cánh cửa phòng, hỏi nhỏ, anh làm thế nào mà khiến cho trái tim anh ta chết giả vậy? Anh châm kim vào huyệt nào thế? Em nhìn mà vẫn chưa hiểu sao? Tần Lạc hỏi. Vương Dưỡng Tâm lắc đầu nói, em đã nhận ra nhưng chưa hiểu rõ ràng. Em biết anh sử dụng thái ất thần châm nhưng em không nhìn thấy vị trí đâm kim của anh. Tần Lạc vỗ vỗ vào một vị trí huyệt đạo ở ngực. Vương Dưỡng Tâm gật đầu hiểu ý. Tuyệt thế thần kỹ, Vương Dưỡng Tâm tán dương. Thật ra ngũ long châm pháp cũng có thể làm được, Tần Lạc nói, vấn đề là loại châm pháp này quá thiên về hòa. Trên thế giới này không có ác pháp, chỉ có ác nhân, Vương Dưỡng Tâm nói. Nếu như sử dụng trong tay anh, nó có thể dùng để chữa bệnh cứu người. Nếu như rơi vào trong tay kẻ ác, bọn họ nhất định sẽ dùng nó để đi lừa gạt vơ vét tiền bạc của người bệnh. Tốt nhất là không nên truyền ra ngoài, bây giờ lòng người quá xấu mất rồi. Trái tim chết giả là lợi dụng ngoại vật khiến trái tim ngừng đập, ít thì trì hoãn được 2, 3 phút. Người có kỹ thuật cao thậm chí có thể khiến ngừng đập khoảng 20 phút. Trong quá trình giải phẫu chiến hiệp ca, tim chảy máu là chuyện đương nhiên. Thế nhưng vì nguyên nhân xuất huyết tim khiến trái tim ngừng đập, cuối cùng mấy chuyên gia đều nhận định đây là nguyên nhân tử vong. Tần Lạc vì lợi dụng kỹ thuật khống chế sự sống chết của chiến hiệp ca. Các bác sĩ thực hiện các biện pháp cấp cứu đều không có hiệu quả. Tận mắt ba chiến hữu của chiến hiệp ca đã nhìn thấy sau khi chiến hiệp ca chết. Tần Lạc diệu thủ thi châm cải tử hoàn sinh, giải trừ trạng thái chết giả này. Khiến trái tim của chiến hiệp ca khôi phục nhịp đập như bình thường. Tần Lạc vốn tới vì có mục đích, nay mục đích đã đạt được nhưng hành động của hắn đi ngược lại với y đức và giáo dục trong nhiều năm của Tần Tranh, vì vậy Tần Lạc bị bao vây bởi trạng thái mâu thuẫn, cảm giác rất mệt mỏi. Đây cũng chính là nguyên nhân Tần Lạc hỏi Vương Dưỡng Tâm, bởi vì bản thân hắn cũng không thể tự thuyết phục bản thân mình. Vương Dưỡng Tâm là cháu trai của thần châm Vương, mặc dù anh ta không biết thái ất thần châm mang nhiều sắc thái truyền kỳ nhưng ngũ long châm pháp của anh ta cũng là kỳ tích trong chốn nhân gian. Hơn nữa anh ta đã nghiên cứu châm pháp nhiều năm, hiển nhiên đã nhận ra Tần Lạc giở trò. Thế nhưng anh ta không để lộ, cực kỳ phối hợp với Tần Lạc diễn trò này. Là khi anh ta dẫn theo mấy bác sĩ rời khỏi phòng giải phẫu, đau đớn tuyên bố với mấy người lôi hổ rằng chiến hiệp ca đã chết. Là khi mấy người lôi hổ muốn xông vào trong phòng, bị y tá ngăn cản, chính anh ta đã lên tiếng cho phép bọn họ vào trong. Anh ta biết Tần Lạc cố tình sắp đặt nên sau khi mấy người Vương Đào rời khỏi một mình ở lại khuyên nhủ. Có một loại tình cảm gọi là không rời không xa cách. Vương Dưỡng Tâm hoàn toàn tán thành cách làm của Tần Lạc. Anh ta cảm thấy đây chính là người đàn ông chân chính hiểu được yêu ghét. Nếu như lúc nào cũng giữ một thái độ ngu ngơ để mặc người ta ức hiếp mình, ngược lại còn khiến người khác có cảm giác uất ức. Tần Lạc cười gượng nói, bây giờ anh có chỗ nào được coi là người tốt? Tâm biến thành xấu, tay nhuộm đỏ. Chỉ vì phải bảo vệ tính mạng mà thôi, Vương Dưỡng Tâm nói. Anh ta dừng một chút, giọng nói trầm thấp, ánh mắt sắc bén nói tiếp một câu bổ sung, anh không thể chết. Kẻ nào muốn anh chết? Chúng ta sẽ khiến kẻ đó chết. Tần Lạc vỗ vỗ vai Vương Dưỡng Tâm không nói gì. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhỏ. Bất hạnh thay, Tần Lạc nhận ra tiết tấu quen thuộc. Ai đó? Vương Dưỡng Tâm ngồi yên tại chỗ lên tiếng hỏi. Không ai lên tiếng. Tần Lạc cười nói, đi ra mở cửa đi. Em không ra mở cửa, cô ấy sẽ không vào. Vương Dưỡng Tâm nghi ngờ liếc nhìn Tần Lạc, biết hắn đã nhận ra thân phận của khách. Quả thật anh ta có điều không hiểu. Hai người bọn họ vẫn ngồi bên trong, sao Tần Lạc lại biết được? Vương Dưỡng Tâm đi ra mở cửa phòng, nhìn thấy hai người phụ nữ đứng trước cửa, thoáng sửng sốt sau đó mỉm cười, gật đầu, rất biết điều đi ra ngoài. Mã Duyệt đứng ở bên cửa, sau khi Văn Nhân Mục Nguyệt vào trong phòng, cô lập tức đóng cửa phòng lại. Váy ngắn màu trắng, áo khoác ngoài màu đen hình cánh én. Đơn giản mà lại không giản, đơn model chưa được lưu hành hoàn toàn mang phong cách một cô gái nổi tiếng. Đùi dài thon đẹp,
đôi ủng cao màu đen ôm cặp chân dài đẹp. Ánh mắt Tần Lạc dừng lại trên cặp chân dài của Văn Nhân Mục Nguyệt, rất khó có thể rời đi. Thon dài tinh tế, thẳng tắp, trắng nõn, không một tì vết. Bởi vì công việc hay vì tính cách, Văn Nhân Mục Nguyệt thường ngày vẫn mang một phong cách khá bảo thủ. Nhiều khi nàng mặc váy dài hay quần dài, rất ít khi nàng ăn mặc để lộ đôi chân trần như hôm nay. Dù vậy mọi người vẫn biết nàng có một thân hình quyến rũ, rung động lòng người. Thế nhưng không một ai nghĩ sự quyến rũ, hấp dẫn của nàng lại làm chấn động lòng người thế này. Áo ngắn màu trắng khiến lộ cả xương quai xanh nhỏ, đẹp của nàng, chiếc cổ chữ V như dệt hoa trên gấm, biến khuôn ngực đẹp như cánh bướm bất kỳ lúc nào cũng có thể tung cánh giữa trời không. Qua đó có thể nhận ra các nhà thiết kế thời trang của Văn Nhân Mục Nguyệt lợi hại cỡ nào, hoàn toàn quen thuộc với kích cỡ, dáng người của nàng, khiến quần áo kết hợp rất hoàn chỉnh với cơ thể. Đồ trang sức trang nhã, trên cổ nàng không đeo bất kỳ cái gì, thật ra trên cổ tay nàng đeo một vòng tay lục lạc bằng bạc trắng, trông rất tinh xảo, đẹp mắt. Hôm nay Văn Nhân Mục Nguyệt đã phá bỏ thói quen ngụy trang trước đây. Thế nhưng gương mặt của nàng cực kỳ trang trọng, nghiêm túc giống như nữ vương đi vào trong. Lúc này nàng vẫn hoàn toàn mang phong cách một nữ vương. Tần Lạc không nói, Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không nói. Tần Lạc không mời nàng ngồi mà chính nàng tự ngồi đối diện với Tần Lạc. Ánh mắt Tần Lạc lại chuyển tới đôi chân nàng, chỗ hai chân khép lại với nhau. Tần Lạc ngẩng đầu nhìn vào hai mắt nàng, ánh mắt nàng vẫn lạnh như băng nhìn thẳng vào Tần Lạc khiến hắn đỏ mặt. Đối với kiểu mắt đối mắt này, Tần Lạc không bao giờ là đối thủ của Văn Nhân Mục Nguyệt. Có thể ánh mắt của nàng vô cùng cao ngạo, có thể rất lạnh lùng, nghiêm khắc, cũng có thể rất vô tội, cũng có thể giả như không quan tâm tới bất kỳ chuyện gì, Tần Lạc không làm như vậy được. Sao em lại tới đây? Cuối cùng Tần Lạc cũng lên tiếng. Đúng lúc tới trại an dưỡng làm việc, nghe Mã Duyệt nói anh có một cuộc giải phẫu ở đây nên tới xem thế nào, Văn Nhân Mục Nguyệt trả lời rất lãnh đạm. Khi khi, Tần Lạc không nhịn được phì cười. Đúng lúc tới trại an dưỡng làm việc. Tần Lạc biết Văn Nhân Mục Nguyệt rất ít khi quan tâm tới chuyện của trại an dưỡng. Sau khi Long Vương rời khỏi nơi này, nàng rất ít khi để ý tới công việc của nơi này. Văn Nhân gia mới đại chiến với hai nhà Tần Bạch, lúc này còn biết bao nhiêu công việc quan trọng cần phải giải quyết. Công việc của trại an dưỡng quan trọng hơn những công việc đó sao? Hơn nữa Văn Nhân Đình lão gia mới vượt qua cơn bệnh nặng. Nếu như nàng có thời gian, nàng cũng chỉ dành thời gian bên ông mình. Nào cần thiết phải lãng phí ở đây không? Chính vì vậy đây chỉ là một cái cớ. Nàng biết hắn làm việc ở đây nên tới thăm hắn. Cô gái này, sao mồm miệng nàng vẫn kiên quyết vậy? Không được cười, gương mặt Văn Nhân Mục Nguyệt xuất hiện dáng mây hồng, nàng thẹn quá hóa giận, quát to. Ha ha ha! Tiếng cười của Tần Lạc càng lúc càng to. Còn có chuyện gì khiến con người ta thoải mái hơn chuyện nhìn thấy giai nhân túng quẫn không? Chương 1452, nếu làm trái lời sẽ bị sét đánh. Văn Nhân Mục Nguyệt đứng dậy định bỏ đi, Tần Lạc túm lấy cổ tay nàng. Văn Nhân Mục Nguyệt kéo lại, vòng tay lục lạc trên cổ tay nàng phát ra tiếng kêu leng keng rất êm tai khiến nàng càng trông dí dỏm, đáng yêu hơn nữa. Văn Nhân Mục Nguyệt còn đang định giãy giụa thì Tần Lạc kéo mạnh. Thân thể nàng không đứng vững, ngã vào lòng Tần Lạc. Cơ thể Văn Nhân Mục Nguyệt thoáng căng cứng, hai tay nàng chống vào ngực Tần Lạc như thể từ chối giao cơ thể cho hắn. Tần Lạc đặt tay ra sau lưng nàng, thì thào nói vào tai nàng, anh hơi mệt, hãy để anh ôm một lát. Văn Nhân Mục Nguyệt không nhúc nhích nữa. Tới khi nàng bình tĩnh lại, đột nhiên nàng thầm nghĩ, anh ấy mệt mỏi và ôm mình một lát thì có liên quan gì với nhau. Nàng muốn giãy giụa thoát ra nhưng rồi lại thôi. Văn Nhân Mục Nguyệt không dùng nước hoa nhưng từ cơ thể nàng vẫn phát ra một mùi thơm rất dễ chịu. Thanh nhã, tinh khiết tự nhiên, đó chính là hương thơm của cơ thể. Sức khỏe của ông thế nào rồi? Tần Lạc hỏi. Ừ, Văn Nhân Mục Nguyệt trả lời. Công việc hậu kỳ đã xong chưa? Vẫn chưa. Có Mã Duyệt, em nhẹ nhàng hơn nhiều. Ừ. Hôm nay em tới gặp anh sao? Ừ. Sau khi trả lời xong, Văn Nhân Mục Nguyệt chợt nhận ra câu trả lời của mình không đúng, nàng lại giãy giụa định thoát ra. Vừa mới cử động, Văn Nhân Mục Nguyệt lại bị Tần Lạc ôm chặt. Anh càng đáng ghét hơn so với trước, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Có vài điều chỉ cần hiểu ngầm với nhau vẫn tốt hơn. Bạn không nên bắt người ta nói ra khiến người ta không biết giấu cái mặt đi đâu nữa. Vì để chuộc lỗi, đợi sau khi anh xong việc, hết bận, anh sẽ đi du lịch với em, Tần Lạc nói. Em phải xem có sắp xếp được thời gian không đã. Văn Nhân Mục Nguyệt nói cực kỳ điệu bộ,
Em xin anh, em là người cầm lái của gia tộc Văn Nhân sao có thể nói muốn đi ra ngoài là đi được. Tần Lạc không quan tâm tới sĩ diện của nàng, hắn nói, chặng đầu tiên, em muốn đi đâu? Vân Điền Văn Nhân Mục Nguyệt nói, em cảm thấy ở đó cực kỳ thần bí. Được, chặng đầu tiên chúng mình đi Vân Điền để xem chúng mình có săn tiếp được một con gấu to nữa không? Không được đi săn, gấu rất đáng yêu. Tần Lạc thật hết nói. Cô ấy nói con gấu đáng yêu chỉ là những con gấu trên TV, đúng không? Nếu trên thực tế gặp phải những con gấu lớn đó, bạn tốt nhất phải cầu phúc lớn, mệnh lớn, bỏ chạy trối chết. Cơ thể hai người ép vào nhau, không một lời nói không cảm giác ham muốn chỉ có sự ấm áp và cảm giác sung sướng. Một lát sau Văn Nhân Mục Nguyệt rời khỏi ngực Tần Lạc, nàng đứng dậy sửa sang quần áo và hỏi, giải phẫu thành công không? Với trí thông minh của em, hẳn em đã đoán được rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt liếc mắt nhìn Tần Lạc một cái rồi nói, thi thoảng em thật sự muốn để não của mình nghỉ ngơi. Khi ở cùng một chỗ với anh, em không có năng lực tự suy nghĩ bất kỳ điều gì. Tất thảy những gì của em đều giao cho anh. Tần Lạc đứng trước cửa phòng gõ cửa. Cánh cửa phòng bệnh nhanh chóng được người bên trong mở ra. Người mở cửa là Tà Nguyệt. Gã rất vui khi nhìn thấy Tần Lạc đứng trước cửa. Tà Nguyệt tránh người sang một bên nói, Tần thầy thuốc. Mời vào trong ngồi, lão đại mới tỉnh lại, chúng ta vào trong nói chuyện một lát. Tần Lạc gật đầu nói, sức khỏe của anh ấy còn rất yếu, cố gắng nói ít. Hãy để anh ấy nghỉ ngơi nhiều. Hiểu rồi Lôi Hổ cười ha hả đi tới đón nói, Tần thầy thuốc điều này không cần anh căn dặn chúng tôi cũng hiểu. Lão đại chịu ta kiếp như vậy, chính anh kéo anh ấy quay về từ quỷ môn quan. Ôi, nếu không có anh sợ rằng lão đại đã mất mạng rồi. Người hiền sống lẩu, tôi chỉ làm việc mình nên làm thôi Tần Lạc cười nói. Tần thầy thuốc anh quá khiêm nhường Lôi Hổ nói. Chúng tôi khi xưa cả ngày xông pha chiến trường giết người, không tin vào số mệnh, cũng không tin quỷ thần. Là anh, chính là anh. Đám huynh đệ chúng tôi rất cảm kích anh. Các huynh đệ khác nghe nói chuyện này đều muốn mời anh ăn một bữa cơm. Anh xem khi nào có thời gian, nhất định anh phải cho các anh em kiếm Đông Nam chúng tôi cơ hội. Tôi cũng thích kết giao với những người phóng khoáng Tần Lạc gật đầu nói. Các vị đã muốn mời tôi uống rượu vậy tôi không muốn sau này cả ngày chỉ muốn nghe câu, cảm ơn. Được, không nói nữa Lôi Hổ cuống quýt trả lời. Tần Lạc vỗ vỗ vào vai Lôi Hổ rồi đi tới ngồi xuống cạnh giường Chiến Hiệp Ca. Sắc mặt Chiến Hiệp Ca tái nhợt. Ánh mắt vô thần thân thể cực kỳ yếu ớt. Trên MU bàn tay vẫn còn kim truyền dịch, một biện pháp giúp anh ta nhanh chóng khôi phục sức khỏe. Thế nhưng khi nghe giọng nói của Tần Lạc, anh ta cố gắng mở mắt, nhếch miệng cười cố gắng nói, cảm ơn. Mới rồi tôi đã không cho Lôi Hổ nói, cảm ơn. Bây giờ anh lại nói Tần Lạc cười nói. Lôi Hổ cầm cái ghế tựa tới. Tần Lạc đặt ghế ngồi xuống cạnh giường Chiến Hiệp Ca hỏi, bây giờ cảm thấy thế nào? Lần này tôi có thể yên tâm ngủ mấy ngày Chiến Hiệp Ca nói. Trước kia khi còn tại ngũ, mỗi lần đi chấp hành nhiệm vụ, hàng ngày đều gặp đại địch, rất ít khi có thời gian ngủ nhiều. Tần Lạc gật đầu hiểu ý, bởi vì hắn cũng nhìn thấy tình cảnh tương tự từ trên người quân sư và Ly. Mặc dù quân sư bị thương rất nghiêm trọng, khi hắn chạm vào người cô vẫn có thể có phản ứng vung tay đánh vỡ mũi hắn. Ngay cả một người đàn ông kiên cường, mình đồng ra sắt như Chiến Hiệp Ca còn không chịu nổi áp lực. Quân sư và Ly, khi nhớ tới hai cô gái này, cảm giác của Tần Lạc đau nhói. Hắn là một thầy thuốc hắn có thể cứu một người, 10 người, 100 người nhưng hắn lại không cứu được cả thế giới. Chỉ cần có chiến tranh, cần phải có quân nhân. Chỉ có thể mong mỏi hai người bọn họ cảm thấy mệt mỏi, sớm rời khỏi Long Tức. Sau khi xuất ngũ lại bị trọng thương Chiến Hiệp Ca khẽ thở gấp. Nói nhiều, liên tục cũng khiến anh ta rất mệt mỏi, phải cố gắng. Đặc biệt là ngực. Trái tim càng không tốt, chỉ cần chịu kích thích mạnh là tim lại đau đớn. Bây giờ viên đạn đã được lấy ra, tôi ngủ cũng thoải mái hơn nhiều. Mấy ngày nay, cảm giác rất nhẹ nhàng, giống như trẻ hơn mấy tuổi. Vậy là tốt rồi Tần Lạc cười nói, trại an dưỡng này điều kiện rất tốt. Tôi quen thuộc các bác sĩ ở đây, anh cứ ở lại nơi này nghỉ ngơi thoải mái. Bọn họ sẽ quan tâm chăm sóc anh cẩn thận, tới khi sức khỏe của anh hoàn toàn bình phục anh sẽ thấy cảm giác còn dễ chịu hơn nhiều nữa. Chiến Hiệp Ca nhìn Tần Lạc với ánh mắt kiên định, anh ta nói, mấy người Lôi Hổ đã nói chuyện với tôi, vốn tôi là một người đã chết, là anh tuyệt không từ bỏ, cướp đoạt tôi từ tay Diêm Vương. Ơn cứu mạng, câu nói cảm ơn thật sự quá nhẹ. Đối với anh, không hiểu một phế nhân có thể dùng cái gì để báo đáp. Nói chuyện báo đáp làm gì,
Tần Lạc vỗ vỗ mờ u bàn tay Chiến Hiệp Ca nói, tôi không thiếu gì cả. Hơn nữa tôi cũng đã nói với anh về tiền chữa bệnh. Tôi cảm thấy anh là một người bạn đáng kết giao. Nếu đã là bạn bè, nói chuyện đó có phải rất thô tục không? Môi Chiến Hiệp Ca mấp máy, anh ta định nói gì đó nhưng lại thôi. Tần Lạc ngồi rất gần đầu Chiến Hiệp Ca nên hắn thu hết biểu hiện của anh ta vào trong ánh mắt mình. Hắn cười nói, Chiến Huynh có gì muốn nói, không ngại thì cứ nói thẳng ra. Giữa chúng ta không cần phải giấu giếm điều gì. Xin lỗi Chiến Hiệp Ca nói. Anh có ý gì vậy? Tần Lạc ngạc nhiên hỏi. Tại sao anh lại nói vậy? Anh có nhớ là anh đã hỏi tôi một chuyện không? Chiến Hiệp Ca hỏi. Nhớ chứ, Tần Lạc cười nói. Tôi hỏi anh là địch hay là bạn? Anh cảm thấy bị sỉ nhục nên tức giận bỏ đi. Cũng chính vì vậy tôi mới cảm thấy anh rất có tính cách. Tôi thích kết bạn với những người kiêu ngạo như anh. Không là như thế này, Chiến Hiệp Ca lắc đầu nói. Vậy thì là cái gì? Tần Lạc tò mò hỏi. Câu trả lời của tôi là chúng ta là địch chứ không phải là bạn, Chiến Hiệp Ca nói. Đó là nguyên nhân tôi không thể trả lời câu hỏi đó, xấu hổ mà bỏ đi. Tần Lạc kinh hãi nói, tại sao chúng ta lại là kẻ thù? Nếu như tôi nhớ không lầm thì tối hôm đó trong hội sở là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta mà. Mặc dù tôi và mấy người lôi hổ có chút xung đột nhưng vấn đề đã được giải quyết. Chẳng lẽ vì vậy mà anh ghi mối hận với tôi sao? Hoàn toàn không liên quan tới chuyện tối hôm đó, Chiến Hiệp Ca nói. Mấy người lôi hổ nảy sinh xung đột với anh cũng là do tôi cố tình sắp xếp. Cho dù anh không phun rượu ra ngoài, bọn họ cũng sẽ tìm lý do khác xung đột với anh. Khi đó tôi có thể xuất hiện giảng hòa, vì thế quen biết anh, kéo gần mối quan hệ hơn nữa. Sắc mặt Tần Lạc trở nên nghiêm túc, hắn hỏi, tại sao anh lại muốn làm vậy? Sắc mặt Chiến Hiệp Ca đau khổ nhưng anh ta không trả lời. Một bên là em gái ruột của mình, một bên là ân nhân cứu mạng của mình. Anh ta biết đứng vào bên nào bây giờ? Cầm thú còn biết báo ơn, tôi há có thể lấy oán báo ân sao? Như vậy thì tôi còn không bằng cả cầm thú, cũng sẽ khiến các anh em coi thường tôi, Chiến Hiệp Ca nghỉ ngơi một lát rồi nói tiếp. Tần huynh đệ yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, tôi đối với Tần huynh đệ chỉ có tình cảm nhớ ơn, không có bất kỳ thù oán nào. Tôi cũng tuyệt đối không làm bất kỳ hành vi nguy hại nào hại Tần huynh đệ. Nếu như tôi làm trái với lời thề, tôi sẽ bị thiên lôi đánh chết. Tần Lạc nắm chặt bàn tay Chiến Hiệp Ca nói, tôi tin tưởng anh. Chương 1453, cứu hỏa. Lâm Hoán Khê lái xe, Tần Lạc ngồi ở ghế bên cạnh, ở ghế sau là Tần Lam, Bối Bối, Gabo, Ba Tiểu, Đại Mỹ Nhân. Hôm nay mấy người bọn họ tới vườn thú Yến Kinh vui chơi cả ngày, vui vẻ quay về. Cho tới tận lúc này bên tai Tần Lạc vẫn còn vang vọng tiếng cười vui sướng, giòn tan của Bối Bối, tiếng gọi bập bẹ tần 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 của Gabo mỗi khi cô nhìn thấy một loại động vật, mỗi con vật Gabo đều gọi Tần giống như con vật đó là Tần vậy. Bởi vì thói quen này của Gabo mà Lâm Hoán Khê và Tần Lam ôm bụng cười nắc nẻ. Sau đó mỗi khi nhìn thấy một loài vật, ngay khi Gabo còn chưa gọi, Lâm Hoán Khê và Tần Lam đã liên tiếp gọi trước. Vì vậy Gabo nhìn hai người với vẻ mặt cực kỳ ngơ ngác. Đương nhiên trước khi ra khỏi nhà, Gabo đã được hóa trang gần như hoàn toàn. Nếu như cô xuất hiện với mái tóc trắng, gương mặt như ngọc, dáng vẻ cực kỳ khả ái, cô sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác. Tóc tết, cho vào trong mũ, váy hoa nhỏ, giày vải màu xanh còn cả khẩu trang màu trắng che khuất nửa gương mặt khiến người ngoài rất khó nhận ra diện mạo thực sự của cô. Vốn Tần Lạc chỉ nghĩ đây là một lần ra khỏi nhà bình thường. Đáng tiếc hắn vẫn đánh giá thấp vấn đề liên quan tới chính trị. Khi Hoàng thất Thụy Điển nghe nói Tần Lạc muốn dẫn Gabo ra ngoài chơi công viên, lập tức trở nên bận rộn. Vệ sĩ, đội xe, báo với đại sứ làm công tác chuẩn bị, gọi điện thoại thông báo với những ban ngành của chính phủ Trung Quốc có liên quan. Sau khi bọn họ lên đường, đoàn xe tiền hô hậu ủng có tới 8 chiếc. Đó là do Tần Lạc đã cương quyết yêu cầu phải thu lại, hai bên đạt thành một hiệp nghị. Cũng chính vì thân phận đặc biệt của Tần Lạc nên chuyện này mới dễ dàng được thông qua. Nếu là một người bình thường, chỉ sợ mọi báo cáo phải mất thời gian một tháng. Đương nhiên người bình thường cũng tuyệt đối không thể mang công chúa Gabo tới vườn thú vui chơi. Gabo, hôm nay chơi có vui không? Tần Lam cầm tay Gabo, nhẹ nhàng hỏi. Bất kỳ người nào trông thấy Gabo cũng đều không kìm nén được sự yêu thích, huống chi một người mẹ có con gái như Tần Lam. Gương mặt nhỏ nhắn của Gabo ngơ ngác nhìn Tần Lam, không hiểu bà đang nói điều gì. Mẹ, mẹ hỏi vậy chị ấy không hiểu đâu, Bối Bối nói. Gabo chỉ biết nói mấy từ. Mèo và chuột cùng với Tần đúng không Gabo?
Tây Gabo lắp bắp nói. Hình như cô đang phản đối điều bối bối vừa nói. Tần Lạc vui mừng quay người hỏi, Gabo, cô mới nói gì hả? Tây một lần nữa Gabo lặp lại, lần này rõ ràng hơn lần trước một chút. Tây, Tây là cái gì? Gabo, có phải chị muốn nói sư tử không? Bối bối hỏi, người trẻ tuổi vẫn có thể hiểu nhau nhanh hơn. Sư một lần nữa Gabo lặp lại, lần này rõ ràng cô đã biểu đạt được ý của mình. Tần Lạc vui mừng quay đầu hỏi, Gabo, cô còn nhớ cái gì? Còn nhớ con cọp không? Lao Hu Gabo nói. Lần này không đợi Tần Lạc hỏi mà tự Gabo trả lời. Sâu. XJ. Bối bối kích động nói to, hay quá, hay quá. Gabo có thể nói rất nhiều. Gabo, chị thông minh quá. Có phải chị Tô Tử dạy chị không? Nhất định là chị Tô Tử dạy chị, đúng không? Tô Tử, Tần Lam nghi ngờ hỏi. Khi Tần Lạc đi đón Gabo, bà không đi cùng. Trong khoảng thời gian Tần Lam tới Yến Kinh này, không một ai nói với cô về chuyện Tô Tử, nên lúc này Tần Lam mới biết. Không một ai trả lời. Tần Lạc không biết nên trả lời thế nào. Lâm Hoán Khê đang chăm chú lái xe. Bầu không khí thoáng chốc khá trầm. Tần Lam thoáng hiểu đôi chút, cô hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lạc, đáng tiếc hắn ngải ở ghế trước. Nếu như hành động của Tần Lam quá lộ liễu, ngược lại sẽ khiến Lâm Hoán Khê khó xử. Tần Lam đành nén ý định răn dạy Tần Lạc lại. Bối bối nào hiểu được hút mắc tình cảm của người lớn. Khi cô bé thấy mẹ hỏi mà không ai trả lời, liền nhanh nhỏ nói, là chị Tô Tử. Chị ấy đẹp lắm, chị ấy tốt với con. Trước kia chân chị ấy không thể đi lại, chính là cha chữa khỏi cho chị ấy. Tần Lam gật đầu nói, thì ra cô ấy là người bệnh của Tần Lạc hả? Dạ bối bối nghiêm túc nói, thế nhưng chị ấy cũng là bạn của cha. Cha và con thường xuyên ăn cơm ở nhà chị ấy, cơm nhà chị ấy ngon lắm. Tần Lam tự biết chủ đề này khá mẫn cảm, nói nhiều sai nhiều, vì lo lắng bối bối không biết che đậy, nói ra tất cả chuyện của Tần Lạc, cô vội vàng chuyển sang chủ đề khác, bệnh của Gabo là gì vậy? Có phải tình hình của cô ấy tốt hơn trước kia không? Dạ tốt hơn nhiều Tần Lạc nói, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, cảm giác rất chấn động. Lần đầu tiên cháu nhìn thấy một cô bé xinh đẹp như vậy. Hừ bối bối ở ghế sau bắt mãn hừ một tiếng. Tần Lạc tự biết bản thân mình đã nói sai hắn vội vàng đôi giọng, ngoại trừ bối bối nhà chúng ta, đây là lần đầu tiên cháu nhìn thấy một cô bé đơn thuần trong sáng như vậy, thật ra tuổi cô ấy không nhỏ chỉ là không lớn lên. Bởi vì nguyên nhân bệnh tật nên cơ thể cô ấy không phát triển. Khi đó làn da cô ấy trong suốt, mái tóc trắng tinh khiết. Ngay cả mạch máu cũng màu trắng, giống như trên người được bao bọc bởi một lớp tuyết vậy. Tần Lam gật đầu nói, cô biết, khi đó cô đang ở Mỹ, đọc báo chí, truyền thông nước Mỹ cũng có nói về chuyện này. Khoảng thời gian đó cháu rất nổi tiếng ở nước Mỹ, đồng nghiệp của cô nghe nói cháu là người nhà của cô, đều tìm cô nhờ xin chữ ký của cháu. Sau một thời gian châm cứu và điều trị bằng thuốc, cuối cùng tình trạng bệnh của cô ấy cũng được cải thiện. Thế nhưng vì từ nhỏ cô ấy bị nhốt trong một ngôi nhà biệt lập, mắc chứng tự bế. Hơn nữa đây cũng không phải là chứng tự bế đơn giản. Cô ấy hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài ngoại trừ một con mèo đen. Vì cô ấy không tiếp xúc với cái gì nên thật ra lúc này cô ấy giống như một đứa trẻ 2 tuổi. Tất cả mọi thứ đều phải học từ đầu. Tần Lạc vui mừng nói, bây giờ xem ra tình hình càng ngày càng tốt. Trước đó cô ấy chỉ biết kêu sau đó biết gọi từ Tần. Bây giờ cô ấy còn học được khá nhiều từ. Chỉ cần cô ấy không tự bế nữa mà tự nguyện học tập, rất có thể cô ấy sẽ học được nhiều thứ. Hòa nhập vào xã hội như một người bình thường. Vậy là tốt rồi Tần Lam bùi ngùi nói. Một cô gái đáng yêu thế này, cô không hy vọng nhìn thấy cô ấy bị hủy bởi quái bệnh. Khi đang nói chuyện, chuông điện thoại di động của Tần Lạc trong túi vang lên. Tần Lạc lấy điện thoại di động, nhìn qua màn hình. Trên màn hình hiện lên số điện thoại riêng của Thái Công Dân. Không dám trì hoãn, Tần Lạc lập tức bấm nhận cuộc gọi. Thái Bộ trưởng, ngài tìm tôi. Tần Lạc cung kính hỏi. Tần Lạc, cậu dẫn theo công chúa Thụy Điển tới vườn thú hả? Thái Công Dân cười hỏi. Thái Bộ trưởng cũng biết chuyện này sao? Tần Lạc liếc nhìn Gabo cười hỏi. Công chúa Thụy Điển là khách mời của Bộ Y tế chúng ta, cô ấy ra ngoài đương nhiên tôi phải biết tin. Nếu không cậu nghĩ rằng cậu có thể dễ dàng mang cô ấy ra ngoài vậy sao? Tần Lạc cười gượng, hắn chỉ biết có nhân vật quan trọng đứng ra nói giúp nếu không hắn sao có thể dễ dàng đưa Gabo ra ngoài. Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Ai có thể gánh trách nhiệm? Cảm ơn Thái Bộ trưởng Tần Lạc cảm kích nói.
hôm nay Thái Bộ trưởng gọi điện tới là vì chuyện này sao? Giọng nói của Thái công dân trở nên nghiêm túc, ông nói, Tần Lạc, sau khi đưa Gabo quay về, hãy lập tức tới bộ một chuyến. Tôi có một chuyện quan trọng cần thương lượng với cậu. Hiểu rồi, sau khi đưa Gabo quay về, tôi sẽ lập tức tới đó, Tần Lạc nói. Khi Tần Lạc đi tới trụ sở Bộ Y tế, hậu vệ Đông đã đang đứng chờ bên dưới. Bây giờ hậu vệ Đông cực kỳ phấn chấn. Anh ta cũng có thể được coi là một nhân vật quan trọng trong bộ. Thư ký của bộ trưởng, rất nhiều khi anh ta chính là đại diện cho bộ trưởng Thái công dân, cho dù là ai đi nữa cũng phải nể mặt anh ta vài phần. Thế nhưng anh ta đối xử với Tần Lạc vẫn rất thân thiết như trước kia, bởi vì anh ta hiểu rất rõ rằng thể diện hiện nay của mình chính là do Thái công dân ban cho, nhưng mối quan hệ của Tần Lạc và Thái công dân vượt qua chính bản thân anh ta. Tần Lạc, tới rồi. Bộ trưởng đang chờ cậu ở phòng làm việc, hậu vệ Đông mỉm cười chào hỏi. Hậu ca, Thái bộ trưởng tìm tôi có chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi, hắn và hậu vệ Đông rất thân thiết, có một vài việc Tần Lạc chỉ cần hỏi trực tiếp hậu vệ Đông. Thái bộ trưởng không nhắc tới chuyện này trước mặt tôi không rõ ý tứ cụ thể, hậu vệ Đông cười nói. Nhưng tôi đoán chắc, rất có thể bộ trưởng cho cậu đi cứu hỏa. Cứu hỏa, Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Chương 1454, siêu cấp virus. Quả nhiên khi Thái công dân nhìn thấy Tần Lạc, câu đầu tiên ông nói là, Tần Lạc, tôi cần cậu đi cứu hỏa. Cứu hỏa, Tần Lạc hỏi lại. Mới rồi hậu vệ Đông có nói với hắn là đi cứu hỏa, bây giờ Thái công dân thấy hắn đã nói là đi cứu hỏa. Xem ra sự việc thật sự nghiêm trọng. Thái công dân mời Tần Lạc ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, ông bắt đầu đun nước pha trà. Thái công dân thích uống trà, ông càng thích nghệ thuật uống trà phương Nam. Trong khi đó nghệ thuật uống trà rất rườm rà, bảo thư ký trợ giúp lại không tiện, tự mình pha trà nhấm nháp mới cảm nhận được hương vị của nó. Chính vì vậy nếu là khách có quan hệ thân thiết với ông đều tự tay pha trà đãi khách. Tần Lạc, mấy ngày nay cậu có xem TV không? Thái công dân hỏi. Có xem, ngày nào cũng xem, Tần Lạc vừa trả lời vừa suy nghĩ ý tứ trong câu hỏi của Thái công dân. Chuyện này có liên quan gì tới sự kiện chất phóng xạ trên TV gần đây không? Vậy cậu có quan tâm tới chuyện động đất ở đảo Honshu, Nhật Bản không? Biết Tần Lạc không nhịn được mỉm cười. Hòn đảo Honshu này cũng xui xẻo quá mức. Năm trước mới xảy ra trận động đất 9 độ Richter. Chưa tới một năm lại xảy ra trận động đất 7,3 độ. Cái đó thì có liên quan gì tới chúng ta? Nói thật đảo Nhật Bản là một đất nước xảy ra nhiều động đất. Với những gì được giáo dục và những việc chân thực hắn biết, bản thân Tần Lạc hoàn toàn không có tình cảm đối với đất nước này. Chính vì vậy khi Tần Lạc biết tin đảo Honshu Nhật Bản xảy ra động đất, hắn không quá quan tâm tới trận động đất đó, hắn chỉ thờ ơ đóng vai người xem mà thôi. Thế nhưng bây giờ Thái công dân lại bảo hắn đi cứu hỏa, sự việc lại có liên quan tới trận động đất ở Nhật Bản khiến hắn cực kỳ hiếu kỳ. Thái công dân liếc nhìn Tần Lạc một cái và nói, Nhật Bản là đất nước hay xảy ra động đất, đặc biệt là đảo Honshu. Tháng 3 năm ngoái đã từng xảy ra trận động đất 9 độ, hơn nữa còn nảy sinh sự kiện rò rỉ chất phóng xạ vô cùng nghiêm trọng, cho tới lúc này vẫn chưa xử lý xong. Không ngờ năm nay lại xảy ra động đất, khoảng cách chưa tới một năm. Tôi nghĩ chính phủ Nhật Bản đã có biện pháp ứng phó rất hiệu quả, Tần Lạc nói. Nói chính xác câu này của hắn có ý từ chối, là một thầy thuốc năng lực của hắn có hạn, nếu như có thể lựa chọn, hắn muốn trước tiên cứu chữa người dân trong nước. Thái công dân lắc đầu nói. Tai họa lớn trôi qua tất có bệnh nặng. Cho dù là hạn hán hay là lũ lụt, sau đó đều nảy sinh dịch bệnh. Nhẹ thì làm tổn thương người, nặng thì mất mạng. Tần Lạc học y, hắn hiểu rõ đạo lý đó. Hơn nữa trong sách y học đã vô số lần ghi lại những điều đó. Hiện nay quốc tế đối phó với dịch bệnh chủ yếu là dùng kháng sinh. Mỗi khi xuất hiện một loại dịch bệnh, sẽ nghiên cứu ra một loại kháng sinh tương ứng kháng bệnh. Siêu virus không ngừng tiến hóa, thuốc kháng sinh cũng không ngừng tiến bộ. Bây giờ ở Nhật Bản xuất hiện một loại dịch bệnh lây truyền, ở giai đoạn ban đầu, nó có vẻ rất yếu ớt, không nguy hại nên dễ dàng bị con người bỏ qua. Ở giai đoạn cuối, cả người thối giữa khí quan suy kiệt mà chết, thậm chí các cơ quan nội tạng trong cơ thể con người cũng thối giữa, theo Thái công dân nghiêm túc nói. Đây là một hình thức bệnh siêu virus, bên Nhật Bản đã thử qua tất cả các loại thuốc kháng sinh nhưng không thể nào chữa trị được. Nhìn thấy sắc mặt Tần Lạc không mấy hứng thú, Thái công dân không khỏi thở dài nói, Nhật Bản đã đưa ra đề nghị với những quốc gia Âu Mỹ có nền y học phát triển. Các nước Mỹ, Anh, Đức, Thụy Điển, mười mấy nước đã phái đội y học tới hỗ trợ Nhật Bản điều trị căn bệnh này.
Đáng tiếc những đội điều trị này không những không thể dập tắt được căn bệnh này mà ngược lại trong quá trình nghiên cứu bệnh, bọn họ phát hiện ra một sự thật kinh người. Sự thật gì? Tần Lạc thoáng dùng mình hỏi. Có phải loại virus này không ngừng tiến hóa? Giết mà không giết được, đúng không? Thái công dân kinh ngạc nhìn Tần Lạc nói, tại sao cậu lại biết? Cậu thông qua phương pháp khác tìm hiểu chuyện này phải không? Chuyện này tới nay vẫn giữ bí mật mà. Đây là vấn đề con người đương nhiên sẽ gặp phải. Cuối cùng sắc mặt Tần Lạc trở nên nghiêm trọng. Từ khi con người sản xuất ra loại kháng sinh đầu tiên, sự thật này sớm muộn cũng xảy ra, nhưng tôi thật sự không ngờ nó lại tới quá sớm mà thôi. Chúng ta cũng hiểu rõ rằng quả thật thuốc kháng sinh có tác dụng cực kỳ hiệu quả với virus, chính là kiềm chế và tiêu diệt, nhưng điều đó cũng có khả năng thúc đẩy virus phân chia và tiến hóa. Virus mạnh mẽ phân chia, thuốc kháng sinh sử dụng cho cơ thể con người cũng mạnh mẽ phân chia. Virus cường thịnh lại bắt đầu phân chia, thuốc kháng sinh ngày càng lợi hại, đặc biệt mấy chục năm gần đây, ngành sản xuất thuốc kháng sinh đột nhiên tăng trưởng mạnh mẽ. Tốc độ tiến hóa của nó có thể dùng từ nhật nguyệt để hình dung. Thế nhưng cuối cùng chúng ta sắp sửa phải đối mặt với một loại virus nào đó có khả năng kháng mạnh mẽ với các loại kháng sinh. Kháng sinh chúng ta nghiên cứu không theo kịp tốc độ hồi phục của virus. Tình huống là như vậy, tai họa tự sinh ra. Thái công dân kinh hãi nhìn Tần Lạc, hồi lâu mà ông không nói gì. Một lúc sau ông thở dài nói, tôi vẫn coi cậu như một người trẻ tuổi tài cao. Xem ra tôi quá sai rồi, kiến thức của cậu vượt xa trình độ của người hành nghề y hiện nay. Có một vài người cũng hiểu đó là sự thật, vấn đề là lợi nhuận của thuốc kháng sinh quá lớn, lớn tới mức đủ khiến bọn họ vẫn im lặng. Cậu đã biết đạo lý này thì tôi cũng không giải thích thêm. Nếu như chỉ mình Đào Hon Su mắc bệnh dịch đó, cậu không muốn đi tôi cũng không ép. Nhưng mà nếu như phải đối mặt với dịch bệnh siêu cấp không ngừng phát triển kia, tôi vẫn muốn cử cậu đi, cậu hắn phải hiểu rõ Trung Quốc không phải là một hậu phương lớn. Chuyện này có liên quan mật thiết tới chúng ta. Hiển nhiên Tần Lạc hiểu rõ ý tứ của Thái công dân. Nếu như không có biện pháp loại trừ virus gây bệnh ở đảo Honshu, như vậy không chỉ một mình Nhật Bản đối mặt với nguy hiểm mà cả thế giới. Có lẽ lần này con người sẽ bị diệt tuyệt sao? Đó không phải là chuyện giật gân mà điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Cũng như Thái công dân nói, Tần Lạc hoàn toàn có thể từ chối không đi. Thế nhưng tới khi căn bệnh này bùng nổ, muốn khống chế và tiêu diệt nó thì đã muộn. Bên Nhật Bản có gửi đề nghị tới chúng ta không? Tần Lạc hỏi. Có, Thái công dân gật đầu. Tần Lạc bĩu môi nói, bọn họ quả thật rất quan tâm tới Trung Quốc. Nếu như bọn họ thật sự cho rằng Trung Y lợi hại, trong nhóm danh sách các nước đầu tiên hẳn phải có tên Trung Quốc. Thế nhưng bọn họ không làm vậy. Trước tiên bọn họ chủ yếu mời các quốc gia Âu Mỹ có nền Tây Y phát triển gửi đội điều trị sang trợ giúp. Bọn họ tin tưởng khoa học kỹ thuật Tây Y. Thế nhưng điều bọn họ không ngờ tới chính là những chuyên gia đó không thể giải quyết được loại virus đó. Bọn họ không quan tâm tới thể diện, vội vàng quay sang đề nghị Trung Quốc cứu viện. Lần này có mời Trung Quốc, Hàn Quốc và mấy nước châu Á. Xem ra cuối cùng bọn họ cũng nhận ra sức mạnh của y học cổ truyền Trung Quốc. Nghe vậy cảm thấy thoải mái hơn nhiều, Tần Lạc nói. May là nhóm đầu tiên Nhật Bản không mời Hàn Quốc, nếu không thì chuyện này thực sự muốn người Trung Quốc mất mặt. Tần Lạc mới đánh bại Hàn Y, nay trong chuyện này Nhật Bản mời bên Hàn Quốc thua trận không phải rất mất thể diện sao? Thái công dân đã pha trà xong, ông đặt chén trà trước mặt Tần Lạc. Hỏi, cậu đồng ý không? Tôi có thể từ chối sao? Tần Lạc hỏi ngược lại. Thái công dân cười nói, Tần Lạc, tôi hiểu rõ tình cảm của cậu. Tôi cũng hiểu rõ tình cảm dân tộc, nhưng đứng trên vị trí của tôi, đứng trên vị trí của cậu, chúng ta tuyệt đối không có quyền từ chối. Cậu không chỉ cứu đảo Honshu, cứu Nhật Bản, cứu Trung Quốc, mà còn cứu vất cả nhân loại. Tôi không có ý thổi phồng công lao. Nếu như không thể khống chế loại virus này, như vậy loài người thật sự gặp đại họa. Như vậy tôi và cậu cũng không tránh được. Đồng bào của chúng ta cũng không có cách nào tránh được. Cậu là một người thông minh, cậu hắn hiểu rõ đạo lý này. Tần Lạc gật đầu hỏi, khi nào lên đường? Ngày mai, Thái công gián nói, thời gian gấp lắm rồi. Tôi hiểu, Tần Lạc nói. Cậu là đội trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc, giống như lần trước, thành viên đoàn đại biểu do cậu lựa chọn. Thái công dân nói, ông là một lãnh đạo rất sáng suốt. Mỗi khi giao việc cho Tần Lạc, ông đều trao toàn quyền cho hắn. Được, ngay bây giờ tôi sẽ về chuẩn bị, Tần Lạc sảng khoái nói. Một khi đã đồng ý, không cần phải lề mề, chậm chạp trì hoãn thời gian. Thái công dân vỗ vỗ vai Tần Lạc nói, nhất định phải chú ý an toàn.
Mặc dù bệnh này còn chưa lưu truyền công khai, chỉ có một số ít người mắc bệnh, nhưng cậu tiếp xúc thường xuyên với bệnh, nhất định phải chú ý an toàn. Tôi sẽ chú ý, Tần Lạc nói. Chương 1455, chúng mình kết hôn. Đi Nhật Bản, Tần Lam kinh ngạc hỏi. Bây giờ cháu đi Nhật Bản làm gì? Bên kia xảy ra sự cố y học, muốn cháu sang đó xử lý, Tần Lạc cười nói. Lâm Hoán Khê cau mày, nàng hỏi vẻ cảnh giác, thành phố nào ở Nhật Bản? Đảo Honshu. Sau khi do dự một lát, Tần Lạc quyết định thành khẩn khai báo. Hắn biết mặc dù hắn không nói, với trí thông minh của Lâm Hoán Khê, nàng hoàn toàn có thể đoán ra. Đảo Honshu. Lúc này đây ba người Lâm Thanh Nguyên, Lâm Hoán Khê và Tần Lam đều kêu lên kinh hãi. Chỉ có cô bé Bối Bối nhìn mấy người lớn với ánh mắt khó hiểu, cô bé không hiểu rốt cuộc bọn họ muốn nói gì. Thế nhưng có một việc rất rõ ràng, cha lại xa nhà. Đúng vậy, đảo Honshu, Tần Lạc quả quyết. Tần Lạc, sao cháu lại tới đảo Honshu? Chẳng lẽ cháu không đọc báo sao? Mấy hôm trước ở đảo Honshu xảy ra động đất, nghe nói hiện nay vẫn liên tục xảy ra dư chấn. Không ai biết liệu có tiếp tục xảy ra một trận động đất mạnh nữa hay không. Cần phải đề phòng, thiên tai muốn tránh cũng không tránh được. Cô đã đọc báo thấy nói dân chúng đảo Honshu đang được di chuyển ra bên ngoài, sao cháu còn đâm đầu vào đó? Cháu có biết như vậy rất nguy hiểm không? Ai ra lệnh này cho cháu? Rõ ràng là ép buộc. Không đi, kiên quyết không đi. Lâm Hoán Khê không phản ứng quyết liệt như Tần Lam, nhưng sắc mặt nàng vô cùng lo lắng. Không thể không đi sao? Nhất định phải đi, Tần Lạc gật đầu nói. Hắn đã đồng ý với Bộ trưởng Thái Công Dân, cho dù thế nào đi nữa lúc này hắn tuyệt đối không thể lui lại sau. Hơn nữa Bộ trưởng Thái Công Dân còn nói, Trung Quốc không phải là hậu phương lớn. Nếu như sự việc này giải quyết không tốt, cả loài người đều gặp tai họa. Em đi cùng với anh, Lâm Hoán Khê nói. Không được, Tần Lạc ngay lập tức từ chối. Em không đi được. Nói đùa, dịch bệnh đang lan tràn bên kia, bản thân mình còn chưa biết tình hình cụ thể, sao có thể đưa người phụ nữ của lòng mình cùng tới đó. Tính cách Lâm Hoán Khê rất cứng cỏi, nhưng biểu hiện bề ngoài của nàng lại cực kỳ ôn nhu và biết nghe lời. Tần Lạc không cho nàng đi, nàng tuyệt đối sẽ không tiếp tục tranh cãi. Nàng chỉ hỏi, khi nào đi? 1 giờ chiều mai máy bay cất cánh, Tần Lạc nói, thời gian rất gấp. Lâm Hoán Khê đứng dậy nói, em đi chuẩn bị hành lý cho anh. Đợi khi Lâm Hoán Khê lên lầu, Tần Lam đi tới ngồi bên người Tần Lạc nói, Hoán Khê rất lo lắng cho cháu. Cháu không thể không đi sao? Hãy để người khác đi thay, được không? Cháu biết, nhưng cháu có lý do nhất định phải đi, Tần Lạc gật đầu nói. Hắn cực kỳ hiểu Lâm Hoán Khê, nàng không giỏi trong cách thức biểu đạt tâm trạng của mình, thích chôn giấu mọi chuyện trong lòng, nhưng rõ ràng nàng rất lo lắng. Lâm Thanh Nguyên cũng cau mày hỏi, Tần Lạc, có phải bên kia sau động đất xuất hiện dịch bệnh không? Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu nói. Mặc dù Bộ trưởng Thái Công Dân nói chuyện này cần phải được giữ bí mật một thời gian, nhưng chính là do Lâm Gia Gia đã đoán ra. Hắn chỉ khẳng định mà thôi. Hắn là một người trung thực, tóm lại không thể yêu cầu một người trung thực nói dối gạt người, đúng không? Tình huống gì? Lâm Thanh Nguyên hỏi. Bởi vì chuyện này vẫn hoàn toàn được giữ bí mật, hiểu biết của cháu cũng có hạn. Biểu hiện ở giai đoạn đầu là sức yếu, vô lực, giai đoạn sau là toàn thân thối rữa, cơ quan nội tạng suy kiệt mà chết. Nghe nói là do một loại virus không biết tên xâm nhập. Chính phủ Nhật Bản chính thức đề nghị các nước cử chuyên gia sang bên đó, phát hiện ra hiện nay trên thế giới không có bất kỳ loại kháng sinh nào có thể đối phó hữu hiệu với loại virus đó, Tần Lạc giải thích. Bên Nhật Bản đã chuyển lời đề nghị với bên Trung Quốc muốn mượn lực lượng Trung Y, vì vậy với tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, cháu được phái sang bên đó. Vì để thay đổi bầu không khí nên cuối cùng, Tần Lạc nói một vui đùa. Vi khuẩn không biết tên, Lâm Thanh Nguyên cúi đầu trầm tư một lát, ông nói, loại virus này không biết xuất hiện từ đâu, không tên, cũng không biết con đường lây bệnh của nó. Còn nữa, cháu đã suy nghĩ tới vấn đề này chưa? Đảo Honshu năm trước xảy ra động đất 9 độ. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, còn khiến rò rỉ chất phóng xạ trên đảo. Liệu loại virus này có liên quan tới sự kiện rò rỉ chất phóng xạ kia không? Tần Lạc gật đầu nói, cháu cũng đã nghĩ qua. Không loại trừ đó có thể là một loại vi khuẩn hay vật chất nào đó bị ô nhiễm phóng xạ biến thành một loại virus. Cháu chưa từng thấy ca bệnh trên thực tế. Có lẽ những cơ quan nghiên cứu bên kia sẽ có tài liệu. Nếu như là virus biến dị thì gay gâu rồi, Lâm Thanh Nguyên khẽ thở dài nói. Lần này cháu đi đảo Honshu rất nguy hiểm. Trước tiên không nói tới loại virus lây bệnh kia khiến người ta khó lòng đề phòng, mà ngay cả những đội điều trị của các nước không phối hợp cùng với cháu.
Ông đã mấy lần tham gia đội ngũ cứu trợ y tế quốc tế. Thầy thuốc trung y chúng ta gần như không có cơ hội lên tiếng. Diễn viên chính là những bác sĩ Âu Mỹ, chúng ta chỉ là những diễn viên phụ mà thôi. Cháu đi, chỉ sợ cũng sẽ phải đơn độc chiến đấu. Tần Lạc mỉm cười nói, cháu đã quen rồi. Lâm Thanh Nguyên vui mừng gật đầu nói, coi như cháu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Đi thôi Nam Nhi lập nghiệp, trong đại nạn hiển rõ đại dũng, e rằng đây chính là cơ hội khiến trung y trở mình. Bối Bối từ ghế salon bò vào lòng Tần Lạc, cô bé ngẩng gương mặt đáng yêu hỏi, cha, cha lại đi ra ngoài công tác à? Tần Lạc yêu thương vuốt gương mặt nhỏ nhắn của cô bé nói, đúng vậy. Ôi Bối Bối, tiểu đại nhân này thở dài, con vốn nghĩ hàng ngày con phải đi mẫu giáo cũng đã rất bận rộn rồi. Mấy người lớn lại còn bận rộn hơn con, cha đi gặp mẹ Hoán Khê đi, mẹ Hoán Khê nhất định rất khó chịu trong lòng. Tần Lam và Lâm Thanh Nguyên đều phá lên cười vì câu nói của Bối Bối. Tần Lạc hôn mấy cái vào gương mặt bầu bĩnh, nhỏ nhắn của cô bé. Khi Tần Lạc đi lên lầu, Lâm Hoán Khê đang đứng trước tủ quần áo, bận bịu chuẩn bị quần áo cho hắn. Em đã tìm hiểu thời tiết ở đảo Honshu lạnh, ẩm ướt, gió biển rất mạnh. Anh phải mang nhiều áo khoác dày, đỡ sang bên đó phải đi mua. Không nên mang giày vải, chỉ mang hai đôi giày da, bên kia mới xảy ra động đất. Đường không dễ đi. Giày vải dễ ẩm ướt, dễ dính bẩn dễ dàng nhiễm các loại bệnh phù chân. Em đã mua cho anh hai tá quần lót mặc một lần. Mỗi cái chỉ cần mặc một lần không cần giặt. Mang luôn cả kem đánh răng và khăn mặt, không cần bọn họ cung cấp gì hết. Em để kem giường ra ở ngăn ngoài cùng của vali. Gió mạnh da chóng khô, cần phải ngăn ngừa tình trạng khô da. Anh là thầy thuốc anh hẳn hiểu rõ, da là nơi vi khuẩn dễ xâm nhập nhất. Lâm Hoán Khê chưa từng nói nhiều như này, nàng cũng chưa từng lải nhải nhiều như hôm nay. Đại khái đây chính là cách thức thể hiện tình cảm của nàng. Không sôi nổi không mãnh liệt, triền miên nhưng khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp. Đó là cảm giác người mẹ, đó là cảm giác gia đình. Tần Lạc đi tới, vòng tay ôm Lâm Hoán Khê từ phía sau. Lâm Hoán Khê yên lặng, đứng yên không nhúc nhích. Ôm thân thể đầy đặn quyến rũ của nàng. Mũi người mùi da thịt đầy ham muốn nhưng Tần Lạc thật sự không có cảm giác ham muốn. Hắn thầm nghĩ yên tĩnh, vĩnh viễn được ôm nàng vào lòng như này. Lâm Hoán Khê cảm nhận được tâm trạng ly biệt của Tần Lạc. Nàng tựa hẳn vào lòng hắn không nhúc nhích. Hoán Khê cầm Tần Lạc đặt trên bờ vai Lâm Hoán Khê, hắn thì thào gọi tên nàng ngay bên tai. Ừ tai Lâm Hoán Khê o o, cả người như tê dại nàng dịu dàng trả lời. Em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Xong hết rồi Lâm Hoán Khê trả lời. Nàng vốn nghĩ Tần Lạc hỏi xem nàng đã chuẩn bị xong hành lý cho hắn hay chưa. Chuẩn bị xong rồi Tần Lạc cười nói, chờ khi anh quay về, chúng mình làm đám cưới, được không? Lâm Hoán Khê không trả lời. Nước mắt nàng chảy xuống gò má. Ai nói vui mừng vô hình, đó chỉ là gạt người. Nếu không một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt không ngừng chảy xuống kia đại diện cho cái gì? Chương 1456 cực kỳ đỏ mắt. Sự tình đặc biệt cần cách làm đặc biệt. Từ khi Thái Công Dân trở thành Bộ trưởng Bộ Y tế, những việc làm của Tần Lạc thuận tiện hơn rất nhiều. Buổi tối Tần Lạc định ra danh sách thành viên đội điều trị gồm 10 người thông báo với Bộ Y tế. 9 giờ sáng hôm sau hậu vệ Đông gọi điện thoại cho hắn nói danh sách đã được thông qua. Hơn nữa còn đích thân do phòng thư ký của Bộ Y tế thông báo cho những chuyên gia chuẩn bị lên đường. Lần này toàn bộ thành viên đội điều trị đều là trung y. Đại đa số là thành viên Hiệp hội Trung Y. Tần Lạc không muốn mang theo chuyên gia Tây Y. Nếu như cần Tây Y, chính phủ Nhật Bản tuyệt đối sẽ không cầu viện Trung Quốc. Ngoại trừ Tần Lạc là đội trưởng, một người đàn ông trung niên có tên là Lý Trác Ngô đóng vai trò phó đoàn cho Tần Lạc. Ngay từ khi còn nhỏ Lý Trác Ngô đã bái danh sư Trung Quốc học tập Trung Y, sau đó lại thi đỗ vào trường Đại học Trung Y Dược Trung Quốc được đào tạo chuyên sâu một cách có hệ thống. Ngay cả ông Tần Lạc là Dược Vương Tần Tranh cũng rất tán thưởng ông ta, chính vì vậy lần này Tần Lạc mang theo Lý Trác Ngô. Hiển nhiên Vương Dưỡng Tâm cũng muốn đi theo. Bây giờ anh ta là người đại diện kiêm trợ lý của Tần Lạc. Một vài chuyện không cần thiết Tần Lạc xử lý đều do Vương Dưỡng Tâm chịu trách nhiệm thực hiện, năng lực làm việc của anh ta rất mạnh. Những người còn lại đều là những trung y rất có năng lực hơn nữa còn khá trẻ tuổi. Đảo Honshu mới xảy ra động đất hơn nữa còn liên tục xảy ra dư chấn. Tần Lạc không đành lòng mang theo mấy ông già như Cố Bách Hiền, Vương Tu Thân. Bộ Y tế cử theo hai phiên dịch trẻ tuổi. Cả hai đều là người Tần Lạc không quen biết. Xem ra trong Bộ Y tế cũng muốn cử người của bản thân mình.
Tần Lạc không thể đề nghị bọn họ phái người mình quen biết cùng đi. Đương nhiên trong tình hình như thế này, Tần Lạc tuyệt đối không sang Nhật Bản một mình. Hắn cần vệ sĩ. Jesu, tóc vàng mắt xanh, cực kỳ đẹp trai, đại đầu âm thầm đứng trong đám đông, bị người coi nhẹ, còn cả Ly Chuyên mặc quần áo da màu đen. Tần Lạc từ chối không cho Lệ Khuynh Thành, Lâm Hoán Khê và Tô Tử đi nhưng hắn không thể từ chối Ly. Bởi vì Ly đưa ra lý do, tôi là quân nhân không phải phụ nữ của anh. Tần Lạc biết quân nhân có phương thức bảo vệ của riêng mình, khơ ý thức an toàn của bọn họ mạnh hơn người bình thường cả trăm lần nên hắn chỉ cần biết bất đắc dĩ đồng ý. Thật ra Tần Lạc muốn lần nào đi ra ngoài làm việc đều mang theo hai ông già Long Vương và Phó Phong Tuyết. Không thể không nói suy nghĩ này của hắn rất không thực tế. Căn cứ theo hành trình thống nhất chung giữa Bộ Y tế và Chính phủ Nhật Bản, trước tiên mọi người bay tới sân bay quốc tế Tokyo. Nhật Bản sau đó bên kia sẽ cung cấp xe cho mọi người tới đảo Honshu. Đảo Honshu sau trận động đất 9 độ năm ngoái, sân bay đã tê liệt, nay xảy ra động đất lần này. Đừng nói là sân bay không thể sử dụng được mà có dùng được cũng không ai dám hạ cánh xuống đó. Khi đoàn người đang ở trong phòng VIP, chuông điện thoại di động của Tần Lạc vang lên. Tần Lạc nhìn số điện thoại trên màn hình, hắn không khỏi mỉm cười. Hắn cố tình không thông báo, không ngờ nàng cũng biết tin. Tần Lạc cầm điện thoại đi ra ngoài phòng, sau khi bấm nhận cuộc gọi. Hắn cười nói, cửu cửu, tại sao gọi điện cho anh vào lúc này? Hôm nay em không phải huấn luyện sao? Tại sao không thể gọi điện cho anh vào lúc này? Anh đâu có quy định thời gian em không được gọi điện cho anh? Giọng nói Vương Cửu Cửu có vẻ rất bực bội, sặc mùi khói lửa. Rõ ràng lần này Vương Đại Tiểu Thư rất tức giận, cực kỳ tức giận. Anh định giấu em tới khi nào? Tại sao anh lại đồng ý tới đảo Honshu? Ai phái anh đi? Con người này rõ ràng có tâm địa bất chính. Nếu như em ở Yến Kinh, em nhất định sẽ tới tận nhà mắng cho một trận. Tần Lạc cười nói, Thái Bộ trưởng cử anh đi. Nghe Tần Lạc trả lời, ngược lại Vương Cửu Cửu càng tức giận. Nàng mắng to, ông già này cũng không phải người tốt. Vương gia nhà em mới giúp sức cho ông ta ngồi lên ghế bộ trưởng, ông ta đã quay người đẩy người đàn ông của em tới đảo Honshu. Thật đáng hận, nếu sớm biết thế này thì ủng hộ Hoàng Cường cho rồi. Hoàng Cường nhất định sẽ không làm cái chuyện vong ân phụ nghĩa như này. Cửu Cửu em không nên trách Thái Bộ trưởng, Tần Lạc bình tĩnh nói. Hắn cảm nhận được tình cảm sâu sắc của Vương Cửu Cửu sau sự tức giận của nàng. Thế nhưng Tần Lạc không muốn Vương Cửu Cửu hiểu lầm Bộ trưởng Thái Công Dân. Trong giai đoạn hiện nay thứ Trung Quốc vẫn thiếu chính là những quan chức như Thái Công Dân một lòng vì công việc, toàn tâm toàn ý vì dân chúng, gặp khó khăn gắng sức làm việc, tuyệt đối không đùn đẩy trốn tránh. Ngồi ở vị trí đó, ông phải có lựa chọn như vậy, ông ấy tin tưởng anh, muốn phái anh sang đó. Hơn nữa đây cũng do anh tình nguyện. Sao anh ngu vậy? Anh không biết tình hình đảo Honshu à? Giọng nói của Vương Cửu Cửu nhỏ đi. Giống như cô gái đang làm nũng với người tình. Rõ ràng nàng đã nhận ra câu nói trước đó của nàng đã làm tổn thương người khác. Anh biết, Tần Lạc nói. Chính vì anh biết tình hình đảo Honshu nên anh mới đồng ý tới đó. Tần Lạc cười nói, cho dù không vì bản thân mình, anh cũng vì mọi người mà giải quyết vấn đề này. Anh tuyệt đối không muốn Vương Cửu Cửu xinh đẹp đáng yêu, trong sáng bị lây nhiễm loại virus đó. Vương Cửu Cửu cười khúc khích trong điện thoại, nói, được rồi em chấp nhận lý do này của anh. Thế nhưng em cũng muốn đi cùng anh. Không được, một lần nữa Tần Lạc kiên quyết từ chối. Đây là lần thứ năm hắn nói câu này. Hắn đã nói với Lâm Hoán Khê, nói với Lệ Khuynh Thành, nói với Tô Tử, cũng nói với Ly nhưng không có tác dụng. Không một ai trong bọn em được đi. Bọn em... Xem ra người muốn đi không ít, Vương Cửu Cửu lầm bầm. Tần Lạc cười gượng nói, Cửu Cửu, em hãy ngoan ngoãn ở lại Dương Thành chờ anh quay về. Được rồi, cuối cùng Vương Cửu Cửu cũng đồng ý. Thế nhưng anh nhất định phải chú ý an toàn. Nếu như anh xảy ra chuyện, phù phù, em đúng là mồm miệng xui xẻo. Em mặc kệ, anh nhất định phải an toàn quay về. Được, Tần Lạc đồng ý. Vương Cửu Cửu mới nói chuyện xong, chuông điện thoại của Tần Lạc một lần nữa lại vang lên. Tần Lạc nhìn số chẽn màn hình điện thoại khẽ thở dài. Năm xưa ở Dương Thành, hắn nào mảy may nghĩ sẽ có cảnh đông đảo mỹ nhân vần quanh như ngày hôm nay. Khi Tần Lạc bị Vương Dưỡng Tâm ngồi bên cạnh đánh thức, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Tokyo. Bầu trời ảm đạm, mây đen xuống rất thấp. Ở chỗ gần ngọn đèn hiệu, con người như những con kiến đang bận rộn di chuyển trên sân bay. Tới rồi, Vương Dưỡng Tâm nói. Những người khác cũng tỉnh rồi hả? Tần Lạc hỏi. Tỉnh rồi, Vương Dưỡng Tâm nói,
chúng ta xuống máy bay thôi. Khi đoàn người đi tới lối ra sân bay đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở màu đen đang giơ một tấm biển lớn. Trên tấm biển để Tần Lạc bằng tiếng Trung Quốc. Vương Dưỡng Tâm đi nhanh tới nói chuyện với cô rồi hai người nhanh chóng quay lại. Đây là Miss Cố Đô Viên, nhân viên ngoại giao Nhật Bản. Cô ấy phụ trách tiếp đón chúng ta. Cố Đô Viên là người phụ nữ đeo kính, nhìn bề ngoài cực kỳ bảo thủ. Nhưng khi cô mỉm cười, bên má phải có một má lúm đồng tiền rất sâu, trông vô cùng đáng yêu, hấp dẫn, Cố Đô Viên chủ động chìa tay bắt tay Tần Lạc. Cô nói, bác sĩ Tần chào anh, tôi là Cố Đô Viên, xin mời anh quan tâm nhiều hơn. Khi nói thân hình cô thoáng nhào về trước. Cảm ơn Cố Đô Viên tiểu thư tới đón chúng tôi, Tần Lạc nói. Hắn không tức giận vì chính phủ Nhật Bản không phái quan chức chính phủ tương đương ra nghênh đón. Ngược lại hắn còn cực kỳ thích cách làm này. Một đất nước hùng mạnh không cần thể hiện trên phương diện này. Quan chức chính phủ không chỉ có dùng mỗi vào việc đón tiếp khách. Bác sĩ Tần quá khách khí rồi. Đây là phận sự chúng tôi phải làm. Bác sĩ Tần có thể dẫn đoàn tới đây chính là sự ủng hộ rất lớn với chúng tôi. Xe đang ở bên ngoài, mời các vị ra xe nghỉ ngơi. Được Tần Lạc trả lời. Bên ngoài cổng sân bay có một chiếc minibus đang đỗ. Mười mấy người Tần Lạc lên xe nhưng bên trong vẫn còn hơn một nửa chỗ trống. Hơn nữa chiếc xe hình như không có ý định chuyển bánh. Còn có những người khác sao? Tần Lạc hỏi. Đúng vậy, Cố Đô Viên mỉm cười trả lời. Máy bay của đội điều trị y tế Hàn Quốc hạ cánh gần với các vị nên chúng tôi muốn cùng đi một xe quay về thành phố. Mời các vị chờ một lát được không? Được, Tần Lạc gật đầu đồng ý. Hắn chỉ có thể thầm rủa người Nhật sao mà quá keo kiệt. Đội y tế Hàn Quốc, rất thú vị, không biết trong đoàn này có người quen không? Thế nhưng nhất định bọn họ không xa lạ với mình, Tần Lạc thầm nghĩ. Một lát sau, một thanh niên trẻ mặc vest đen dẫn theo một nhóm người Hàn Quốc, lưng đeo ba lô, tay kéo dương hành lý. Rõ ràng anh ta đang dẫn đoàn y tế Hàn Quốc ra. Cố Đô Viên cũng đi ra ngoài đón. Sau khi nói chuyện với bọn họ, cô mời bọn họ lên xe. Khi người đầu tiên của đoàn Hàn Quốc lên xe, nhìn thấy đoàn Trung Quốc đang ngồi sẵn trên xe, người này thoáng đứng lại. Những người Hàn Quốc ở sau lưng nhìn Tần Lạc đang nhìn mình cười tủm tỉm, bọn họ lập tức xa sầm mặt. Kẻ thù gặp nhau, mắt long lên. Huống chi khi ở cùng nhau trong một chiếc xe chật hẹp này, không hiểu sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây. Tần Lạc nhận ra thành viên đoàn Hàn Quốc cũng đang nhìn chằm chằm vào mình với sắc mặt rất thích thú, hắn không thể không chủ động lên tiếng, các vị, đã lâu không gặp. Câu chào thân thiết của hắn được người phiên dịch làm đúng phận sự dịch lại. Không ngờ lại khiến đoàn Hàn Quốc nổ tung như một nồi sắp đờ. Chương 1457, tôi tới du lịch.